Theo sau, Tống Chiêu Độ lại nói sang Tống Nhất Phàm. Tiểu Phàm lớn rồi, cậu nên dạy nó thêm một số đạo lý làm người, đừng để nó quá phóng túng. Tống Nhất Phàm đoạt lấy điện thoại. Ba, không được nói xấu con. Con một không trộm, hai không cướp, ba không phản đối chính trị, ba dựa vào cái gì nói con quá phóng túng. Con nói cho ba biết, con hiện tại đến bạn trai cũng chưa có thể nói là người tốt trong số người tốt. Thôi, không nói với ba nữa, con còn phải đi chơi nữa, mặc kệ ba. Tống Chiêu Độ bất đắc dĩ nói. Được, được, con chơi cho vui, đừng gây thêm phiền phức cho Hạ Tưởng là được. Đứa con gái yêu quý duy nhất, lại thương yêu như ngọc quý trong tay, ông ta đối với cô bé đúng là hết cách. Cũng may, Tống Nhất Phàm kỳ thật vừa không bị nuông chiều lại không tùy hứng, ngoại trừ hơi thích chơi xỏ lá ra, cũng là một đứa con gái ngoan ngoãn hiếm có. Hạ Tưởng tiếp tục dẫn ngựa đi trước, cười nói. Tiểu Phàm, em muốn thi nghiên cứu sinh, có phải về sau còn muốn học lên tiến sĩ hay không? Ừm. Tống Nhất Phàm nặng nề trả lời một tiếng, vừa gật đầu, vừa hái hoa dại ven đường. Em rất thích bầu không khí của trường học, ngoại trừ có một số nam sinh đáng ghét ra, những thứ khác cũng tạm được, ít nhất không cần quan tâm quá nhiều sự nghiệp. Về sau ở lại trong trường nghiên cứu học vấn, còn tốt hơn nhiều so với ra ngoài xã hội anh lừa tôi gạt. Học vấn sẽ không gạt người, chỉ có nhân tài sẽ gạt người. Nói như vậy, em sau này sẽ thành làm một nữ tiến sĩ rồi. Không đơn giản, anh vẫn chưa quen bía với nữ tiến sĩ nào, vừa hay, em làm nữ tiến sĩ đầu tiên mà anh biết. Được đó, được đó. Tống Nhất Phàm kỳ thật tuổi cũng không nhỏ, cô nhỏ hơn Hạ Tưởng 10 tuổi, năm nay cũng 21 tuổi. Nhưng ở trước mặt Hạ Tưởng, vẫn là cô nữ sinh trung học nghịch ngợm đáng yêu năm xưa, dường như cô chỉ phát triển thân thể đầy đặn và trưởng thành thôi, mà không phải là tâm trí. Anh Hạ, anh nói xem sau này em phải tìm một bạn trai thế nào? Sao em cứ thấy con trai bên cạnh hoặc là rất nông cạn, hoặc là rất tự đại, hoặc là cái tôi quá lớn, hoặc là tự ti, sao không có một người thuận mắt? Tống Nhất Phàm luôn lấy Hạ Tưởng để so sánh con trai bên cạnh mình. Đương nhiên không thể so sánh được rồi. Hạ Tưởng vừa có một cơ thể trẻ trung, lại có tâm trí thành thục. Rất nhiều cô gái, nhất là cô gái có ánh mắt cao, bình thường đều thích đàn ông bề ngoài anh tuấn đồng thời lại thành thục điềm đạm, đáng tiếc, thanh niên trẻ sao có thể thành thục điềm đạm được chứ? Thành thục và điềm đạm đều là sự lắng đọng lại của năm tháng mà tạo thành, không trải qua tang thương mài giũa ở nhân gian, một người đàn ông sẽ không phát ra hương vị đàn ông nồng đậm và thâm trầm. Hơn nữa Tống Nhất Phàm từ lúc nhỏ đã ở cùng Hạ Tưởng chính là hình tượng đàn ông hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của cô. Hai người, một ngựa, trời cao trong vắt, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng tươi sáng nhưng không gay gắt, gió nhẹ mát mẻ nhưng không mạnh mẽ, là thời gian thanh thản dễ chịu hiếm có. Một loạt điều chỉnh nhân sự ở tỉnh làm người ta hoa cả mắt qua đi, khi Trần Khiết Văn sắp rời khỏi Thiên Trạch và Lưu Hội Nhân chưa tới nhậm chức, Hạ Tưởng tranh thủ hưởng sái nửa ngày thanh nhàn. Cũng thật sự thả lỏng một lần. Có Tống Nhất Phàm làm bạn, khiến tâm tình hắn tốt hơn. Theo hắn thấy, Tống Nhất Phàm chính là bảo vật vui vẻ, có thể khiến hắn thả lỏng nhất, khiến hắn không bố trí phòng vệ nhất. Lưu Hội Nhân cuối cùng có phải là người của Phạm Duệ Hằng hay không, chủ yếu là phải xem y có thức thời hay không, tiến đến thành phố Thiên Trạch, muốn kiếm chắc chiến tích, thì có thể. Muốn khoa tay múa chân sửa đổi phương châm phát triển kinh tế Thiên Trạch, mơ đi. Hiện tại thế cục Thiên Trạch đã được khống chế chặt chẽ ở trong tay Hạ Tưởng, trừ phi điều chuyển hắn khỏi Thiên Trạch, nếu không ai cũng đừng mơ có thể áp đảo được hắn. Hạ Tưởng rất rõ dụng ý của Tống Chiêu Độ khi cố giữ hắn ở lại Thiên Trạch, một là đem kế hoạch phát triển kinh tế nắm trong tay thật sự được thực hiện, đem chiến tích thật tế, làm tới mức thật sự vứt bỏ được chiếc mũ nghèo hèn của Thiên Trạch, để người ta lưu lại ấn tượng đến nơi đến chốn. Hai là đảm nhiệm thị trường thêm một thời gian, thì trên lý lịch cũng được viết tốt đẹp hơn một chút. Đợi đến khi một mức độ nhất định, lý lịch liền thành manh mối để người khác lấy ra mà nói. Trời cao trong xanh mới có thể nhìn được lâu dài, trân trọng của chủ tịch tỉnh Tống đối với hắn, tính toán chu toàn, Hạ Tưởng sao có thể không biết. Chỉ có điều hắn mơ hồ có chút lo lắng, Tống Chiêu Độ sau khi rời khỏi tỉnh Yến, là điều chuyển ngang hay là lên chức, sẽ đi về đâu. Năm 2007, điều động cấp cao trong nước vẫn là rất thường xuyên, Hạ Tưởng nhớ không được xác thực lắm, chỉ nhớ mang máng Tống Chiêu Độ ở hậu thế, vào cuối năm 2007 mới chính thức đảm nhiệm chủ tịch tỉnh. Trí nhớ hắn đối với Quan Viễn Khúc là rõ ràng nhất, là người nối nghiệp chỉ định,
ai lại không ghi tạc trong lòng. Người có đầu óc đều sẽ chú ý tới người nối nghiệp tiếp theo là ai. Đương nhiên đối với Cổ Thu Thật cũng nhớ vô cùng rõ ràng, sự đột biến về tin đồn của người nối nghiệp cách một nhiệm kỳ, cùng với lịch sử thăng quan vù vù của anh ta, không khiến người ta chú ý mới lạ. Đối với chuyện lớn khác của lịch sử, thì có chút không rõ lắm. Tống Chiêu Độ so với đời sau ít nhất đã đảm nhiệm chủ tịch tỉnh sớm hơn một năm, hơn nữa căn cơ củng cố, ưu thế tuổi tác rõ ràng. Ở trong quan trường, tuổi tác chính là bảo vật, có khi chênh lệch 1-2 tuổi có thể quyết định là trên hay dưới. Hạ Tưởng suy nghĩ chợt xa chợt gần, trong chốc lát là thế cục thiên trạch, lúc thì thế cục ở tỉnh, lúc thì thế cục trong nước, vừa nghĩ tới Trần Phong, Tống Chiêu Độ, lại nghĩ tới Tống Chiêu Độ đi rồi, tỉnh Yến sẽ do ai đảm nhiệm chủ tịch tỉnh cũng là vấn đề mấu chốt. Cao Tấn Chu hy vọng lớn nhất, Mai Thái Bình cũng không phải là không có khả năng, thậm chí Lý Ngôn Hoằng cũng rất có triển vọng. Thậm chí không bài trừ khả năng có con ngựa đen xông ra, thí dụ như Đàm Quốc Thụy. Đương nhiên, còn có một khả năng là Trung ương hàng không xuống. Hiện tại đã là cuối tháng 8, phỏng chừng trong nửa tháng, điều chỉnh cán bộ của thành phố Thiên Trạch và trong tỉnh sẽ lần lượt được đưa ra, tiến nhập thời kỳ mới. Hạ Tưởng thật ra tràn đầy kỳ vọng đối với Lưu Hội Nhân, cũng muốn xem, Lưu Hội Nhân là một người thế nào, có biết làm người hay không. Nghĩ quá nhiều, thì có chút thất thần, không chú ý đã đi đến phía trên sườn núi cao. Khi đi xuống, ngựa mất móng trước, Tống Nhất Phàm kinh hô một tiếng, sau đó lập tức ngã từ trên ngựa xuống. Hạ Tưởng hết hồn, ngựa không cao, nhưng hắn đối với Tống Nhất Phàm yêu thương như ngọc quý, thì sao có thể để cô chịu thương tổn được, vội vàng nghiêng người. Vươn hai tay ôm lấy eo Tống Nhất Phàm. Cũng may, vừa mới ôm lấy Tống Nhất Phàm vào lòng, không để cô té ngã xuống đất, thì bất ngờ chân trượt một cái, cả người ngã nhào trên mặt cỏ. Vì bảo vệ không để Tống Nhất Phàm té xuống, Hạ Tưởng liền để lưng sau chạm đất, đặt Tống Nhất Phàm trên người hắn. Tống Nhất Phàm cũng hay thật, đã là lúc nào rồi cũng không quên quấy rồi, sau khi té trên mặt đất, ngược lại xoay người cưỡi lên Hạ Tưởng, còn khanh khách cười không ngừng. Không cưỡi ngựa, thì cưỡi anh vậy. Cô quên mất, khi cưỡi ngựa, cô là ngồi nghiêng một bên, hiện tại là ngồi trên người Hạ Tưởng, hai chân tách ra, lại đang ngồi ngay bụng dưới Hạ Tưởng, lại bởi vì nguyên nhân đang ngồi trong bụi cỏ, chiếc váy bị cây cỏ treo lên, giống như đang treo túp lều, lộ ra hai chân mượt mà, mùi hương thoang thoảng, nhìn lại, thì giống như cô chỉ mặc một chiếc quần xịp hình hoạt họa ngồi trên Hạ Tưởng vậy. Chương 1080, thời đại sau Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng thân dưới là cây cỏ mềm mại, trên đầu là bầu trời xanh, trên trời là những đám mây trong, trên người là một cô gái xinh đẹp, lại ở tư thế ngồi mờ ám như thế, nếu không động lòng sẽ không phải là đàn ông, đặc biệt là Tống Nhất Phàm hiện tại, trẻ trung, đầy đặn, dáng người cực chuẩn, nhìn thế nào cũng giống một quả táo chín mọng. Hạ Tưởng lại không thể khống chế được, liền có phản ứng. Tống Nhất Phàm đang cảm thấy chơi rất vui, liền cảm thấy thân dưới có gì khác thường. Đầu tiên là sửng sốt. Cái gì mà? Sau đó lại ý thức được là gì, lập tức mặt đỏ tới mang tai, lại cúi đầu thì nhìn thấy tư thế không đúng đắn và hai chân lõa lổ bên ngoài, không khỏi kinh hô một tiếng, lập tức nhảy dựng lên. A, lưu manh! Thật sự là không nói lý, rõ ràng hắn bị đùa giỡn một cách lưu manh, lại thành ra hắn là lưu manh, Hạ Tưởng xoay người ngồi dậy, sau lưng vẫn còn đau nhức, hắn cũng không thể nói lý được. Tống Nhất Phàm nhảy quá mạnh, váy bị cây cỏ cắt qua, lộ ra một lỗ to bằng nắm tay. Cô cũng không thèm nhìn, trốn ở sau con ngựa, không dám nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng mặc kệ cô, biết tính khí cô nửa thật nửa giả, liền nằm xuống làm bộ ngủ. Chỉ chốc lát sau, Tống Nhất Phàm lại lén lút tiến đến, cầm một cọng cỏ chọc ngoáy mũi hắn. Tống Nhất Phàm ở Thiên Trạch 3 ngày, cũng không biết có phải là Liên Nhược Hạm cố ý trêu ghẹo không, mà sắp xếp cho Tống Nhất Phàm ở tại Cung Bắc. Tống Nhất Phàm làm sao biết được ý nghĩ xấu của Liên Nhược Hạm, vô cùng mừng rỡ, nói cô là Bắc Cung nương nương, khiến Hạ Tưởng liên tục lắc đầu trong ánh mắt đầy thâm ý của Liên Nhược Hạm. Tống Nhất Phàm chân trước mới vừa đi, ngày Trần Khiết Văn rời khỏi Thiên Trạch đã đến, nói cách khác, Lưu Hội Nhân cũng sắp đến Thiên Trạch nhậm chức. Khi Trần Khiết Văn rời chức, Hạ Tưởng lãnh đạo toàn thể lãnh đạo các ban ngành thành ủy Thiên Trạch, kể cả người phụ trách chủ yếu của mặt trận Tổ quốc, xếp thành hàng vui vẻ đưa tiễn. Trần Khiết Văn nắm chặt tay Hạ Tưởng, cảm thán vô hạn. Hơn một năm nay, cùng thị trưởng Hạ làm việc là một khoảng thời gian vui vẻ nhất từ khi tôi theo chính trị tới nay, thị trưởng Hạ hài hước khôi hài,
tài trí hơn người, vượt qua thử thách trên chính trị, tinh thông trên thương trường, quả thật là nhân tài khó được. Tôi vẫn rất muốn tiếp tục cùng làm việc với thị trưởng Hạ, cùng nhau xây dựng Thiên Trạch, tuy nhiên vẫn phải phục tùng tổ chức an bài. Hạ tưởng nghe qua thì thôi, bởi vì Trần Khiết Văn nói không phải là nói mát, chính là đang nói người khác, dù sao không phải nói hắn, còn trải qua một thời gian vui vẻ nhất, thế mà bà ta cũng nói ra được. Tuy nhiên người nối nghiệp lại là một vấn đề khác, hắn cũng liền cười, vẻ mặt tiếc hận nói. Rất đáng tiếc, Bí thư Trần nói đi là đi, tôi cũng muốn nghe Bí thư Trần dạy bảo nhiều hơn, công tác dưới sự chỉ đạo của Bí thư Trần mới kiên định trong lòng, mới không phạm sai lầm. Bùi Nhất Phong cố nín cười, thị trưởng Hạ nói câu đầu thì chẳng khác gì câu truy điệu, nói đi là đi, sao mà nghe không được tự nhiên mấy. Trần Khiết Văn mặt mày nhăn nhó, lại nghĩ lại, có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều, thì lại gượng cười, khách khí vài câu, lại cùng từng người bắt tay. Nói là bắt tay, kỳ thật chính là chuồn chuồn lướt nước hời hợt gật gật đầu, nói thật, cô không có một tia lưu luyến nào đối với Thành ủy Thiên Trạch, còn đối với lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền ở đây, gần như toàn bộ đều không có ấn tượng tốt. Nhất là đối với hai người Bùi Nhất Phong, từ hâm, đến cười cũng không, chỉ nắm tay một cái thì buông, vẻ mặt nghiêm túc. Ô tô Trần Khiết Văn dần biến mất ở xa xa, tất cả người tiễn đưa ở đây dường như đều thở phào một cái từ tận đáy lòng, hình như có nhận thức chung mà không cần giao lưu Bí thư Trần cuối cùng đi rồi. Đúng vậy, Trần Khiết Văn cuối cùng rời khỏi Thiên Trạch, cô ở Thiên Trạch trước sau 4-5 năm, kinh tế Thiên Trạch dừng lại không tiến, sự nghèo nàn lạc hậu của toàn tỉnh vẫn không thay đổi, là không thay đổi, đứng đầu từ dưới đếm lên mà vẫn luôn kiên trì ở vị trí thứ nhất, cũng không dễ dàng. Đều nghĩ rằng Trần Khiết Văn vừa đi, Lưu Hội Nhân lập tức sẽ tới nhậm chức, không ngờ xuất hiện biến cố, Lưu Hội Nhân bất ngờ ngã bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ, cần nằm viện trị liệu. Tỉnh ủy quyết định, đồng chí Hạ Tưởng tạm thời chủ trì công tác đảng chính thành phố Thiên Trạch. Nửa tháng sau, điều chỉnh nhân sự toàn tỉnh đều hạ xuống màn che, bởi vậy những sự xáo trộn và tàn dư mang lại, cũng dần dần phân tán thành cho bụi. Về phần ly hợp sau này của bộ máy mới điều chỉnh, thì là vấn đề của các bí thư thành ủy, tỉnh ủy tự nhiên không cần quan tâm quá nhiều. Sự chú ý của tỉnh ủy lập tức rơi xuống chiếc ghế trống sau khi Tống Chiêu Độ đi rồi. Tỉnh Yến tiến vào thời đại sau Tống Chiêu Độ, lúc đó Mai Thái Bình, Cao Tấn Chu, Lý Ngôn Hoàng, Đàm Quốc Thụy đều bắt đầu hành động, dù sao cũng là ngai vàng của chủ tịch của một tỉnh, ai, à, không thèm nhỏ dãi ba thước. Trong một đời người, không có mấy lần cơ hội được ngồi vào vị trí chính, cơ hội một khi qua đi, có lẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Đến cả Mai Thái Bình và Lý Ngôn Hoàng luôn luôn trấn tĩnh, cũng ngồi không yên, không ngừng gọi điện thoại lên Bắc Kinh hỏi han. Cao Tấn Chu cũng không cam yếu thế, y cũng đã mài mò ở bộ máy chính phủ 5-6 năm, từ phó chủ tịch tỉnh bình thường đến ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, rồi đến phó chủ tịch thường trực tỉnh, đã chạy một quãng đường dài tại tỉnh Yến, rất không dễ dàng. Nhưng không dễ dàng thì không nhất định hoa rơi trên đầu, nhất thiết phải có quan hệ có ân tình mới được. Cao Tấn Chu biết, y và Lý Ngôn Hoàng đều người của nhà họ Ngô, nhưng lại được ông cụ Ngô coi trọng ở mức khác nhau, nếu so sánh thì, Lý Ngôn Hoàng được đánh giá cao hơn. Cuối cùng khả năng gia tộc ủng hộ Lý Ngôn Hoàng sẽ cao hơn, tuy rằng nói phải phục tùng đại cục, lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, nhưng khi sự tình liên quan đến tiền đồ trọng đại của mình, thì nên cố gắng tranh thủ, mà không thể thả lòng. Mai Thái Bình cũng là như thế, ông ở tỉnh Yến cũng đã một thời gian, lần này nếu có thể thuận lợi đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, cũng là vì nhà họ Mai nở mày nở mặt. Trước kia ông còn ôm ý tưởng xem tỉnh Yến như bàn đạp, không ngờ từ trưởng ban tổ chức cán bộ đến phó bí thư, chôn vùi ở tỉnh Yến hơn 4-5 năm, cũng có cảm tình, nếu tiếp tục ở tỉnh Yến đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, cũng thuận tiện khi cần có thể về Bắc Kinh hoạt động. Nhà họ Mai cũng huy động toàn bộ. Đàm Quốc Thụy mặc dù thất lợi trong cuộc giao tranh lần trước với Tống Chiêu Độ, nhưng hiện tại cũng cảm thấy cơ hội tới rồi, cũng nên chú ý đến hoạt động, 3 ngày 2 lần chạy lên Bắc Kinh. Trong khoảng thời gian ngắn, tỉnh ủy tỉnh Yến lòng người dao động, ai nấy như lâm đại địch. Vốn trước kia quan hệ của Mai Thái Bình và Lý Ngôn Hoàng không tốt cho lắm, hiện tại bởi vì hai người đều xem đối phương như đối thủ cạnh tranh hùng mạnh nhất, trước kia khi gặp mặt còn chào hỏi. Hiện tại gặp mặt chỉ khẽ gật đầu, sau đó hai người liền mắt không chớp mà lướt qua vai nhau. Đến cả Cao Tấn Chu và Lý Ngôn Hoàng, khi gặp mặt cũng thêm một lớp ngăn cách. Người trong quan trường, bình thường dù cho quan hệ có tốt đẹp, một khi đến thời điểm tranh giành một vị trí mấu chốt,
thì đều thành đối thủ, hơn nữa còn là đối thủ một mất một còn. Đương nhiên, sau khi kết quả cuối cùng được xác định, lại sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo vốn có. Đây là hai mặt đời người của người trong quan trường. Tỉnh ủy tỉnh Yến, tin đồn thổi, tin hành lang, tin suy đoán, đều truyền khắp nơi. Hạ Tưởng tuy rằng cũng quan tâm sự thay đổi nhân sự của tỉnh ủy, nhưng một là cấp bậc so với hắn cách nhau quá xa, hai là hắn quan tâm nhất chỉ có hướng đi của Tống Chiêu Độ, đối với việc ai tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh cũng không để ở trong lòng, bởi vì quan tâm cũng vô dụng, nhưng Tống Chiêu Độ trong chuyện này vẫn kín miệng như bưng, hắn khẳng định sẽ không lắm miệng hỏi đến. Thêm một chuyện chi bằng ít một chuyện, huống chi hắn hiện tại rất là bận rộn, một thân kiêm hai chức. Lưu Hội Nhân rốt cuộc có thể làm người hay không thì khó mà nói, nhưng y sinh bệnh cũng thật đúng thời điểm, khiến Phạm Duệ Hằng trên mặt cảm thấy tối đen, bởi vì Lưu Hội Nhân trải qua một cuộc phẫu thuật không nhỏ, ít nhất sau tháng 10 mới có thể xuất viện. Nói cách khác, Hạ Tưởng ít nhất phải một thân kiêm hai chức thêm 2 tháng. Gần như là chuyện cười cho toàn tỉnh, Lưu Hội Nhân có thể là đề danh nằm ngoài dự đoán mọi người của Phạm Duệ Hằng. Kết quả Lưu Hội Nhân tặng cho y một cơn bệnh nặng nằm ngoài dự đoán, thật sự là bùn lầy đỡ không được tường. Hạ Tưởng quả thật bận ngập đầu, một tay cầm giữ hai gánh nặng đảng chính, thật đúng là sự tình không phải một người có khả năng làm được. May thay có Trần Thiên Vũ toàn lực giúp hắn, lại có Ngô Minh Nghị cũng một lòng phụ tá, hắn coi như miễn cưỡng ứng phó được. Vốn sự tình ai tranh đoạt ngai vàng chủ tịch tỉnh, Hạ Tưởng quyết định không đếm xỉa đến, tuyệt không nhúng tay. Nhưng vẫn thoát không khỏi được sự rằng có ân tình, Cao Tấn Chu mấy lần điện thoại mời hắn ngồi lại với nhau không phải lấy thân phận của phó chủ tịch thường trực tỉnh, mà là lấy thân phận của người bạn cũ. Hạ Tưởng thật đúng là không tiện chối từ, hắn biết dụng ý của Cao Tấn Chu, là coi trọng quan hệ giữa hắn và ông cụ Ngô, nói thay vài câu tốt đẹp. Sau đó Cao Tấn Chu lại đưa ra lão Cao, Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải đáp ứng ở Bắc Kinh gặp mặt. Mặt, cũng đã gặp rồi. Cũng cùng lão Cao trò chuyện với nhau thật vui. Trong bữa tiệc, ai cũng không nói đến thế cục tỉnh Yến, nhưng đều là lòng hiểu không nói ra. Hạ Tưởng cũng khó mà nói gì, bởi vì hắn biết có một số lời có thể nói, cũng có một số lời tuyệt đối không thể nói. Quan hệ giữa hắn và ông cụ Ngô vẫn luôn rất tốt, chính là bởi vì hắn không nhiều chuyện lắm sự, không có lòng tham, chưa từng có hướng nhà họ Ngô yêu cầu đòi hỏi gì. Nếu hắn đề xuất yêu cầu không nên đề xuất, nói ra lời không nên nói, với thân phận của người ngoài nhúng tay sự vụ nội bộ nhà họ Ngô, thì chính là không hiểu chuyện. Ông cụ Ngô có lẽ sẽ không nói gì hắn, nhưng Ngô Tài Dương cũng được, thậm chí Ngô Tài Giang cũng thế, đều sẽ có cái nhìn không tốt đối với hắn, nhận định hắn chạy vào giữa thế lực của gia tộc, có ý đồ bất lương. Khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, Lý Ngôn Hoàng rất ít chủ động liên hệ hắn, cũng không ngờ sau vài ngày hắn và Cao Tấn Chu gặp mặt, gọi điện thoại cho hắn, đề xuất gặp mặt ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng liền biết, một vị trí chủ tịch tỉnh, khiến cho cuộc cạnh tranh giữa hai người tài giỏi của nhà họ Ngô, đã tiến vào tình trạng gay cấn. Cuối cùng Hạ Tưởng vẫn cùng Lý Ngôn Hoàng gặp mặt, cũng là nâng cốc nói chuyện vui, nhưng đều không nói đến chính sự. Có đôi khi không tiếng động thắng có tiếng động, hoạt động với nhau cái cần chính là sự ăn ý, hơn nữa với cấp bậc của Lý Ngôn Hoàng, nói ra lời thỉnh cầu Hạ Tưởng hỗ trợ, y cũng không thể nói ra miệng được, Hạ Tưởng cũng tiếp nhận không nổi. Trước khi thế cục tỉnh Yến vẫn chưa sáng tỏ điều động chủ tịch tỉnh là chuyện lớn, mấy tháng thậm chí nửa năm mới có kết quả cũng rất bình thường trong nước xuất hiện mấy lần thay đổi nhân sự quan trọng, lại lần nữa thu hút sự chú ý của giới truyền thông nước ngoài. Giữa tháng 9, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy thành phố Hạ Giang Quan Viễn Khúc từ nhậm Bí thư Thành ủy thành phố Hạ Giang, đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương. Tin tức một khi công bố, giới truyền thông trong ngoài nước kinh ngạc. Nhất là giới truyền thông nước ngoài, càng dài dòng đưa tin về cuộc đời và lời giới thiệu vắn tắt của Quan Viễn Khúc, dường như Quan Viễn Khúc là người nối nghiệp tiếp theo, sau đó lại phân tích rất nhiều về danh sách và xếp hạng của người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đây, cùng với hướng đi tổng thể của cục diện chính trị. Ngược lại, Hạ Tưởng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm một bước biết được kết quả. Tuy nhiên lịch sử vẫn xuất hiện lệch lạc nhất định. Quan Viễn Khúc từ nhậm Bí thư Thành ủy thành phố Hạ Giang sớm hơn một tháng, chẳng lẽ là gút mắc nào đó xuất hiện biến cố? Quả nhiên, gần một tuần sau, Trung ương lại tuyên bố, Ngô Tài Dương kiêm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ chức vụ Trung ương, không còn kiêm nhiệm chức vụ trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Hạ Tưởng giật mình không nhỏ.
Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương hai bộ trưởng tuy rằng đều là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương, nhưng hiển nhiên Ban Tổ chức Trung ương hiển hách hơn, quản lý ngũ quan của thiên hạ, không phải người được Tổng Bí thư tín nhiệm sẽ không được đảm nhiệm, chẳng lẽ nói, Ngô Tài Dương được Tổng Bí thư tín nhiệm sâu sắc. Bởi vì căn cứ thông lệ, trưởng Ban Tổ chức Trung ương đều là trạm kế tiếp để thăng tiến vào ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương. Nhà họ Ngô, quả không hổ là thế lực gia tộc đứng đầu, Ngô Tài Dương có hy vọng trở thành một trong chín người đứng đầu. Cục diện chính trị trong nước thay đổi bất ngờ, cũng là vì buổi diễn tập chính trị sắp được tổ chức vào tháng 10. Hạ tưởng rất rõ, Tổng Bí thư ở nhiệm kỳ cuối này, đang ở toàn diện bố cục, sắp xếp điều chỉnh nhân sự quy mô lớn. Nhưng thế cục tỉnh Yến, vẫn tạm thời chưa thấy động tĩnh, phỏng chừng việc điều động của Tống Chiêu Độ, sắp tới hồi kết. Chớp mắt đã tới Quốc Khánh, trong ngày Quốc Khánh, Phạm Tranh kết hôn, Hạ Tưởng tham dự hôn lễ, cùng Nghiêm Tiểu thì liên hợp tặng Phạm Tranh một phần đại lễ. Phạm Duệ Hằng đối với việc Hạ Tưởng đến tham dự rất là cao hứng, nắm tay Hạ Tưởng, nói không ít lời cổ vũ. Phạm Tranh cũng nhiệt tình cùng Hạ Tưởng hàn huyên, nói là nếu Hạ Tưởng chưa kết hôn, nói gì cũng sẽ để hắn làm phù rể, còn Nghiêm Tiểu thì làm phù dâu. Phạm Tranh đầu tiên là lôi kéo tay Hạ Tưởng giới thiệu cô dâu cho hắn quen biết, cô dâu là một cô gái rất điềm đạm nho nhã, tướng người trung bình, rất đoan trang, có thể nói rất xứng với Phạm Tranh. Sau đó Phạm Tranh lại lôi kéo Hạ Tưởng đi vào một căn phòng, giới thiệu một người khác cho hắn quen biết. Người này khoảng 45 tuổi, đỉnh đầu hơi chọc, đeo kính cận nặng độ, vừa nhìn chính là hình tượng của học giả cao tuổi. Không đợi Phạm Tranh mở miệng, Hạ Tưởng liền lập tức đoán được người trước mắt là ai. Bí thư Thành ủy thành phố Thiên Trạch Lưu Hội Nhân. Lưu Hội Nhân giơ tay về phía Hạ Tưởng, cười rất nhạt nói. Thị trưởng Hạ, hân hạnh gặp mặt. Hạ Tưởng cũng không quá khách khí, thản nhiên cười. Bí thư Lưu, hân hạnh. Phạm Tranh thấy hai người lời nói có vẻ như có xu thế không hợp nhau lắm liền vội vàng chắp tay, dẫn Hạ Tưởng ra khỏi phòng, lắc đầu nói. Thật là một con mọt sách, tôi cũng không hiểu sao cha tôi lại nhìn chúng ông ta cơ chứ. Thôi, không nhắc đến nữa, hôm nay anh em ta túy lúy một phen. Phạm Tranh đã thông minh hơn trước nhiều, nói chuyện cũng rất có kỹ xảo. Hạ Tưởng biết Phạm Tranh có ý muốn cân bằng với hắn. Chuyện đã qua lâu như thế rồi, Hạ Tưởng lúc mới đầu đã không so đo tính toán gì. Bây giờ thì càng không, hắn cười ha hả. Anh không thể say được, đêm động phòng hoa trúc mà say thì thật là đáng tiếc. Phạm Tranh cười ha hả. Được rồi, bây giờ ai mà chẳng biết ai. Đã sớm động phòng hoa trúc rồi, còn phải đợi đến đêm nay sao? Gặp Lưu Hội Nhân lần đầu. Hạ Tưởng có ấn tượng về anh ta không tốt lắm, cảm thấy hơi thở trí thức của anh ta quá đậm. Về phương diện đối nhân xử thế thì không được hay lắm. Trong hôn lễ của Phạm Tranh còn gặp Phương Cách. Phương Cách là vì Phương Tiến Giang lùi về tuyến 2 nên hơi có chút buồn. Hạ Tưởng cũng hơi cảm thán. Năm đó công tử của trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy thành phố Yến đến nay vẫn là phó cục trưởng. Khả năng cũng sẽ kẹt lại ở chức phó cục trưởng đó. Nếu như không có người thay y ra mặt. Hạ Tưởng an ủi Phương Cách vài câu, để cho anh ta yên tâm công tác ở tỉnh ủy, thì sẽ có cơ hội ngẩng đầu lên mà thôi. Phương Cách lại nói một câu khiến Hạ Tưởng không biết nên khóc hay cười. Cha tôi lùi cũng lùi rồi, tôi không vì chuyện của ông ấy mà là vì chuyện của Lam Miệt. Gần đây Lam Miệt khí lực dồi dào, làm tôi chịu không nổi, tôi không đáp ứng thì cô ấy bảo tôi có phụ nữ khác ở bên ngoài. Anh nói có tức không chứ? Đàn ông suốt ngày đối mặt với vợ của mình. Có phải cứ thích là được đâu? Được, Hạ Tưởng vỗ vào bả vai của Phương Cách, chẳng nói gì khác nữa. Mọi người đều có phúc riêng, Phương Cách có lẽ tình trạng hiện tại rất tốt, nếu thực sự cho anh ta chìm nổi trốn quan trường thì sẽ là hại anh ta. Thôi vậy, Hạ Tưởng bèn bỏ đi cái suy nghĩ giúp đỡ Phương Cách. Ngày 15 tháng 10, Lưu Hội Nhân chính thức nhậm chức ở Thiên Trạch. Điều nằm ngoài dự liệu của mọi người chính là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ Mai Thái Bình đích thân đến. Điều này khiến cho bao nhiêu người đều đoán giả đoán non, Lưu Hội Nhân rốt cuộc là lai lịch thế nào mà có cả bí thư tỉnh ủy đích thân đề cử, lại có cả trưởng ban tổ chức cán bộ đích thân tiễn. Thật là quá vinh quang. Ngay cả Hạ Tưởng cũng hơi giật mình, không rõ Mai Thái Bình đề cao Lưu Hội Nhân là căn cứ vào suy nghĩ gì. Không nghe nói đến giữa Lưu Hội Nhân và Mai Thái Bình có mối quan hệ gì. Sau khi xong hết các trình tự, thành phố Thiên Trạch theo thường lệ cử hành tiệc liên hoan. Lưu Hội Nhân phát biểu nói chuyện,
trình độ phát biểu của anh ta cũng không tồi. Đúng là xuất thân chuyên gia lý luận, dù sao thì trong lời nói rất vừa độ, không dài dòng, nói rất hàm xúc và lưu loát. Nhưng có một điều là, đều là những lời nói suông sáo rỗng. Hay nói cách khác lý luận rất là cao, nhưng cụ thể đối với thành phố Thiên Trạch thì chẳng dùng được. Có lẽ là vì Lưu Hội Nhân thời gian phát biểu quá lâu nên Mai Thái Bình trong lúc đó nhíu mày mấy lần. Lưu Hội Nhân lại chỉ lo nói một cách chậm rãi, không hề nhận ra sự không vui của Mai Thái Bình. Chỉ một chi tiết nhỏ đã khiến Hạ Tưởng rút ra kết luận, về một số chi tiết nào đó Lưu Hội Nhân vẫn có khiếm khuyết, hơn nữa Mai Thái Bình đưa anh ta đến đây chắc không phải vì anh ta là người gì của Mai Thái Bình, mà lần này Mai Thái Bình đến đây là có mục đích khác. Quả nhiên khi tiệc liên hoan còn chưa chấm dứt, Mai Thái Bình liền ngồi không yên, kéo Hạ Tưởng sang một bên nói chuyện khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Phó Bí Thư Mai rốt cuộc là đưa Lưu Hội Nhân đến đây hay là có chuyện muốn thương lượng với Hạ Tưởng đây? Mọi người đã đoán đúng rồi, Mai Thái Bình thật sự là đã dùng việc đưa Lưu Hội Nhân đến để ngụy trang việc tìm Hạ Tưởng. Nếu không thì với tư cách của Lưu Hội Nhân, thì làm sao đáng để Mai Thái Bình đích thân cùng đến nhậm chức đây? Mai Thái Bình vừa mở miệng, Hạ Tưởng không khỏi thầm cười gượng trong lòng. Đúng vậy, Mai Thái Bình cũng là vì cái ghế đẹp chủ tịch tỉnh Yến, muốn thông qua hắn để truyền lời với Tống Chiêu Độ. Bởi vì nếu như Tống Chiêu Độ rời chức thì Trung ương sẽ trưng cầu ý kiến của Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ. Hay nói cách khác, ngoài Phạm Duệ Hằng ra thì việc đề cử của bản thân Tống Chiêu Độ cũng cho thêm điểm cho người hậu bị. Chương 1081, tình hình mới, khởi điểm mới. Mai Thái Bình và Hạ Tưởng nói chuyện, không cầu kỳ lắm nghệ thuật nói chuyện của lãnh đạo mà nói rất trực tiếp. Hạ Tưởng, anh giúp tôi truyền đạt lại là được rồi. Chủ tịch tỉnh Tống có truyền lời cho Trung ương hay không, sau khi truyền lời rồi có tác dụng gì không thì anh không cần phải quan tâm. Chỉ cần anh truyền lời là coi như tôi nợ anh một ân tình. Bình tĩnh mà suy xét, Mai Thái Bình nếu đảm nhiệm chủ tịch tỉnh so với một trong hai người Cao Tấn Chu và Lý Ngôn Hoàng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh thì càng có thể cân bằng thế cục của tỉnh Yến hơn. Hạ Tưởng dù là có thái độ đứng ngoài nhưng không thể hiện rằng hắn không cân nhắc đến vấn đề ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch tỉnh. Xuất phát từ góc độ cân bằng mà nói, trên thực tế vẫn là Mai Thái Bình là phù hợp nhất với lợi ích của Trung ương. Về phần Đàm Quốc Thụy, cũng không ngoại trừ khả năng anh ta trở thành đối thủ cạnh tranh khó lường. Nhưng Đàm Quốc Thụy thì khó mà khiến kẻ dưới phục tùng. Đây cũng là một chi tiết mà tầng cao cần suy nghĩ đến. Do đó, nếu như nói trong danh sách 4 ứng cử viên cho chức vụ ngon lành chủ tịch tỉnh thì khả năng của Mai Thái Bình vẫn là lớn nhất. Thay Mai Thái Bình chuyển lời thì không khó. Hạ Tưởng đồng ý luôn. Hắn cũng cảm động và nhớ lại khi Mai Thái Bình ở hội nghị thường vụ đã thuận thế để bạt Bành Vân Phong. Mai Thái Bình thật vui vẻ vỗ vào bả vai Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, Lưu Hội Nhân không có kinh nghiệm chính trị địa phương. Về công tác sẽ có chỗ không trơn tru được. Anh để mắt đến anh ta một chút. Bí thư nắm nhân sự, thị trưởng nắm kinh tế. Tin rằng anh có thể xử lý tốt vấn đề phối hợp bộ máy chính đảng. Mai Thái Bình là nêu ý chính, cũng là nhắc nhở, Hạ Tưởng liền gật đầu tỏ vẻ sẽ ghi nhớ. Hắn cảm giác mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và Mai Thái Bình trước đây đã quay trở lại. Lại nói chuyện thêm một chút nữa, Mai Thái Bình lại nhắc đến Mai Hiểu Lâm một cách bất ngờ. Hiểu Lâm nói lần trước đã dẫn anh đến trang viên Vân Thiên đúng không? Con bé về sau mới nói cho tôi biết, thật là, nghe nói anh và hiệu trưởng quan cũng gặp mặt rồi. Mấy hôm trước tôi về Bắc Kinh gặp ông ta còn nhắc đến anh. Nói anh là một người nổi bật hiếm thấy trong giới trẻ. Hạ Tưởng trong lòng mừng rỡ, Quan Viễn Khúc chủ động nhắc tới mình, xem ra mình cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Quan Viễn Khúc. Nghe giọng điệu của Mai Thái Bình, hẳn là giữa ông ta và Quan Viễn Khúc quan hệ cũng không tồi. Tống Chiêu Độ đi rồi, Mai Thái Bình rất có khả năng sẽ trở thành một trong những chỗ dựa có sức mạnh nhất của tỉnh Yến. Bao nhiêu đường đến Bắc Kinh, không thể đảm bảo con đường nào cũng thông suốt. Nhưng ít nhất cố gắng ít trông gai trên mỗi con đường. Mai Thái Bình vừa đi, Hạ Tưởng đã truyền lời ngay cho Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ nghe xong cười ha hả, không đưa ra ý kiến mà nói. Phó Bí Thư Mai đi đường vòng lớn quá. Hạ Tưởng chỉ phụ trách truyền lời, không phụ trách đoán trước bất cứ một kết quả có tính dự đoán nào. Thành phố Thiên Trạch vì Lưu Hội Nhân đến nên chính thức đi vào một cục diện hoàn toàn mới. Lưu Hội Nhân nhậm chức, lập tức triển khai một loạt hoạt động giáo dục tư tưởng. Hôm nay học tinh thần chỉ thị của Trung ương, ngày mai học tinh thần văn kiện của tỉnh ủy.
Hội nghị lớn họp xong đến hội nghị nhỏ họp xong lại đến hội nghị tạm thời. Bao nhiêu là hội nghị sáng lên trên người Lưu Hội Nhân khiến cho bộ máy đảng ủy đến là khổ. Điều duy nhất khiến Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng chính là, Lưu Hội Nhân không nhúng tay nhiều lắm vào bộ máy sự vụ của chính phủ, cũng coi như là tuân thủ nghiêm ngặt theo bổn phận chính trị của mình. Ai ngờ tiệc vui chóng tàn. Một tháng sau, Lưu Hội Nhân tự nhận đã mở ra một cục diện ở Thiên Trạch, bắt đầu khoa tay múa chân trong sự vụ của chính phủ. Hạ Tưởng cũng chưa nể mặt nhiều Lưu Hội Nhân, liên tục vắng mặt trong mấy buổi hội nghị gọi là giáo dục tư tưởng của anh ta, Ngô Minh Nghị cũng bắt đầu cố ý vắng họp trong một số hội nghị không quan trọng. Hai nhân vật trọng đại cấp cao vắng mặt hội nghị, thì tương đương là trực tiếp đánh một đòn phủ đầu lên Lưu Hội Nhân rồi. Lưu Hội Nhân còn không kiềm chế, mà ngược lại đi chỉ trò vào chính sách thu hút đầu tư của Hạ Tưởng. Chỉ ra rằng không đủ hệ thống, không đủ toàn diện. Yêu cầu Hạ Tưởng chỉnh lý một bản tư liệu về công tác thu hút đầu tư, yêu cầu kết hợp tình hình kinh tế cả nước với chính sách kinh tế tỉnh Yên, kể lại tỉ mỉ và toàn diện những vấn đề tồn tại của thành phố Thiên Trạch, sau đó nộp cho anh ta xem. Hạ Tưởng liền không rắn không mềm đáp một câu. Bí thư Lưu, cải cách mở cửa là bám vào đá vượt sông, thành phố Thiên Trạch thu hút đầu tư cũng là đang trong quá trình tìm tòi. Làm sao có thể đoán trước được trong quá trình đầu tư sẽ phát sinh những vấn đề gì? Lưu Hội Nhân lập tức tức giận đến nói không ra lời. Sau đó lại ở vài lần hội nghị, Ngô Minh Nghị, Trần Thiên Vũ đề xuất phải cố gắng giảm những hội nghị không cần thiết. Hội nghị quá nhiều chẳng giải quyết được vấn đề mà lãng phí nhân lực vật lực. Dưới tiền đề là chỉ đạo của Trung ương giảm bớt các hội nghị, thành phố Thiên Trạch kiên quyết thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương, không thể để kinh tế lạc hậu, tư tưởng cũng lạc hậu. Lưu Hội Nhân mặt tối sầm, thở phì phì chạy đến tỉnh ủy tố cáo. Kết quả là đi trong ngày về trong ngày. Sau khi quay trở về thì trở thành một người khác, không những khiêm tốn hơn rất nhiều mà còn thay đổi được cả cái hào khí to lớn trước kia, trầm mặc ít lời và không nhiều chuyện. Chẳng cần nói, Lưu Hội Nhân đã bị phê bình và nhắc nhở, biết anh ta ở thành phố Thiên Trạch nên làm như thế nào mới có thể vừa có được thành tích mà không bị người ta ghét. Trung tuần tháng 10, Đại hội Đảng lần thứ 17 được cả nước trông chờ, chính thức đưa ra ba nhiệm vụ lịch sử lớn. Tháng 11, Tống Chiêu Độ đích thân nhiều lần đến tạo mối quan hệ với Bộ Đường sắt Bắc Kinh, cuối cùng đã thành công liệt dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch vào hạng mục ưu tiên và đã đưa lên lịch trình, quyết định đầu năm tới sẽ chính thức khởi công. Thiên Trạch trên dưới nhốn nháo, đều cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch tỉnh Tống. Hạ Tưởng lại hiểu rất rõ, Tống Chiêu Độ là trước khi rời tỉnh Yên, trợ giúp hắn một lần cuối cùng. Vì hắn khai thông trạm kiểm soát kinh tế cuối cùng của Thiên Trạch. Tháng 12, thông tin Tống Chiêu Độ điều đi càng gần. Hơn nữa về việc tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh cũng có triển vọng. Tin đồn là do Trung ương, nhảy dù, thậm chí còn trực tiếp chỉ ra là do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Khương Vĩ. Tỉnh ủy tỉnh Yên, Đàm Quốc Thụy vẻ mặt uể oải. Mai Thái Bình ảm đạm không nói gì. Cao Tấn Chu như thoáng chút suy nghĩ. Lý Ngôn Hoàng cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Giữa tháng 12, tin Tống Chiêu Độ được đồn đã lâu cuối cùng đã được xác định. Tống Chiêu Độ vừa không điều đi Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ các bộ và ủy ban trung ương, cũng không phải là đến các tỉnh phía Nam nhậm chức. Sự điều động của ông ta khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên. Chỉ có Hạ Tưởng sau khi nghe được thông tin thì khẽ mỉm cười. Sự điều động Tống Chiêu Độ vẫn là quán tính theo như lịch sử. Ông ta ở tỉnh Yên chỉ làm thị trưởng hơn một năm, cũng rất hợp với sự thường xuyên điều động thị trưởng đời sau của tỉnh Yên. Hơn nữa tỉnh mà ông ta nhậm chức và tỉnh mà đời sau lúc đầu ông ta nhậm chức hoàn toàn giống nhau. Chỉ có điều không giống là Trung ương quyết định, đồng chí Tống Chiêu Độ đảm nhiệm ủy viên thường vụ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Giang. Tống Chiêu Độ đã đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh hơn một năm, liền thăng lên thẳng chức bí thư tỉnh ủy, trở thành quan lớn thực sự ở địa phương. Ngoại trừ một số người biết trước kết quả thì những lãnh đạo tỉnh ủy khác đều vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng không lâu sau khi Tống Chiêu Độ chỉnh hợp xong toàn bộ tài nguyên sắt thép liền rời tỉnh Yên, có nghĩa là Trung ương tỏ vẻ bất mãn đối với việc làm của ông ta, không ngờ đó lại là một bước then chốt. Từ chủ tịch tỉnh lên thẳng tới bí thư tỉnh ủy, thực sự trở thành quản lý một tỉnh trên danh nghĩa, hơn nữa Tống Chiêu Độ có ưu thế về tuổi tác. Lập tức khiến ông ta trở thành một ngôi sao trên chính đàn chính trị trong nước. So với Cổ Thu Thật, Trịnh Thịnh và Đoàn Hệ Can có ưu thế về tuổi tác. Tổng thể mà nói, Tống Chiêu Độ 53 tuổi đã đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, lần lên chức tiếp theo vẫn chưa đến 60 tuổi.
triển vọng tuyệt đối tươi sáng. Chẳng trách trên dưới tỉnh Yến đều thất kinh cả đám. Những kẻ ban đầu nghe nói chủ tịch tỉnh Tống sẽ rời đi, liền xa lánh chủ tịch tỉnh Tống đều hối tiếc đến xanh cả ruột. Hạ tưởng hoàn toàn có thể hiểu được việc Tống Chiêu Độ thăng chức, bởi vì chỉnh hợp tài nguyên sắt thép tỉnh Yến, tuy rằng đắc tội thế lực gia tộc, cũng khiến rất nhiều thành phố cấp 3 của tỉnh Yến hết sức bất mãn, nhưng ông ta đã được thủ tướng tán thành và thừa nhận. Đồng thời cũng chiếm được sự tán thành của Tổng Bí Thư, bởi vậy lần thăng chức này là hoàn toàn có thể lý giải được. Người khác không biết rõ thái độ của Tổng Bí Thư đối với Trịnh Hợp, nhưng Hạ Tưởng biết rất rõ, bởi vì ở kiếp trước Trịnh Thịnh Trịnh Hợp tài nguyên sắt thép tỉnh Yến, sau đó xoay người tự nhiên mà tới nội nguyên nhậm chức Bí Thư tỉnh ủy. Hiện tại hơi có chút sai lệch, nhưng từ hành động lúc đó của Trịnh Thịnh, có thể hiểu thấu lòng của Tổng Bí Thư. Chương 1082, Đại cục đã định, tương lai mù mịt. Dưới hai sự tán thành của Thủ tướng và Tổng Bí Thư, Tống Chiêu Độ thăng lên làm Bí Thư tỉnh ủy hoàn toàn có thể lý giải được. Tự đáy lòng Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng cho Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ đi tỉnh Đông Tam nhậm chức, đây chính là một bước then chốt nhất trong con đường làm quan, chỉ cần ông ta không gây ra sai lầm, trên cơ bản tiến lên làm ủy viên Bộ Chính trị chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong ba vị quan lớn cấp tỉnh bộ mà Hạ Tưởng quan hệ mật thiết nhất là Tống Chiêu Độ, Trần Phong và Tào Vĩnh Quốc thì Tống Chiêu Độ là người trước nhất rảo bước tiến vào danh sách bí thư tỉnh ủy. Sau khi Tống Chiêu Độ tiến vào Bộ Chính trị, ông ta sẽ trở thành một ngọn núi cao sừng sững nhất sau lưng Hạ Tưởng, ít nhất có thể thay hắn ngăn cản mưa rền gió dữ ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng không lạc quan mù quáng, chuyện chính trị, từ trước đến nay là có thể được cũng có thể mất. Hiện nay Ngô Tài Dương đang quản lý bộ phận được xưng là số một trong thiên hạ ban tổ chức trung ương. Nhưng theo dự đoán thì, sau khi Quan Viễn Khúc lên đài, sẽ chính thức trở thành một trong chín đầu não. Chính là một nhân vật có trọng lượng thực sự trong cục diện chính trị trong nước. So sánh với Tống Chiêu Độ thì có chênh lệch không nhỏ. Nhưng cho dù thế nào, từ năm đó bị Cao Thành Tùng điều chuyển sang làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, cho tới hôm nay làm bí thư tỉnh ủy, Tống Chiêu Độ cuối cùng cũng đã có một bước tiến vững vàng nhất. Đồng thời cùng với tuyên bố Tống Chiêu Độ được điều nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Cát Giang, chính là quyết định của Trung ương, bổ nhiệm Tôn Tập Dân đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, quyền chủ tịch tỉnh, không còn đảm nhiệm chức vụ tránh văn phòng Nam Thủy Bắc. Lại là một bổ nhiệm ngoài dự đoán của mọi người. Tin đồn ban đầu là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Khương Vĩ chuyển đến tỉnh Yến nhậm chức, cũng rơi vào hư không. Tôn Tập Dân là ai? Hạ Tưởng biết rất rõ. Ở kiếp trước ông ta từng bị người đời coi là quan lớn cấp tỉnh bộ xui xẻo nhất, bởi vì sự cố lớn bất ngờ về mặt an toàn mà hai lần tự nhận lỗi từ chức. Theo như quỹ đạo bình thường của lịch sử, ông ta sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch tỉnh Tây, nhưng sau khi đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Tây được gần một năm thì do sự cố lớn về mặt an toàn mà từ chức, trở thành cán bộ cao nhất trong nước tự nhận lỗi từ chức. Hiện tại ông ta được bổ nhiệm làm chủ tịch tỉnh Yến, xem như bi kịch không hề tái diễn. Tỉnh Yến sẽ không phát sinh sự cố lớn về an toàn mỏ than. Từ chuyện của Tôn Tập Dân, Hạ Tưởng cũng biết rõ hắn chắc chắn phải đúng lúc nhắc nhở cha vợ, phải đề phòng phát sinh sự cố lớn về mặt an toàn, nếu không có khả năng sẽ làm cha vợ trở thành chủ tịch tỉnh đầu tiên tự nhận lỗi và từ chức ở trong nước. Tôn Tập Dân đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh Yến, phù hợp với sách lược cân bằng của Trung ương. Việc Mai Thái Bình không được chọn có hơi chệch ra ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, nghĩ kỹ lại cũng có thể hiểu được. Vẫn là cấp trên có người không muốn cho thế lực gia tộc tiến thêm một bước phát triển lớn mạnh tại tỉnh Yến. Sau khi thế cục tỉnh Yến được xác định, giữa mấy người, Mai Thái Bình, Lý Ngôn Hoàng, Cao Tấn Chu lại quay lại chung sống hòa bình như trước kia, cố gắng tìm điểm chung trong quan hệ đồng sự. Tuy nhiên bọn họ cũng biết rõ, nhân sự tỉnh Yến còn có thể đối mặt với một vòng điều chỉnh mới, bởi vì có một số ủy viên thường vụ tại tỉnh Yến đã khá lớn tuổi. Ví dụ như Mai Thái Bình và Cao Tấn Chu. Nếu không thăng cấp thêm nữa tại tỉnh Yến thì tất nhiên phải rời tỉnh Yến. Tuy nhiên chuyện đó để nói sau, lúc này thế cục tỉnh Yến đã xác định, một lần nữa trở về với khuôn khổ. Dường như năm 2007 là một năm đã định trước là sẽ khác thường, chớp mắt mà tháng 12 sắp qua, Trung ương lại điều chỉnh hai quan lớn cấp tỉnh bộ. Trịnh Thịnh được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương Giang, Cổ Thu Thật được bổ nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu. Một nam một bắc. Giống như sắp đặt hai người quan trọng nhất trên bàn cờ vậy. Lần điều chỉnh nhân sự này, lại khiến giới truyền thông tung hô Cổ Thu Thật trở thành bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất trong nước,
nhiều nhà phân tích chính trị gần như cùng nhất trí sẽ trở thành người nối nghiệp. Tình hình trong nước có ảnh hưởng không nhiều đến thành phố Thiên Trạch, Hạ Tưởng lại thu hồi sự quan tâm từ một loạt điều chỉnh nhân sự trong nước để quay về Thiên Trạch. Hắn biết, kế tiếp là lúc nên kiến thiết và đẩy mạnh nền móng kinh tế Thiên Trạch. Qua Tết Nguyên đán, Thành Đạt Tài, người sáng lập của tập đoàn Đạt Tài, đích thân tới thành phố Thiên Trạch ký kết thỏa thuận đầu tư khai thác phát triển cùng thị trưởng Hạ Tưởng. Tập đoàn Đạt Tài bỏ vốn 7 tỷ nhân dân tệ để xây dựng Kinh Bắc Tân Thành. Là một khoản đầu tư xây dựng lớn nhất cho tới nay của thành phố Thiên Trạch. Tin tức truyền ra, chấn động toàn bộ cả tỉnh. Khiến Hạ Tưởng cũng cảm thấy không ngờ chính là, tin tức vừa mới công bố, liền nhận được điện thoại của Tào Tập Dân tự mình gọi tới. Ông ta đại diện cho chính quyền tỉnh ủy tỏ vẻ chúc mừng thành phố Thiên Trạch đã có được thành tích thật lớn trên phương diện thu hút đầu tư, và ngỏ ý thăm hỏi Hạ Tưởng. Chủ tịch tỉnh tự mình gọi điện thoại tới, Hạ Tưởng tự nhiên nhiệt tình mà khách sáo, cảm ơn chủ tịch tỉnh tôn quan tâm, cũng tỏ vẻ cảm ơn sự quan tâm của chính phủ và tỉnh ủy đã chỉ đạo, tiếp tục phát triển kinh tế thành phố Thiên Trạch. Điện thoại của chủ tịch tỉnh tôn tổng cộng gọi gần 5 phút đồng hồ, thời gian 5 phút đồng hồ tuy rằng không dài, nhưng cũng đã đủ chứng minh vấn đề, trong lòng Hạ Tưởng càng thêm tin tưởng kiên định. Trong Tết âm lịch, Hạ Tưởng chỉ về nhà ở vài ngày liền quay trở về Thiên Trạch. Mùa đông Thiên Trạch, trời giá rét đông cứng, các công trình phải tạm dừng, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều công việc phải làm. Hắn nghĩ phải nắm chắc công việc trong tay, làm ổn thỏa một chút, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, thời gian hắn ở Thiên Trạch khả năng sẽ không quá dài. Cả Tết âm lịch, Hạ Tưởng bận như con quay, ai khuyên cũng không nghỉ ngơi. Chỉ có thời điểm Tống Chiêu Độ trở về, hắn vội vàng gặp mặt Tống Chiêu Độ, cụ thể đã nói những gì, người ngoài không ai biết được. Khác với trước đây chính là Tết âm lịch lần này, người đến tặng quà cho Hạ Tưởng nối liền không dứt, nhiều người ngoài cũng không tính, ngay cả Bành Vân Phong và Chu Duệ Nhạc cũng đều chuẩn bị quà tặng lớn cho Hạ Tưởng. Vốn Hạ Tưởng không định nhận, nhưng cũng biết nếu không nhận, khẳng định trong lòng Bành Vân Phong và Chu Duệ Nhạc sẽ nghĩ là không thực tế, liền nhận một phần. Người trong quan trường chính là như thế, không chịu nhận quà cũng không được, sẽ bị người ta coi là ngoại tộc, cũng khiến cấp dưới không tin cậy và mất đi sự tin tưởng đối với anh. Nhưng Hạ Tưởng chỉ nhận những quà tình cảm, còn tiền mặt và mấy loại tranh chữ hàng độc quý giá thì không nhận. Trong đám người tặng quà cho Hạ Tưởng còn có quà của một người hắn phải nhận, chính là Trung Nghĩa Bình. Nghiêm túc mà nói thì Trung Nghĩa Bình là dòng chính thứ nhất hắn cố ý bồi dưỡng. Hiện tại Trung Nghĩa Bình đã làm đến vị trí phó chủ tịch thường trực huyện An, chỉ còn cách một bước nữa là đảm nhiệm vị trí chủ tịch huyện. Trước mặt Hạ Tưởng, Trung Nghĩa Bình vẫn là vẻ kính sợ, đối với Hạ Tưởng là cảm kích. Tình cảm bộc lộ trong lời nói, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hạ Tưởng cũng không nói thêm gì với anh ta. Trung Nghĩa Bình thành thực đáng tin cậy, hắn định tiếp tục bồi dưỡng trở thành một nhánh lực lượng. Giang Thiên cũng vô cùng cảm kích Hạ Tưởng, trên cơ bản lực ảnh hưởng của Trần Phong tại tỉnh Yến đã hoàn toàn biến mất, hiện tại con đường làm quan của anh ta coi như thuận lợi, nói cho cùng vẫn là nhờ hào quang của Hạ Tưởng. Tuy rằng hiện tại anh ta là ủy viên thường vụ, cùng cấp với Hạ Tưởng, nhưng thái độ ở trước mặt Hạ Tưởng vẫn khá khiêm nhường. Năm sau, đầu tháng 3, tập đoàn bất động sản nổi tiếng tỉnh Lĩnh Nam là Bất Động Sản Cửu Viễn rốt cục cũng đã đạt được thỏa thuận với chính quyền thành phố Thiên Trạch, chính thức đăng ký ở Thiên Trạch, bởi vậy mang đến cho thành phố Thiên Trạch khúc dạo đầu của những căn hộ cao cấp. Bất Động Sản Cửu Viễn và tập đoàn Đạt Tài đi cùng với nhau, bổ sung ưu thế cho nhau, hoàn toàn đẩy thị trường bất động sản thành phố Thiên Trạch hướng về phía trước. Tháng 4, đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch được thúc đẩy ở khắp nơi, chính thức khởi công xây dựng, khiến Thiên Trạch lần đầu tiên trở thành tiêu điểm của giới truyền thông trong nước. Bởi vì trong rất nhiều các dự án đường sắt cao tốc ở trong nước thì đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch đã không có ưu thế về kinh tế, lại cũng không có ưu thế về địa lý. Nhưng khiến cho người ta đoán không được chính là Thiên Trạch đã nhờ cao nhân phương nào, không ngờ khiến Ủy ban Kế hoạch và Phát triển và Bộ Đường sắt đều nghiêng về một thành phố nghèo như vậy. Tháng 4 còn xảy ra một chuyện lớn, Quan Viễn Khúc chính thức được tuyển chọn làm Phó Chủ tịch nước. Tháng 5, các chỉ tiêu kinh tế của Thiên Trạch đều tăng lên trên diện rộng, qua bình xét thì đã từ vị trí thứ nhất từ dưới lên trong toàn tỉnh, lên tới hạng thứ 8 toàn tỉnh, tăng vọt một quãng lớn. Vượt xa toàn bộ các thành phố cấp 3 khác của tỉnh, cho dù đặt ở tầm cả nước, cũng là thành tích cực kỳ chói mắt. Thiên Trạch là điểm sáng tăng trưởng kinh tế lớn nhất trong tỉnh Yến. Chẳng những hấp dẫn toàn bộ cái nhìn trong tỉnh,
cũng khiến rất nhiều giới truyền thông trong nước đều kinh hô thành tựu thật lớn của Thiên Trạch. Tháng 6, Hạ Tưởng nhận lời mời tới thủ đô gặp mặt ông cụ Ngô, sau khi nói chuyện với nhau nửa giờ, cũng không có kết quả. Hạ Tưởng chưa trở về Thiên Trạch, mà dưới sự dẫn dắt của Tào Vĩnh Quốc gặp mặt bí thư thành ủy Bắc Kinh Tưởng Tuyết Tùng. Tưởng Tuyết Tùng và Hạ Tưởng nói chuyện với nhau gần một giờ, cuối cùng mặt mày tươi cười phất tay cáo biệt Hạ Tưởng. Tháng 7, Hạ Tưởng lại rơi vào sự sắp xếp của người có ý đồ, không hẹn mà gặp Cổ Thu Thật ở thủ đô, lại bàn chuyện với Cổ Thu Thật đến một giờ đồng hồ, cuối cùng bắt tay cáo biệt Cổ Thu Thật. Cổ Thu Thật nói một câu đầy thâm ý với Hạ Tưởng. Biển rộng cá mặc sức vẫy vùng, tỉnh Yến mặc dù tốt, nhưng thiên hạ rộng lớn, nên phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Hạ Tưởng liền cười đáp lại một câu. Nhớ sách cổ có nói một câu, trời cao mây nhạt, phóng hết tầm mắt nhìn nhạn bay về phía nam. Trời cao cũng muốn để mặc cho chim bay. Tháng 8, Thiên Trạch lại nghênh đón một mùa du lịch thịnh vượng, khác với năm trước ở chỗ, năm nay du khách gia tăng đến hơn 50%, các nhà khách lớn nhỏ và các thắng cảnh du lịch lớn ở Thiên Trạch toàn bộ đều chật ních. Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy Kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngay thời điểm kinh tế Thiên Trạch vững bước đi lên, tiền đồ đã được xác định là lúc tin tức về chuyện Hạ Tưởng rời Thiên Trạch lại âm thầm mà truyền ra. Chương 1083, Thiên Trạch, ngọn lửa cuối cùng. Hạ Tưởng ở Thiên Trạch đã được 2 năm. Thiên Trạch của hiện tại so với 2 năm trước, cảm nhận trực quan nhất chính là đường phố rộng hơn rất nhiều, chị An đã cải thiện rất nhiều. Ủy ban Nhân dân thành ủy dốc sức lớn để chỉnh đốn và cải cách giao thông, toàn bộ đường phố và diện mạo của Thiên Trạch rực rỡ hẳn lên. Mấy con đường chính đều được mở rộng mà còn tăng cường xanh hóa, trồng nhiều cây xanh, rất nhiều nơi tụ tập bọn ô hợp đều bị phá tan hết, những thế lực nhỏ, nhóm bé trước đây thường gây chuyện sinh sự cũng đều không còn tồn tại nữa. Là thành phố du lịch, vấn đề an ninh trật tự cần được đặt lên hàng đầu. Bởi vì chỉ cần có một du khách ở Thiên Trạch cảm giác không được an toàn, thì sẽ truyền đến tai mấy người xung quanh, một truyền 10, 10 truyền 100. Nhiều thành phố du lịch trong nước không có du khách quen, nguyên nhân cũng chính là do không chú trọng chi tiết nên mới dẫn đến lượng du khách ngày càng giảm bớt. Từ khi Hạ Tưởng quản lý Thiên Trạch đến nay, đầu tiên là đưa nguồn điện gió vào huyện Bảo Mã, bây giờ nguồn điện gió đó hiệu quả rất tốt, đang tích cực mở rộng. Thành phố Thiên Trạch vừa mới vượt qua thành phố Chương Trình, trở thành thành phố tận dụng nguồn năng lượng gió nhiều nhất của tỉnh Yến, ở trong nước cũng đứng đầu danh sách. Sau đó dưới chủ trương và cố gắng của Hạ Tưởng, lại nâng đỡ được 10 doanh nghiệp tư nhân. Hiện giờ 10 doanh nghiệp đều có lợi nhuận và là nhà giàu nộp thuế, đã kéo theo sự ra đời và phát triển của một số lớn các doanh nghiệp tư nhân. Dù rằng chưa thể so được với những thành phố có kinh tế lớn mạnh trong tỉnh, nhưng xu thế và tốc độ nổi lên của doanh nghiệp tư nhân thành phố Thiên Trạch lại được xếp hạng toàn tỉnh. Sau đó chính là thành phố du lịch văn hóa do Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy đầu tư. Thành phố du lịch văn hóa quả thật đã đưa kinh tế của thành phố Thiên Trạch tăng trưởng nhanh chóng, trở thành điểm mẫu ví dụ thực tế đầu tư thành công nhất. Dự án thành phố du lịch văn hóa trước tiên là đưa Thiên Trạch trở nên nổi tiếng, kết hợp với thành phố Đan Thành khiến thành phố Thiên Trạch không phải tiêu tốn chi phí quảng cáo, liền mượn lượng khách và độ nóng của cung văn hóa truyện cổ thành ngữ của thành phố Đan Thành, hình thành nên hiệu ứng bổ sung cho nhau. Mà sự thành công của thành phố du lịch văn hóa lại vô hình chung mang đến cho Thiên Trạch tiếng tăm vang dội hơn, không những kéo những ngành kinh tế bao quanh ngành du lịch theo, mà cũng thêm một bước mở rộng cơ cấu kinh tế của Thiên Trạch, gián tiếp thúc đẩy sự phồn thịnh của thị trường bất động sản. Theo sau chính là Hoa Hải Nguyên. Nếu nói thành phố du lịch văn hóa là sự mở đường kéo theo sự thịnh vượng của thị trường bất động sản, thì Hoa Hải Nguyên chính là nét vẽ rồng thêm mắt. Nói theo Cửu Hào Công Quán, Hoa Hải Nguyên vốn định hoàn toàn đi theo con đường quan lớn quyền quý, sau lại phát hiện khả năng của thành phố Thiên Trạch rất thấp, nhìn từ ưu thế địa lý lại không bằng thành phố Lang, nên liền áp dụng kế điều hòa. Một nửa đi theo con đường Hoa Uyển, một nửa đi theo con đường Cửu Hào Công Quán. Xét đến cùng, vẫn là vì thu hút sự chú ý, mang lại lượng khách, vì sự ra đời và phát triển của Kinh Bắc Tân Thành mà vẽ lên nét vẽ điểm mắt cho rồng. Khỏi phải nói, kế hoạch thu hoạch được thành công lớn, thu hút không ít du khách nổi tiếng của thủ đô và thành phố Yến, cũng làm cho rất nhiều người lưu luyến, phải suy nghĩ cần đặt mua bất động sản ở Thiên Trạch. Cũng không tách rời với sức hấp dẫn của Hoa Lê Hoa, sự thịnh vượng của cái tên tươi đẹp Hoa Lê Hoa lan xa đến thủ đô và thành phố Yến, thậm chí đến cả ba tỉnh miền Đông Bắc xa xôi cũng có người vì hâm mộ tiếng tăm mà đến. Bởi vậy, lượng khách đến thành phố Thiên Trạch dần tăng nhiều,
ưu thế của Hoa Hải Nguyên và thành phố du lịch văn hóa bù đắp cho nhau, khiến du khách vui đến quên cả trời đất. Theo đó là đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch và đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Hai dự án lớn này có mức độ khó lớn, nhưng trải qua cố gắng chịu đựng gian khổ, cuối cùng cũng xem như đã phá giải vấn đề khó khăn. Có thể nói, việc thông xe toàn bộ đường cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch và khởi công đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch là hai sự kiện cuối cùng giúp kinh tế thành phố Thiên Trạch cất cánh bay, cung cấp động lực hùng mạnh nhất. Liền giống như thành phố Thiên Trạch trên sườn sinh thêm đôi cánh, sắp phút thẳng lên trời. Điều cuối cùng quan trọng hơn cả giúp khôi phục toàn bộ nền kinh tế thành phố Thiên Trạch chính là Kinh Bắc Tân Thành. Tài nguyên khoáng sản của Thiên Trạch bình thường, lại không có nền móng công nghiệp, không còn hắn. Chỉ có thể tận dụng tài nguyên du lịch và ưu thế của thủ đô lân cận, dốc sức quảng cáo khu nghỉ mát và du lịch trên vùng thảo nguyên được thiên nhiên ưu đãi. Do đó trọng điểm vẫn rơi vào hạng mục bất động sản. Những người ham thích cũng chính là người thủ đô giàu có, dư tiền. Kế hoạch của Hạ Tưởng, công phu không phụ lòng người, mọi mặt sắp thành công. Hiện tại nghĩ đến quả thật không dễ, thành ủy thành phố Thiên Trạch phần lớn số người không nỡ thị trưởng Hạ rời đi. Đặc biệt là những người hiểu một ít lý luận kinh tế, phân tích tỉ mỉ chính sách kinh tế và phương châm thi hành biện pháp chính trị của thị trưởng Hạ, cho đến bây giờ sau khi nhìn thấy thành quả mới bừng tỉnh, thị trưởng Hạ thật không đơn giản, tiến bước nào, rào bước ấy, mỗi một mắt xích đều cài chặt với nhau, mật thiết không thể tách rời. Nếu đổi là bất cứ thị trưởng nào khác, bị kẹp ở bất cứ một mắt xích nào đó thì không thể có nền kinh tế phát triển nhanh như bay như Thiên Trạch của ngày hôm nay. Nhưng cũng chính vì thị trưởng Hạ quá lợi hại quá cao minh, cơ cấu kinh tế Thiên Trạch đã xây dựng xong, sau này chỉ cần vững vàng có trật tự mà đẩy mạnh là được rồi. Thị trưởng Hạ có ở lại Thiên Trạch cũng đã không còn không gian để khai thác và khả năng tiến thêm một bước nữa. Người có đầu óc chính trị càng hiểu rõ còn có nguyên nhân khác thị trưởng Hạ tất phải rời đi. Lưu Hội Nhân vừa đảm nhiệm chức bí thư chưa lâu, không có khả năng chuyển đi. Thị trưởng Hạ bây giờ đã đưa cái chức thị trưởng làm đến mức tốt nhất. Chỉ có thăng lên một bước mới là cái ý nhắc đến trong vấn đề. Nhưng thành phố Thiên Trạch không còn vị trí cho thị trưởng Hạ muốn trở thành bí thư Hạ thì phải đến đất khác nhậm chức. Thị trưởng Hạ rời khỏi Thiên Trạch là sự thăng chuyển bình thường, là một kiểu khẳng định những gì mà hắn đã làm ở Thiên Trạch, dù có nhiều người lưu luyến thị trưởng Hạ, hy vọng thị trưởng Hạ có thể tiếp tục ở Thiên Trạch đảm nhiệm chức bí thư, nhưng chung quy tình thế mạnh hơn người, tin đồn thị trưởng Hạ rời Thiên Trạch càng ngày càng nhiều. Về tin đồn, có rất nhiều cách nói. Tin tức mà Dương Kiếm nghe được là, thị trưởng Hạ có khả năng phải đến trường đảng trung ương học tập nửa năm, sau đó mới quyết định đến nơi nào. Ngô Minh Nghị nghe được là thị trưởng Hạ có khả năng phải tới ủy ban trung ương đảm nhiệm vụ trưởng, rèn luyện vài năm. Chiến Kính Bằng nghe được tin đồn càng thú vị hơn, nói là thị trưởng Hạ có khả năng tới trung ương đoàn đảm nhiệm bí thư ban thư ký. Bí thư ban thư ký trung ương đoàn là cấp giám đốc sở. Được hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng, là con đường mở đầu quanh co. Tuy rằng thị trưởng Hạ có thành tích chính trị lỗi lạc, nhưng với lý lịch hiện tại của hắn, thăng tới cấp thứ trưởng quả thật rất kinh người. Lưu Hội Nhân cũng nghe được những lời không giống nhau, nói là Hạ Tưởng có khả năng sẽ tới tỉnh ủy đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách. Từ ngày hắn rời đi, vị trí chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách vẫn ghế trống. Cũng không biết bí thư Phạm là có ý gì, cho dù không còn coi trọng lý luận kiến thiết. Nhưng nhân vật số một của một cơ cấu như thế sao có thể liên tục không sắp xếp chọn người được? Hiện tại tin tức truyền ra, y mới bừng tỉnh ngộ, hóa ra là giữ chỗ cho thị trưởng Hạ. Tuy nhiên nghĩ lại, Hạ Tưởng từ cái ghế quý thị trưởng đến chức chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách, cấp bậc không thay đổi, trên thực tế là ngầm điều chuyển ngang rồi. Một chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách, con đường thăng tiến vô cùng chật hẹp, nếu như Hạ Tưởng thật sự đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách, e rằng sẽ bị đóng đinh trên con đường lý luận. Tuy nhiên rất khác với những tin đồn nghe thấy ở trên chính là, lại không biết từ đâu ra tin đồn, nói là thị trưởng Hạ có khả năng sẽ đến tỉnh Tương Giang đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Tương Giang. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Lại có tin đồn là, có thể sẽ đi tới thành phố nào đó của tỉnh Cát Giang hoặc tỉnh Hắc Liêu làm bí thư thành ủy. Nếu nói là đến tỉnh Cát Giang còn có thể nói được, dù sao cũng là địa bàn của Tống Chiêu Độ. Nhưng nói có khả năng đến tỉnh Tương Giang hoặc tỉnh Hắc Liêu khiến cho người ta có chút không thể suy nghĩ được. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tương Giang là Trịnh Thịnh, bí thư tỉnh ủy tỉnh Hắc Liêu là Cổ Thu Thật, chẳng lẽ là nói Hạ Tưởng có quan hệ với Trịnh Thịnh,
cổ thu thật cũng không tồi. Tin đồn về hướng đi của thị trưởng Hạ xôn xao ầm lên, nhưng không một tin nào có căn cứ, đều là tin đồn. Dương Kiếm và Ngô Minh Nghị tự nhận có quan hệ khá với Hạ Tưởng, hỏi riêng thị trưởng Hạ đi đâu về đâu thì thị trưởng Hạ chỉ có cười mà không nói. Cười mà không nói có hai tầng hàm nghĩa, một là có khả năng thị trưởng Hạ không tiện lộ ra, hai là đến chính hắn cũng không rõ lắm, dù là trường hợp nào, thị trưởng Hạ không nói, ai cũng sẽ không tự thảo luận tự truy vấn không ngừng nữa. Theo sau sự khởi công của đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, thành phố Thiên Trạch lại thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong và ngoài tỉnh, mà việc tập đoàn Đà Tài và Bất Động Sản Cửu Viễn chính thức khởi công dự án xây dựng Kinh Bắc Tân Thành lại lần nữa đưa Thiên Trạch lên độ nóng xưa nay chưa từng có. Phó Bí thư tỉnh ủy, quyền chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân đích thân tới thành phố Thiên Trạch, tham gia nghi thức khởi công và có lời phát biểu quan trọng, chúc mừng thành tựu to lớn mà thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch đã đạt được. Đồng thời đại diện tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra lời biểu dương công khai thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Thiên Trạch, đặc biệt là càng thêm tán thưởng cá nhân Hạ Tường. Đi thăm cùng chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân còn có Thường vụ Lôi, chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Bành Dũng, phía tỉnh ủy có một phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy Bồi Ti. Ban đầu vốn quyết định trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi hộ tống chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân, nhưng do bất ngờ có việc không thể đi được. Từ đội hình hộ tống chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân là có thể nhìn ra một ít ý vị sâu xa gì đó, chủ tịch tỉnh Tôn không có cơ sở vững chắc tại tỉnh Yến, đang đúng lúc gấp rút cần mượn lực lượng mở ra cục diện. Tuy Hạ Tưởng cũng thông cảm cho tình cảnh của chủ tịch tỉnh Tôn, nhưng hắn không muốn bị làm súng cho người ta dùng, đặc biệt hiện tại đang ở giữa ranh giới đi và ở bất định, hắn phải duy trì đủ sự khiêm tốn. Bởi vì nhìn từ tình hình trước mắt của hắn, giữa Phạm Duệ Hằng và Tôn Tập Dân đều là quan hệ không xa không gần, bởi vậy không cần phải lựa chọn đội ngũ giữa hai người, cứ cho là không đứng vào đội ngũ không được, có thể hắn sẽ chọn Phạm Duệ Hằng. Tôn Tập Dân, hắn không biết gốc rễ của y. Sau khi Tôn Tập Dân trở lại tỉnh ủy liền triệu tập hội nghị thường vụ ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định mở rộng kinh nghiệm của thành phố Thiên Trạch trong phạm vi toàn tỉnh, tuyên truyền chính sách kinh tế của Thiên Trạch, đạt được sự hưởng ứng nhất trí của thành viên tham dự hội nghị. Kinh nghiệm của thành phố Thiên Trạch trở thành công tác trọng điểm tiếp theo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, Hạ Tưởng cũng được nâng cao lên độ cao nhất định. Nâng lên càng cao, càng lên cao, càng sượng mặt. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, hành động này của Tôn Tập Dân không phải là cất nhắc hắn, mà là đem hắn đến lên trên lửa nướng, là buộc hắn mau rời khỏi thành phố Thiên Trạch, thậm chí có khả năng đẩy hắn ra khỏi tỉnh Yến. Dưới sự trợ giúp của Tôn Tập Dân, thành phố Thiên Trạch lại một lần nữa được giới truyền thông tỉnh Yến đưa lên đầu ngọn gió, các bài tin tức đang ngập trời khiến Thiên Trạch trở thành thành phố chói mắt nhất tỉnh Yến. Không ít thành phố cấp 3 anh em đều tổ chức thành đoàn thể đến Thiên Trạch khảo sát học tập, vừa đúng là mùa du lịch thịnh vượng của Thiên Trạch, lại một lần nữa đưa kinh tế Thiên Trạch nâng cao thêm một bước lớn. Hạ Tưởng lại mệt mỏi ứng phó, nhưng thân là thị trưởng, lại phải đối ứng tiếp đãi các thị trưởng đến thăm. Trong số từng đợt khách đến thăm, làm mọi người chú tâm nhất là đoàn đại biểu thành phố Tần Đường. Đoàn đại biểu thành phố Tần Đường đứng đầu là phó thị trưởng thường trực Chu Minh Hoành, thành phố cấp 3 khác đa số đều là thị trưởng đích thân đến thăm, chỉ có thành phố Tần Đường tự cho mình là thành phố mạnh kinh tế đứng thứ 2 tỉnh Yến, chỉ cử một phó thị trưởng thường trực đến. Phó thị trưởng thường trực đến thì cũng thôi đi, Chu Minh Hoành còn đặc biệt đề xuất yêu cầu, sắp xếp hắn và Hạ Tưởng gặp mặt, còn tỏ vẻ bất mãn trước sự tiếp đãi phù hợp của Dương Kiếm. Thái độ Chu Minh Hoành ngạo nghễ, chọc giận Hạ Tưởng. Hạ Tưởng quyết định tránh không gặp. Không muốn nhiều lời, các huynh đệ sáng mắt sáng lòng đều hiểu rõ. Đã chân thành cống hiến, vé tháng. Ngày mai, Thiên Trạch toàn diện kết thúc, lại đem nghênh đón cục diện mới. Thị trưởng Hạ sẽ đi nơi nào? Ngày mai công bố. Có lẽ đêm nay cũng có thể công bố. Hiện tại khoảng cách 300 phiếu đã rất gần, khi có 330 phiếu, cống hiến canh 6, tuy rằng bây giờ còn chưa có mã, nhưng lão Hạ tuyệt đối nói được thì làm được. Đầu tháng 3 ngày, vé tháng chiến khói thuốc súng nổi lên 4 phía, phi thường mấu chốt. Khẩn cầu các huynh đệ vé tháng và vé giới thiệu hỏa lực trợ giúp một chút. Không dựa vào mọi người, lão Hạ còn có thể dựa vào ai? Liền vô y vô dựa. Cứ như vậy, cảm ơn mấy người bạn vạn thưởng hôm nay. Tháng 7 cũng coi như có khởi đầu tốt đẹp. Chúc mừng Ban học Hoa Anh Đào Baby, kỳ kỳ đọc sách bạn học Quang Vinh đảm nhiệm là trưởng môn của, chúc mừng bạn học Tưởng Tuyết Tùng Quang Vinh đảm nhiệm làm tông sư.
cuối cùng lại kêu gọi một chút vé giới thiệu cũng không được ít mới được. Đầu tháng 7, lão Hà cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nhưng xét đến cùng vẫn là cần các huynh đệ tiếp sức mới được. Các huynh đệ, vé tháng có thể có bao nhiêu, toàn bộ nhờ mọi người, cho lão Hà động lực nhiều một chút, cảm ơn mọi người. Chương 1084, tiền đồ, nét vẽ sống động. Hạ Tưởng kỳ thật cũng không phải là oan gia hoàn toàn đặt ở Chu Minh Hoành, mà là tạm thời có việc lại đi tới thành phố Tông. Bởi vì Ngô Tài Dương lại lần nữa mời hắn gặp mặt. Hiện nay Ngô Tài Dương là trưởng ban tổ chức trung ương, nắm giữ biết bao chức quan trong tay, có thể nói quyền cao chức trọng, quyền lớn trong tay, uy phong lẫm lẫm. Bất luận từ góc độ trưởng ban tổ chức trung ương, hay là từ góc độ liên nhược hạm, Hạ Tưởng cần phải đến nơi hẹn. Dù là lần trước ở Thiên Ngoại Thiên, vẫn là ở cùng một gian phòng, Ngô Tài Dương vẫn ăn mặc giống nhau, tuy nhiên rất rõ ràng, tâm tình của ông khác hẳn, phong thái thư nhàn mà thong dong, giữa các cử chỉ đều tự lộ ra vẻ lo âu. Nếu là ở cổ đại, hắn chính là lại bộ thượng thư, quan nhất phẩm. Lần trước Ngô Tài Dương là thỏa thuê mãn nguyện, y hiện tại lại là hài lòng vừa ý. Dù sao mới làm ở ban tổ chức trung ương, công việc bận rộn, phỏng chừng xã giao cũng nhiều, cũng không nói lời giả tạo với Hạ Tưởng. Hơn nữa giữa y và Hạ Tưởng cũng không phải là người ngoài, liền nói thẳng vào vấn đề nói. Tôi có một kiến nghị cho anh tham khảo, sự băn khoăn về thế lực gia tộc và thế lực bình dân đều không cần suy xét, cứ trực tiếp lấy tiền đồ của cá nhân anh làm điểm xuất phát, có thể đến ban tổ chức trung ương rèn luyện 1-2 năm, tôi sẽ lựa chọn cho anh một vị trí tốt. Thời gian gặp mặt với Ngô Tài Dương rất ngắn, nhiều lắm hơn mười mấy phút, Ngô Tài Dương còn có việc vội vàng đi mất, lúc sắp đi lại thấm thía nói một câu. Anh suy nghĩ kỹ đi, không cần gấp gáp trả lời tôi. Đi hay không đi đều ở anh, tôi cũng cho rằng kinh nghiệm ở ban tổ chức trung ương có lợi với sự trưởng thành của anh. Tất nhiên, nếu có thể đến trung ương đoàn cũng không tồi. Sau khi Ngô Tài Dương đi rồi, Hạ Tưởng một mình ngồi yên tại phòng hơn một tiếng đồng hồ. Trên đường về Thiên Trạch, nhận được điện thoại của Mai Hiểu Lâm, tiếng nói của Mai Hiểu Lâm nghe ra rất sinh động. Nếu anh cảm thấy đến tỉnh Tương Giang quá xa, tôi có thể có một ý riêng cho anh, đến văn phòng trung ương cũng là một lựa chọn không tồi. Hạ Tưởng không nói gì, người hắn bất động, thế lực khắp nơi đã coi hắn như sao, ngay đến chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ, hắn thực sự rất được hoan nghênh. Thực ra nghĩ sâu xa một chút cũng ít nhiều có chút tự hào, thị trưởng 32 tuổi, nhìn ra cả nước không thể nói có 102, tuyệt đối là ít lại càng ít, lại thêm kinh tế Thiên Trạch thành công được như thế, Thiên Trạch đứng vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên. Đã nhanh chóng nâng lên vị trí thứ 8 toàn tỉnh, đã xếp vào danh sách số 2, thành tích quả thật đáng mừng. Nhưng mới chỉ là nguyên nhân về mặt kinh tế vẫn chưa đủ làm cho hắn chói mắt như thế, nguyên nhân làm thế lực khắp nơi xem trọng hắn hơn còn có mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp đằng sau lưng hắn. Hắn là cầu nối quan trọng nhất kết nối thế lực gia tộc và thế lực bình dân, còn gián tiếp có tiếp xúc với đoàn hệ, mà phía đoàn hệ cũng biểu hiện hứng thú nồng hậu với hắn. Tổng bí thư hai lần đầy thâm ý bắt tay. Quan Viễn Khúc hai lần ý vị sâu xa bắt tay, đều là điều kiện tiên quyết và mở đầu của nhiều sự việc, sự trọng dụng nhà họ Ngô đối với hắn, sự ảnh hưởng giữa hắn và nhà họ Mai, sự qua lại mật thiết giữa nhà họ Phó, nhà họ Khâu với hắn, đều là điều kiện tiên quyết để hắn trở thành một điểm tựa mấu chốt mà còn có thể giúp hắn động vào mặt lợi ích khác, sự tán thành và lôi kéo của các nơi vừa là dựa vào sự tán thưởng đối với hắn, cũng là coi trọng giá trị lợi dụng to lớn trên người hắn. Hạ Tưởng tỉnh táo nhận thức được ưu thế và tình thế không thuận lợi của mình, mới là điều kiện tiên quyết để hắn đứng ở thế bất bại. Người trong quan trường, trừ phi anh có ích đối với người ta, nếu không sẽ không ai coi trọng anh, càng không ai dẫn dắt anh. Hạ Tưởng hiện tại trong lòng lại tự biết tầm quan trọng của mình, dù là gió đông tây nam bắc, tôi tự mình có thể hiên ngang bất động. Trở lại Thiên Trạch, Chu Minh Hoành còn chưa đi, lại nhất quyết đòi gặp hắn. Ừ nghĩ cũng là phải cho thành phố cấp 3 Anhem một chút sĩ diện, hơn nữa hắn tiếp kiến Chu Minh Hoành một chút cũng không có gì, đành để cho Từ Tử Kỳ sắp xếp gặp mặt. Chu Minh Hoành coi như còn trẻ, 40 tuổi đầu, người nhìn rất có tinh thần, tai to mặt chữ điền, lại không giống cán bộ bụng phệ bình thường, có vẻ rất giỏi giang. Hạ Tưởng và y bắt tay hàn huyên, mời y ngồi xuống. Khi Từ Tử Kỳ rót trà, Chu Minh Hoành chỉ dùng ngón tay đặt lên bàn một chút. Ngay cả một chút ý tứ cũng không có. Hạ Tưởng cũng nhìn ra, Chu Minh Hoành đối với Thiên Trạch hoặc nói là đối với chiến tích chói mắt của Thiên Trạch, thậm chí đối với chính hắn, đều rất bất mãn,
mà còn không để vào mắt. Cũng phải, Chu Minh Hoành đầu 40 tuổi đã là phó thị trưởng thành phố Tần Đường rồi, tuy rằng cấp bậc không cao bằng hắn, tuổi tác cao hơn hắn, nhưng thành phố Tần Đường là thành phố kinh tế phát triển đứng thứ hai toàn tỉnh, quy mô kinh tế không khác gì với thành phố Yến, nếu như bỏ đi ưu thế gần tỉnh của thành phố Yến, thành phố Tần Đường sớm đã vượt qua thành phố Yến, trở thành thành phố có kinh tế mạnh nhất tỉnh Yến. Chu Minh Hoành một khi còn trẻ như vậy đã có thể đảm nhiệm chức phó thị trưởng thành phố Tần Đường, tự nhiên ắt có vị thế, lại rất có bản lĩnh. Kinh tế thành phố Thiên Trạch nâng cao trên diện rộng nhưng dù sao lạc hậu cũng khá lâu, so với thành phố Tần Đường còn kém xa. Mức tăng thu nhập cá nhân và khả năng chi phối phương diện thu nhập của thành phố Tần Đường liên tục nhiều năm đứng số một toàn tỉnh. Chu Minh Hoành e là chỉ ghen tị vòng sáng chói mắt hiện tại của thành phố Thiên Trạch. Thành phố Tần Đường muốn nâng cao kinh tế trên diện rộng đã không còn khả năng nữa, là thành phố mạnh về kinh tế, đã chuẩn bị đủ các dự án xây dựng, về cơ bản chỉ có thể là dựa vào trình tự nhất định mà vững bước đi lên. Ban đầu tiên là khách sáo vài câu, sau đó Chu Minh Hoành coi như khách sáo biểu thị sự tán đồng đối với cơ cấu kinh tế của Thiên Trạch, tiếp sau lại đưa ra kiến nghị về sự thiếu sót và khuyết điểm của kinh tế Thiên Trạch, nếu như là giọng điệu kiến nghị và thương thảo chân thành còn được. Nhưng y lại bộc lộ ra giọng điệu trên cao nhìn xuống, đứng ở góc độ tầng cấp cao hơn thành phố Thiên Trạch khoa tay múa chân, chính là y vô tri và không hiểu quy củ. Có lẽ chính y cũng không biết là giọng điệu của chính mình khinh thường bao nhiêu, lời nói khó nghe bao nhiêu, dù sao chính là kinh tế Thiên Trạch nhìn như rất phồn vinh, trên thực tế trăm ngàn chỗ hở, cơ sở không vững, là tòa nhà xây dựng trên bãi biển, vân vân, hạ tưởng kiềm chế có tốt đi chăng nữa. Cũng không thể dễ dàng tha thứ một phó thị trưởng thường trực thành phố Tần Đường đến chỉ điểm tình thế kinh tế Thiên Trạch, không khỏi mặt mày nhăn nhó. Nếu Chu Minh Hoành là một chuyên gia học giả không có cấp bậc, y có đưa ra ý kiến phê bình kinh tế thành phố Thiên Trạch, hạ tưởng hoàn toàn có thể khiêm tốn chấp nhận, nhưng Chu Minh Hoành là phó thị trưởng thường trực thành phố Tần Đường, không liên quan gì đến thành phố Thiên Trạch, y không có tư cách cũng không có lý do gì mà có lời bình về kinh tế Thiên Trạch, hạ tưởng trong lòng rất là không vui. Chu Minh Hoành lại có chút bộ dáng đắc ý vênh váo, miệng lưỡi nhàn hạ nói không ngừng, hạ tưởng thật sự nghe không nổi nữa, liền giơ tay nhìn đồng hồ. Thế này, thị trưởng Chu, tôi còn phải bận chút việc, chờ có thời gian lại nghe cao kiến của anh. Chu Minh Hoành bị ngắt lời, vẻ mặt ngạc nhiên, còn có chút không vui nói. Thị trưởng Hạ, nói thật thì mất lòng, tôi cũng là có lòng tốt, muốn cho kinh tế Thiên Trạch nâng cao thêm một bước. Kinh tế Thiên Trạch. Dưới sự quan tâm của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, dưới sự lãnh đạo của bí thư lãnh đạo Lưu, hiện tại đã đi vào quỹ đạo. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng hoan nghênh sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và chuyên gia giáo sư. Hạ tưởng nói được một nửa, ánh mắt nhìn thẳng Chu Minh Hoành. Thị trưởng Chu, anh còn có cao kiến gì, có thể cùng phó thị trưởng Dương tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Giống như trực tiếp bịt mồm Chu Minh Hạ. Nói là có thể chỉ điểm kinh tế Thiên Trạch chỉ có ở tỉnh và chuyên gia kinh tế, Chu Minh Hoành anh còn chưa đủ tư cách. Nếu còn muốn phí lời hết lời này đến lời khác, rất xin lỗi, mời nói với Dương Kiếm. Chu Minh Hoành lập tức mặt đỏ lên, không nghĩ tới hạ tưởng không hề nể nang y sửng sốt một lúc lâu, mới nói một câu. Thị trưởng Hạ, anh sao lại có thể như vậy? Hạ tưởng vẻ mặt thản nhiên, không nói lời nào, chỉ có điều nhìn thẳng Chu Minh Hoành. Rằng qua một lát, Chu Minh Hoành xoay người đi, lúc gần đi buông một câu. Kinh tế Thiên Trạch, về sau thế nào thật đúng là chưa nói được. Chu Minh Hoành cũng không phải mới vào quan trường, tại sao có khí thế như thế cứ xen vào việc của người khác. Hạ tưởng suy nghĩ một chút liền nghĩ ra cái gì, chẳng lẽ là chờ sau khi hắn rời chức, chính là Chu Minh Hoành đến Thiên Trạch đảm nhiệm thị trường. Thật là có khả năng. Chẳng qua Chu Minh Hoành cả vú lấp miệng em và bộ dạng tự cho là đúng, nếu như y đến Thiên Trạch, tuyệt không phải là phúc của người dân Thiên Trạch, hạ tưởng âm thầm lắc đầu. Đối với hạ tưởng sắp rời khỏi Thiên Trạch, cùng với hướng đi sau khi rời khỏi Thiên Trạch, Tào Thù Lê chỉ có quan tâm hỏi một chút, Liên Nhược Hạm rõ ràng không thèm quan tâm đến tiền đồ của hạ tưởng, chỉ một lòng chúi mũi vào nguy cơ tiền tệ. Năm 2008, khủng hoảng tài chính đã xuất hiện. Đồng thời dưới động tác của Lý Thấm, dưới sự chỉ điểm của Hạ Tưởng, dưới sự hỗ trợ tài chính hùng hậu của Liên Nhược Hạm, kế hoạch tài chính tiến triển thuận lợi, thấy có hiệu quả ban đầu. Trải qua sự mua đi bán lại không thật lúc đầu, rồi thêm bắt đầu làm kỳ hạn giao hàng dầu thô khống, qua tay một cái, thật sự là kiếm được lời lớn.
Hạ Tưởng vốn tưởng rằng Liên Nhược Hàm sẽ đúng lúc thu tay lại, bởi vì hiện tại lợi nhuận đã đạt trên gấp 3 lần, hiện tại thu tay lại tuyệt đối là thời cơ tốt, có lợi ổn định không lỗ, nếu Liên Nhược Hàm cẩn thận. Không ngờ Liên Nhược Hàm gan lớn vượt qua tưởng tượng của hắn, hiện tại cũng không buông tay, tiếp tục mua vào bán ra khoản lớn hơn, tranh thủ lợi nhuận đạt tới 10 lần 20 lần trở lên. Được, người phụ nữ trở nên điên cuồng, so với đàn ông càng dọa người. Hạ Tưởng không cụ thể hỏi quá trình chi tiết, cũng là sợ chính mình chịu không nổi việc mua vào bán ra trên 10 tỷ đô la Mỹ, đứng giữa một được một mất, thậm chí chính là vài tỷ đô la Mỹ, người có tiền sử về tim mạch, nói không chừng sẽ hôn mê tại chỗ. Khiến Hạ Tưởng cảm thấy không ngờ chính là, cô bé Lê trong mắt hắn dịu dàng điềm tĩnh, hiện tại một lòng nhào vào kế hoạch tài chính lớn, lá gan cũng là rất kinh người, thao túng mấy tỷ đô la Mỹ tài chính. Mắt cũng không nháy, thiếu chút nữa làm Hạ Tưởng kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Thục nữ cũng điên cuồng, dưới sự hấp dẫn của đồng đô la Mỹ, cô bé Lê bình thường nhã nhặn lịch sự cũng thành người bí hiểm, mỗi ngày đúng giờ đến Hoa Hải Nguyên đi làm, ba người dùng chung một gian văn phòng, mỗi ngày chính là canh giữ ở trước mặt máy tính, tập trung thao túng thị trường tài chính nước Mỹ, trong một năm ngắn ngủi, kiếm lấy lợi nhuận gần 30 tỷ đô la Mỹ. Làm Hạ Tưởng sau khi nghe được, kinh ngạc há to miệng. Được, sức cạnh tranh của quân đoàn Mỹ nữ dũng mãnh như thế, thật đúng là khiến hắn xem thế là đủ rồi. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, ba người ăn nhịp với nhau, quyết định cầm trong tay 40 tỷ đô la Mỹ toàn bộ đầu tư vào, lại mua vào dầu mỏ có kỳ hạn được ăn cả ngã về không. 40 tỷ đô la Mỹ được ăn cả ngã về không, Hạ Tưởng tuy rằng ít nhiều hơi hết hồn, thì còn có thể làm vẻ không đếm xỉa đến, nhưng truyền đến một tin tức liên quan tiền đồ của hắn. Vẫn khiến hắn rất là khiếp sợ. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phát thông báo, thị trưởng thành phố Thiên Trạch Hạ Tưởng đến trường Đảng Trung ương tiến hành một tháng huấn luyện ngắn hạn. Nói như vậy, huấn luyện ngắn hạn đều là diễn thử trước khi đề bạt, hướng đi của hắn, hẳn là đã tra ra manh mối. Chương 1085, chuyển biến bất ngờ. Tin tức Hạ Tưởng tham gia khóa đào tạo ngắn hạn của trường Đảng Trung ương vẫn mang đến cho thành ủy Thiên Trạch không ít chấn động. Bởi vì mọi người đều biết rằng khi khóa đào tạo chấm dứt chính là lúc thị trưởng Hạ rời khỏi Thiên Trạch. Mặc dù Hạ Tưởng cũng biết hắn sẽ rời khỏi Thiên Trạch, nhưng không nghĩ đến trước khi rời đi, còn có khóa đào tạo ngắn hạn để thử. Việc này trước đó cũng không hề nghe thấy một chút tin tức nào, gọi điện thoại cho Mai Thái Bình mới biết được, hóa ra là do ban tổ chức Trung ương bất chợt quyết định. Hạ Tưởng hiểu đây chính là tác phẩm của Ngô Tài Dương. Hiện giờ hướng đi của hắn chắc hẳn là chưa được quyết định hoàn toàn, tỉnh ủy hoặc một số nơi khác còn muốn thăm dò và tiếp xúc, lần này hắn đi trường Đảng Trung ương có lẽ là thể hiện cho một chuyển biến mới. Bình tĩnh mà xem xét thì thứ nhất là hắn không muốn rời khỏi tỉnh Yến, thứ hai là không muốn chuyển tới các bộ và ủy ban Trung ương, mà hắn muốn ở trên sân khấu bí thư thành ủy, phá kén thành bướm, hoàn thành một lần rèn luyện quan trọng nhất trên con đường làm quan của mình. Tuy nhiên hiện tại xem ra có lẽ khó khăn muôn phần. Cũng quả thật là phía Nam đến Trịnh Thịnh, phía Bắc đến Cổ Thu Thật, hoặc thông qua con đường nào đó, hoặc đích thân gặp mặt nói chuyện với hắn, lộ ra tin tức nào đó cho hắn, có thể xem là một lần che tay của đoàn hệ. Hơn nữa Ngô Tài Dương giao hẹn, hắn rời khỏi Thiên Trạch quả thật sẽ có rất nhiều lựa chọn, nhưng cũng không phải là kết quả hắn mong muốn, trong đó có rất nhiều nơi để đi, nhưng không có vị trí nào là vừa lòng nhất. Hạ Tưởng thậm chí còn nghĩ có khả năng hắn sẽ bị điều về thành phố Yến đảm nhiệm phó bí thư, nhưng đột nhiên nhận được thông báo của trường Đảng Trung ương, hắn liền biết khả năng quay về thành phố Yến là cực thấp. Đến trường Đảng Trung ương đào tạo hẳn là tác phẩm của Ngô Tài Dương, nhưng hiệu trưởng trường Đảng Trung ương là Quan Viễn Khúc, trong lòng hắn vẫn vô cùng mong đợi việc có thể tới trường Đảng Trung ương tham gia khóa đào tạo ngắn hạn. Ít nhất có cơ hội tiến thêm một bước, tiếp xúc với Quan Viễn Khúc. Thoạt nhìn thì thấy Hạ Tưởng rời khỏi Thiên Trạch, không ít lựa chọn, cơ hội cũng nhiều, dường như tiền đồ như gấm, nhưng thật ra không phải vậy, bởi vì lựa chọn tuy nhiều, nhưng bước ra một bước thì không có đường quay đầu lại, phải cẩn thận hơn nữa. Sự tình liên quan đến kế hoạch đứng vào hàng ngũ, có những việc không nhận biết được, lập trường càng phải kiên định. Tuy nói hiện giờ hắn là một ngôi sao chính trị mới đang từ từ nổi lên trên chính đàn trong nước, thế lực khắp nơi đều có ý kéo hắn vào phe cánh của họ. Nhưng bây giờ Hạ Tưởng phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, theo sát bước một người mấu chốt là Tống Chiêu Độ. Bởi vì Tống Chiêu Độ có quan hệ gần gũi nhất với hắn, mà vẫn giữ im lặng về vấn đề hướng đi của hắn, cũng không đề xuất với hắn bảo hắn đi tỉnh Cát Giang nhậm chức.
Hơn nữa trước khi đi Tống Chiêu Độ đã có ý định sắp xếp, Hạ Tưởng liền hiểu rằng trong lòng bí thư Tống hiểu rõ hắn muốn đi nơi nào. Tống Chiêu Độ là hậu thuẫn vững vàng nhất của hắn, trước khi hắn thăng tới cấp thứ trưởng thì còn muốn theo sát mỗi bước của Tống Chiêu Độ. Chủ yếu là Hạ Tưởng cũng vô cùng xem trọng triển vọng của Tống Chiêu Độ, tuy nói tương lai Tống Chiêu Độ so ra kém hiển hách hơn người nối nghiệp Quan Viễn Khúc, cũng so ra kém rộng lớn như người nối nghiệp Cổ Thu Thật, nhưng Hạ Tưởng nhận thức rất rõ ràng, khi hắn cần có người ở phía sau ra sức ủng hộ nhất thì Ngô Tài Dương có lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn, Quan Viễn Khúc có lẽ sẽ không lên tiếng vì hắn, Cổ Thu Thật có lẽ là lập trường trung lập, chỉ có Tống Chiêu Độ sẽ ủng hộ hắn hết lòng. Ít nhất trước mắt hắn mà nói có thể tận hết sức lực ra mặt vì hắn, cũng chỉ có một người là Tống Chiêu Độ mà thôi. Đương nhiên, không tính cha vợ tuy rằng cũng là chủ tịch tỉnh, nhưng mưu lược và kế sách trong chốn quan trường hiển nhiên vẫn kém Tống Chiêu Độ một bậc, cũng không đi xa hơn Tống Chiêu Độ được. Mặt khác, đến thời điểm mấu chốt, Trần Phong cũng sẽ ra tay vì hắn, nhưng giữa hắn và Trần Phong, không đạt được sự ăn ý và phối hợp như với Tống Chiêu Độ. Trước khi Tống Chiêu Độ rời khỏi tỉnh Yến, đã mở đường cho hướng đi của hắn sau khi rời khỏi Thiên Trạch. Trong lúc Hạ Tưởng thu dọn hành lý chuẩn bị đi trường Đảng Trung ương tham gia khóa đào tạo ngắn hạn thì trong tỉnh ủy đang thảo luận sôi nổi về chuyện hướng đi của hắn sau này. Trong cuộc họp bàn việc của tỉnh ủy, Phạm Duệ Hằng, Tôn Tập Dân, Mai Thái Bình, Mã Tiêu và Vương Bằng Phi, 5 người ngồi đối mặt với nhau, tiến hành thảo luận công tác sắp xếp cho bước tiếp theo của Hạ Tưởng. Đầu tiên Phạm Duệ Hằng khẳng định công tác của Hạ Tưởng, chỉ ra tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh thừa nhận tán thành công tác của Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng là một cán bộ ưu tú, làm được thành tích có hiệu quả rõ ràng ở thành phố Thiên Trạch, tỉnh ủy thừa nhận và vừa lòng với công việc của hắn. Các đồng chí có ý tưởng gì về việc sắp xếp bước tiếp theo cho công tác của đồng chí Hạ Tưởng đều có thể đề xuất. Năng lực và đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, các anh đều vô cùng quen thuộc, không cần tôi phải nhiều lời. Phạm Duệ Hằng chụp mũ cho Hạ Tưởng, nhưng cũng không chỉ ra phương hướng cụ thể. Mã Tiêu nói. Ban tổ chức Trung ương sắp xếp cho đồng chí Hạ Tưởng tới trường Đảng Trung ương tiến hành đào tạo ngắn hạn trong vòng một tháng, đồng thời đề xuất cố ý điều Hạ Tưởng đến ban tổ chức Trung ương, tôi còn chưa trả lời, chỉ nói tỉnh ủy phải nghiên cứu một chút. Quan điểm cá nhân của tôi là, nếu đồng chí Hạ Tưởng có thể tới ban tổ chức Trung ương rèn luyện một thời gian, đối với bản thân anh ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Tôn Tập Dân liếc mắt nhìn Mã Tiêu một cái đầy thâm ý, dường như là trách tội Mã Tiêu chen vào nói trước. Ông ta mới thong thả nói. Đồng chí Hạ Tưởng là một nhân tài, là nhân tài của tỉnh Yến, nên ở lại tỉnh Yến. Tuy nhiên hiện tại các thành phố trực thuộc tỉnh Yến đều không có ghế trống, không có chỗ tốt để sắp xếp. Tôi cũng hiểu được đến ban tổ chức Trung ương rất có lợi cho bước trưởng thành tiếp theo của đồng chí Hạ Tưởng. Mai Thái Bình giật mình nhìn thoáng qua Tôn Tập Dân, đến ban tổ chức Trung ương là chủ ý của Ngô Tài Dương, Tôn Tập Dân không phải thuộc hệ thế lực gia tộc. Làm sao ông ta lại nói chuyện hùa theo Ngô Tài Dương được? Có lẽ là bởi vì Mai Thái Bình và Tôn Tập Dân đã từng cạnh tranh vị trí chủ tịch tỉnh, lại bởi vì Mai Thái Bình là người có thực lực mạnh nhất trong rất nhiều những người cùng cạnh tranh, Tôn Tập Dân không nhiều thì ít vẫn có ý thù địch đối với Mai Thái Bình cũng có thể nhận ra chuyện đó. Tôi nghiêng về hướng để Hạ Tưởng ở lại tỉnh Yến. Mai Thái Bình không phải cố ý phản đối ý kiến của Tôn Tập Dân. Mà là thời gian ông ta còn ở tỉnh Yến không còn lâu nữa, có khả năng nửa năm sau sẽ về thủ đô. Trước khi quay về thủ đô có thể đỡ cho Hạ Tưởng một đoạn đường thì tốt. Hạ Tưởng chỉ tham gia đào tạo trong thời gian một tháng, trong vòng một tháng, có lẽ sẽ có một chỗ trống nào đó. Tôn Tập Dân suy nghĩ liếc mắt nhìn Mai Thái Bình một cái, mỉm cười. Lời nói của bí thư Mai rất bí ẩn. Chúng ta là người của Đảng Cộng sản, phải chú trọng thực tế. Không phải là chờ gặp cơ hội. Nếu chẳng may đến lúc đó không có ghế trống, chẳng lẽ đồng chí Hạ Tưởng trở lại Thiên Trạch làm thị trưởng sao? Không phải thành chuyện đáng chê cười sao? Thời gian một tháng, chuyện gì cũng đều có thể phát sinh. Lời nói của Mai Thái Bình giống như trả lời Tôn Tập Dân, cũng lại giống lầm bầm lầu bầu, nhưng dường như ông ta nói với không khí, khiến cho Tôn Tập Dân rất không được tự nhiên. Tôn Tập Dân là chủ tịch tỉnh không phải là giả. Là quan cao hơn một bậc so với Mai Thái Bình nên có quyền phát ngôn lớn hơn. Kỳ thật độ mạnh khác nhau, quyền phát ngôn trong chốn quan trường không phải là toàn bộ đều do chức vụ và cấp bậc quyết định, còn do mạng lưới quan hệ của anh ta, vị trí và quan hệ có liên quan vững chắc hay không. Tôn Tập Dân ban đầu đến tỉnh Yến nền móng không ổn định, bên trên có Phạm Duệ Hằng kiềm chế,
ở giữa bị Mai Thái Bình coi như kẻ thù, bên dưới có Cao Tấn Chu và Đàm Quốc Thụy không phối hợp, có thể nói tiến bước khó khăn. Hành động của Mai Thái Bình rõ ràng là xem thường ông ta lờ mờ có chút tức giận, tuy nhiên nghĩ đến việc không thể ở trong cuộc họp bàn việc mà thất thố với bí thư, liền nhấn mạnh một câu. Vẫn phải nắm chắc chứ không phải chỉ là hư vô, sớm định ra công tác tiếp theo cho đồng chí Hạ Tưởng, cũng là có trách nhiệm đối với anh ta. Vương Bằng Phi nãy giờ vẫn không lên tiếng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Đồng chí Hạ Tưởng hiển nhiên là không thích hợp ở lại Thiên Trạch, cũng không thuận lợi cho đồng chí Lưu Hội Nhân triển khai công tác. Đề nghị của Bí Thư Mai thật ra rất đúng trọng tâm, chỉ bằng chờ một chút, dù sao còn có thời gian một tháng. Vương Bằng Phi cũng tỏ thái độ ba phải, càng làm cho Tôn Tập Dân vô cùng bất mãn, sau đó ông ta còn nói vài câu gì đó, không ngờ Phạm Duệ Hằng cũng là ý kiến giống hệt như vậy. Thì cứ làm như vậy đi. Chương 1086, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Khi thảo luận vấn đề nhân sự, kiêng kỵ nhất chính là bí thư nói ra ba chữ, như vậy đi, bình thường nói vậy đi, trên cơ bản chính là thất bại. Như lần này sắp xếp công tác cho Hạ Tưởng lại có bất đồng, quả thật chưa đạt được sự đồng lòng, có lẽ trong lòng Phạm Duệ Hằng cũng có tính toán, chỉ là thấy thời cơ chưa chín muồi, chưa nói ra mà thôi. Sau đó Phạm Duệ Hằng trở lại văn phòng, gọi một cú điện thoại. Nói chuyện khoảng đâu 3 phút thì ông ta gác điện thoại, như thoáng chút suy nghĩ rồi sửng sốt trong chốc lát, lại gọi một cú điện thoại nữa. Sau khi chuông reo mấy hồi thì điện thoại thông, bên trong truyền đến tiếng Tống Chiêu Độ. Chiêu Độ, phía thủ đô tạm thời chưa có động tĩnh. Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ nói chuyện, rất khách sáo, quả đúng vậy, hiện tại Tống Chiêu Độ và ông ta ngang hàng nhau. Hơn nữa con đường về sau có lẽ so với ông ta còn rộng lớn hơn nên ông ta nhất thiết phải tôn trọng Tống Chiêu Độ đúng mực. Giọng nói Tống Chiêu Độ nghe có vẻ không khác biệt so với trước kia, chẳng qua âm lực trước kia hơi chậm một chút. Hạ Tưởng vừa mới đến trường Đảng Trung ương, còn thời gian một tháng. Phạm Duệ Hằng hơi trầm ngâm. Áp lực không nhỏ đâu, Hạ Tưởng hiện tại rất được việc, không hề ít người muốn. Vậy thì phiền bí thư Phạm hao tổn tâm huyết rồi. Tôi không có ở tỉnh Yến, Hạ Tưởng còn phải làm lính dưới tay anh. Một lính tốt như vậy, anh cũng không muốn để người khác cướp cậu ta đi chứ, đó sẽ là tổn thất của tỉnh Yến, cũng là tổn thất của bí thư Phạm. Tống Chiêu Độ nói bằng giọng không đổi rồi tạm dừng một lát, rồi lại nói sang đề tài. Dương Biểu Lý làm việc ở dưới, tỉnh ủy khá vừa lòng. Dương Biểu Lý là thân tín của Phạm Duệ Hằng, hiện tại đang đảm nhiệm thị trưởng ở một thành phố cấp 3 ở tỉnh Cát Giang. Gác điện thoại với Tống Chiêu Độ, trong lòng Phạm Duệ Hằng có chút khó hiểu, các thành phố ở tỉnh Yến đều đã điều chỉnh xong, làm sao lại xuất hiện thay đổi nhân sự được. Ông ta là bí thư tỉnh ủy cũng không nắm chắc được hướng đi trong tỉnh, hay là thực sự có chuyện gì phát sinh. Phạm Duệ Hằng đứng dậy, cúi người đi tưới cây lan quân tử ở văn phòng. Cây lan quân tử này là Tống Chiêu Độ đi rồi để lại cho ông ta rất thích nó. Bởi vì Tống Chiêu Độ chăm hoa rất tốt nên cây lan quân tử mọc khá vừa ý. Nói thật, ông ta cũng không muốn Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Yến, Tống Chiêu Độ vừa đi, Tôn Tập Dân với ông ta phối hợp không tốt lắm, rất nhiều mâu thuẫn bây giờ còn giấu ở dưới nước. Đại đa số thời điểm ông ta cần sự đoàn kết, giữa Hạ Tưởng và ông ta lại có nền tảng tín nhiệm nhất định, bởi vậy ông ta rất bất mãn khi vài lần thấy hành động cố ý lôi kéo Hạ Tưởng của Tôn Tập Dân. Nhưng chuyển biến ở chỗ nào? Nửa tháng sau, quả nhiên có phát sinh bất ngờ không lớn không nhỏ, ban tổ chức Trung ương bỗng nhiên thông báo cho tỉnh ủy tỉnh Yến, sau khi tìm hiểu Trung ương đã quyết định, điều Ngả Thành Văn làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, xin tỉnh ủy tỉnh Yến phối hợp thủ tục công việc liên quan. Ngả Thành Văn, trong lòng Phạm Duệ Hằng nhảy dựng, hướng đi của Hạ Tưởng thế là định rồi. Ngả Thành Văn là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, là nhân vật số 1 của thành phố kinh tế mạnh thứ 2 thuộc tỉnh Yến. Nếu Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, coi cũng thật xứng đáng. 10 năm trở lại đây kinh tế của thành phố Tần Đường vẫn là một trong những điểm sáng lớn nhất của tỉnh Yến, lờ mờ có xu hướng vượt qua thành phố Yến. Nếu không phải thành phố Yến là thành phố cấp tỉnh, được hưởng các chính sách ưu ái ở tỉnh, thì thành phố Tần Đường đã đứng yên ở vị trí thứ nhất toàn tỉnh. Lần trước không ngờ Ngả Thành Văn chiếm được ngai vàng bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, lúc ấy Phạm Duệ Hằng khá buồn bực. Ngả Thành Văn kinh nghiệm lý lịch đều đủ nên tiến về phía trước nhanh một bước, nhưng hậu thuẫn của Ngả Thành Văn ở Bắc Kinh, vào thời điểm điều chỉnh Ngả Thành Văn, cũng không chào hỏi, ông ta cũng không bận tâm,
thuận nước đẩy thuyền sắp xếp ngả Thành Văn đến thành phố Tần Đường. Ý định ban đầu là muốn đến thời điểm điều chỉnh ngả Thành Văn sẽ đem vị trí đó tặng cho Trương Quốc Vĩ. Không ngờ, Tống Chiêu Độ đã sớm theo dõi ngai vàng bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, chính là muốn để cho Hạ Tường. Chẳng trách, chẳng trách. Phạm Duệ Hằng gãi gãi đầu, lại theo thói quen tính sờ sờ cằm, mặc dù cằm ông ta đã cạo sạch trơn, một chút râu cũng không có, nhưng ông ta vẫn vô thức sờ soạng mấy lần, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ phải hy sinh Trương Quốc Vĩ. Hàng ngày Hạ Tường ở trường Đảng Trung ương đào tạo căng thẳng mà cũng rất chất lượng, mỗi ngày học rất nhiều bài học lý luận, mặc dù có chút buồn tẻ vô vị, nhưng không khí ở hội nghị thảo luận vô cùng sôi động mà lại thân thiện, có ý tưởng, có sức sống, có điểm thiếu sót. Ấn tượng ban đầu của Hạ Tường đối với các bạn học đến từ khắp trời Nam đất Bắc là khi thảo luận vấn đề cũng khá mạnh dạn và cực đoan, vượt qua tưởng tượng của hắn. Vốn tưởng rằng trường Đảng Trung ương là một nơi nghiêm túc và cứng nhắc dập khuôn nhưng thật ra không phải, học viên trường Đảng cũng giỏi, giáo viên cũng giỏi, đều vô cùng tiến bộ. Khi gặp phải vấn đề gay gắt và có tính thử thách, cần nói thì dám nói, tuyệt không không úp mở, thậm chí đôi khi phê bình vô cùng sắc bén đến tận gốc rễ, khiến Hạ Tường cũng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì hắn tuy rằng cũng nghĩ tới một vài vấn đề về thể chế còn có khiếm khuyết, nhưng chưa có dũng khí nói ra trước mặt mọi người. Hắn không thể không bội phục một số học viên rất có dũng khí và thẳng thắn. Hơn phân nửa cán bộ trong cùng khóa đào tạo đến từ các nơi trong cả nước, ở thủ đô lại không nhiều lắm. Hơn nữa đại bộ phận đều là thị trưởng hoặc bí thư, nhưng cho dù là thị trưởng hay là bí thư, thì trong đó hắn tuyệt đối vẫn là người được chú ý nhất, bởi vì hắn nhỏ tuổi nhất. Lớn nhất là một bí thư đến từ một thành phố cấp 3 xa xôi, đã luống tuổi, mỗi lần ông ta nhìn thấy Hạ Tường, đều cười ha hả trước một hồi, sau đó mới nói Hạ Tường và con ông ta cũng trạc tuổi nhau. Hạ Tường cũng biết ông ta muốn bày tỏ sự thân thiết nên mới gọi hắn như con, vậy nên không so đo chuyện cùng cấp bí thư với ông ta. Cũng là bởi vì sau khi nhập học, tất cả học viên đều phải trải qua 3 bước chuyển biến, và không thể xưng hô theo chức vụ, cho dù tuổi lớn hay nhỏ, khác biệt vùng miền, cấp bậc cao thấp, thì đều gọi thẳng danh tính của đối phương. 3 bước chuyển biến là từ lãnh đạo thành học viên, từ trạng thái công tác thành trạng thái học tập, từ cuộc sống gia đình thành cuộc sống tập thể. Đó chính là muốn để cho học viên thích ứng với cuộc sống tập thể, bỏ thân phận trước kia. Gọi thẳng danh tính đối phương là để nhấn mạnh rằng hiện tại là thân phận học viên, không được tự kiêu tự đại như kiểu khi là lãnh đạo, ra ngoài không có tiền hô hậu ủng như cách của lãnh đạo, cần phải học hỏi nhiều hơn mới có thể tiến bộ. Hạ Tường vẫn giữ thói quen tốt là khiêm tốn, tuổi còn nhỏ chính là một ưu thế, có thể trong thời gian ở quan trường giữ một tấm lòng khiêm nhường. Dù sao cho dù là cấp dưới hay là cùng cấp hoặc là cấp trên, thì so với hắn đều lớn tuổi hơn rất nhiều, hắn không tôn trọng cấp bậc của đối phương. Cũng phải tôn trọng tuổi tác của đối phương, càng phải tôn trọng kinh nghiệm lý lịch của đối phương. Vì thế, hắn rất được hoan nghênh trong số các học viên, bởi vì hắn là người buông bỏ thói phách lối triệt để nhất. Không hề ít lãnh đạo không bỏ được thân phận, người khác gọi thẳng tên của anh ta còn không kiềm chế được mà nhíu mày. Còn có lãnh đạo năng lực tự lo liệu cho cuộc sống cực kém, không có thư ký, không có lái xe, không có cảnh người trước người sau thì có cảm giác mất mát. Chỉ có Hạ Tường hoàn toàn buông bỏ hoàn cảnh trước kia, chú tâm vào cuộc sống học tập, không khác gì một học viên chân chính, khiến cho không ít người âm thầm khen ngợi. Trẻ như vậy đã đảm nhiệm chức thị trưởng, còn có thể không kiêu ngạo, không nóng vội, một chút cũng không có thái độ lông bông, nói buông bỏ liền buông bỏ thân phận trước kia, quả là đáng quý. Trường Đảng Trung ương có một tòa nhà nhỏ màu xám, học viên ở bên trong đều là quan lớn cấp tỉnh bộ, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được hai nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở trong nước. Tuy nhiên so với danh tính thật lớn của các quan lớn cấp tỉnh bộ, các giảng viên của trường Đảng Trung ương cũng đều chẳng phải là kẻ đầu đường xó chợ. Chuyên gia của Viện Khoa học Xã hội thì không cần phải nói, còn có một số người là cố vấn cấp cao tầm trung, sẽ không dễ dàng lộ diện trước mặt công chúng. Bọn họ đều là cán bộ tham mưu cao cấp của Tổng Bí Thư, Thủ tướng, tuy rằng tên tuổi không còn trẻ, nhưng lực ảnh hưởng đối với kinh tế chính trị trong nước tuyệt đối vượt qua rất nhiều quan to nhất tỉnh. Là trợ tá thực sự của người cấp cao nhất. Đáng tiếc, cấp lớp của Hạ Tưởng còn chưa đủ tư cách để được học bọn họ, tuy nhiên Hạ Tưởng rất nóng lòng muốn gặp một vị nghe đồn là tâm phúc bên cạnh của Tổng Bí Thư, là Mễ Kỳ Hỏa. Mễ Kỳ Hỏa là một trong hai người Tổng Bí Thư tín nhiệm nhất. Từ năm đó Tổng Bí Thư nhậm chức ở một tỉnh xa xôi,
thân là giáo sư đại học mà bởi vì gặp hoàn cảnh tốt mà được chọn lựa làm thư ký gắn liền với thời gian Tổng Bí thư đảm nhiệm Bí thư tỉnh ủy. Do ông ta cẩn thận và chu đáo nên đã được Tổng Bí thư tiếp nhận. Từ đó về sau bước trên con đường làm quan bằng phẳng, 20 năm qua vẫn luôn đi theo bên cạnh Tổng Bí thư, chưa bao giờ rời khỏi Tổng Bí thư quá nửa bước, theo từ vùng núi Quý Châu gian khổ, đến cao nguyên Tây Tạng không khí loãng, một đường theo tới tận Bắc Kinh, theo vào Trung Nam Hải. Đi theo Tổng Bí thư từ khi đảm nhiệm chức quan lớn biên giới mãi cho đến trở thành nhân vật đứng đầu Trung Quốc, đó chính là một truyền kỳ chính trị. Hiện tại Mễ Kỷ Hỏa là chánh văn phòng của Tổng Bí thư, xứng đáng là một cố vấn túc trí đa mưu của Tổng Bí thư. Người còn lại được Tổng Bí thư tín nhiệm là chủ nhiệm văn phòng Trung ương đương nhiệm. Minh Đắc Mưu là người đầu tiên nhậm chức thư ký Tổng Bí thư, tuy rằng không còn đi theo bên cạnh Tổng Bí thư, nhưng là người từ trước đến nay được Tổng Bí thư vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ. Sau khi Tổng Bí thư quay về thủ đô, ông ta tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cùng với Mễ Kỷ Hỏa trở thành phụ tá đắc lực của Tổng Bí thư. Nếu kỹ càng mọi người sẽ phát hiện, ở mỗi lần Tổng Bí thư tham dự các hoạt động một dự án, khoảng 20 phút trước khi xuất hành, đều có thể nhận ra một trong hai người Minh Đắc Mưu hoặc Mễ Kỷ Hỏa đến hiện trường trước để điều tra nghiên cứu địa hình. Chẳng những kiểm tra công tác an toàn có lỗ hổng hay không mà còn kịp thời phát hiện vấn đề. Tất cả từ chuyện cảnh vật chung quanh ở địa phương Tổng Bí thư sắp tới, hay là khoảng cách và góc độ khi Tổng Bí thư phát biểu và gặp gỡ người khác, cho đến vị trí đứng của phóng viên và thợ chụp ảnh, thậm chí ngay cả tỷ lệ độ cao của microphone và chiều cao của Tổng Bí thư, bọn họ đều phải đích thân điều chỉnh, phải cam đoan Tổng Bí thư 100% vừa lòng. Bởi vậy có thể thấy được vị trí của hai người trong cảm nhận của Tổng Bí thư. Tiếc nuối chính là, Hạ Tường và Mễ Kỷ Hỏa ở trong trường đảng tuy rằng thấy mặt nhau, nhưng chỉ là gặp thoáng qua. Hắn gật đầu mỉm cười với Kỷ Hỏa, Mễ Kỷ Hỏa chỉ khẽ gật đầu đáp lại, sau đó liền biến mất vào trong tòa nhà cán bộ cấp tỉnh bộ. Nếu nói Minh Đắc Mưu là nhân vật của công chúng thì Mễ Kỷ Hỏa vẫn tránh ở phía sau công chúng, là một trong những người nhiều mưu trí thần bí nhất của Tổng Bí thư, ông ta và Minh Đắc Mưu là nhân vật mấu chốt nhất trong giới chính trị hiểu được suy nghĩ của Tổng Bí thư. Cho dù Hạ Tưởng học tập ở trường đảng coi như không tồi, đạt được kết quả mong muốn, hắn vô cùng vừa lòng. Đến khi tốt nghiệp quan viễn khúc rốt cục cũng đã xuất hiện. Xem như là lần thứ hai Hạ Tưởng và quan viễn khúc gặp mặt. Trong nghi thức tốt nghiệp quan viễn khúc nhanh tay cầm chặt tay Hạ Tưởng. Tôi nghe nói cậu rất được hoan nghênh hả? Đúng vậy, người trẻ tuổi, phải tôn kính bề trên. Lần này học tập thế nào, có thu hoạch được gì không? Khi quan viễn khúc và người khác bắt tay, chỉ nói một câu khách sáo, kém xa vẻ mặt thân thiết, lời nói dịu dàng khi bắt tay với Hạ Tưởng, khiến cho rất nhiều bí thư và thị trưởng khác âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm rằng cậu trai trẻ này thật đúng là không đơn giản, đã lọt vào tầm mắt người lãnh đạo lớn mà Hạ Tưởng vẫn tỏ ra khiêm tốn với các học viên cả tháng nay, khiến không ít người đều âm thầm xấu hổ. Thật sự là giấu giếm con người thực, Hạ Tưởng ít phách lối nhất, cũng là bản lĩnh lớn nhất của một người. So sánh với bọn họ, tuổi thì lớn rồi, trên thực tế đều không có được tấm lòng lớn lao như Hạ Tưởng dù còn ít tuổi. Thật hổ thẹn, hổ thẹn. Tuy nhiên khiến mọi người về sau cảm thấy vinh hạnh chính là, sau này không ít người trong bọn họ lên các cương vị cấp tỉnh bộ, không cần bảo cũng khoe ra với người khác, bọn họ từng là bạn học cùng lớp với Hạ Tưởng. Sau nghi thức tốt nghiệp là khóa đào tạo chính thức chấm dứt, việc này có nghĩa là phải trở về Thiên Trạch. Sau khi quan viễn khúc gặp mặt toàn bộ học viên thì còn có chuyện khác. Không ngờ ông ta còn chưa đi hẳn. Khi nghi lễ vừa chấm dứt thì vừa vặn gặp Mễ Kỷ Hỏa, liền nói mấy câu với Mễ Kỷ Hỏa, sau đó may mắn thế nào, Hạ Tưởng đi ngang qua. Quan viễn khúc gọi Hạ Tưởng lại, giới thiệu với Mễ Kỷ Hỏa. Kỷ Hỏa, giới thiệu với anh một người trẻ tuổi nhất, Hạ Tưởng ở tỉnh Yến, thị trưởng thành phố Thiên Trạch. Mễ Kỷ Hỏa âm thầm đánh giá Hạ Tưởng rồi mặt không chút thay đổi. Tôi đã gặp cậu rồi chăng? Đúng rồi, lần trước cậu đã chào hỏi tôi ở trong viện. Sau đó ông ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giơ tay lên bắt tay Hạ Tưởng. Một người trẻ tuổi, thật sự là tuổi trẻ. Không tôi, được lắm. Nói rất nhạt, không có mùi vị gì cả, Hạ Tưởng ngoại trừ cười khách sáo ra thì không có gì để nói. Khi ngồi trên ô tô về Thiên Trạch, Hạ Tưởng hồi tưởng lại một chi tiết vừa rồi, mới thấy kinh hãi một chút. Mễ Kỷ Hỏa thực không đơn giản, ông ta làm việc ở trong viện, mỗi ngày có bao nhiêu người chào hỏi ông ta. Ở mặt ngoài ông ta chỉ ra vẻ tùy tiện gật gật đầu, giống như chỉ để đáp lễ, không ngờ lại nhớ kỹ hắn.
Là do có trí nhớ thật sự là kinh người, hay là có nguyên nhân khác? Hạ Tưởng không trông cậy có thể kết được mối giao tình với Mễ Kỳ Hỏa, sức lực của một mình hắn không thể kết giao được với tất cả các nhân vật mấu chốt trong thiên hạ. Chẳng qua đã có duyên gặp mặt, để lại ấn tượng luôn là chuyện tốt. Thiên hạ có bao nhiêu người muốn kết bạn với Mễ Kỳ Hỏa còn không có cửa mà vào. Ở trường đảng một tháng, nhưng bên ngoài lại giống như đã qua vô số năm. Một tháng ngắn ngủi, Tỉnh Yến kỳ thật không có phát sinh bao nhiêu đại sự, chỉ có công bố chính thức mấy việc điều động nhân sự với ngoại giới. Đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm ủy viên thường vụ, bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, không còn đảm nhiệm chức vụ phó bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ Thiên Trạch nữa. Đồng chí Dương Kiếm đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy Thiên Trạch, đề xuất tên để chọn làm thị trưởng. Nguyên bí thư thành ủy thành phố Tần Đường Ngả Thành Văn đã có phân công khác. Ngày tin tức chính thức tuyên bố ra bên ngoài đúng vào ngày Hạ Tưởng tốt nghiệp, lúc này Hạ Tưởng còn đang ở trên đường cao tốc từ thủ đô đi tới Thiên Trạch. Trước đó, tỉnh ủy vẫn bị cấp trên giữ bí mật về hướng đi của Hạ Tưởng. Tin tức một khi đã được công bố, có người hoan hô, có người giận tím mặt. Hạ Tưởng ở trường đảng một tháng, sau khi ra khỏi liền giống như một nhân vật cá biệt lên chức chỉ sau một năm thậm chí phải nhiều năm mới lên được. Hạ Tưởng ở bên trong xe sau khi nhận được điện thoại, tâm trạng thật lâu sau mà vẫn khó có thể bình tĩnh được, hắn không thể không bội phục ánh mắt nhìn xa trông rộng của Tống Chiêu Độ, bởi vì thành phố Tần Đường sẽ là bước ngoặt lớn nhất trên con đường làm quan của hắn. Thành phố Tần Đường nằm ở phía đông bắc Bắc Kinh, khoảng 200 km. Nền kinh tế phát triển, là một thành phố duyên hải hiện đại. Thành phố Tần Đường được bao quanh bởi vành đai trung tâm vịnh Bột Hải. Phía nam gần Bột Hải, phía bắc dựa vào Yến Sơn. Phía đông giáp với thành phố Hoàng Đảo. Phía tây tiếp giáp với Bắc Kinh và Tân Thành, là hành lang cực kỳ trọng yếu yết hầu của hai khu lớn của Đông Bắc. Dựa theo quy hoạch và thiết tưởng tương lai, thành phố Yến là trung tâm chính trị của tỉnh Yến. Thành phố Tần Đường sẽ là trung tâm kinh tế của tỉnh Yến. Đồng thời cũng là một trong những thành phố có tương lai triển vọng tốt nhất của Trung Quốc. Làm một thành phố hoang tàn trở thành một thành phố mới, thành phố Tần Đường sau khi trải qua trận động đất chưa từng có trong những năm kinh tế kém phát triển, dưới sự viện trợ của khắp nơi lại nhanh chóng trỗi dậy và trở thành thành phố mạnh kinh tế, xếp thứ hai của tỉnh Yến. Hơn nữa còn có hy vọng trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh Yến. Trong khoảng thời gian đó đã trải qua một quá trình phấn đấu đầy gian khổ. Điều khiến Hạ Tưởng cảm xúc mênh mông không phải là địa vị kinh tế mạnh mẽ của thành phố Tần Đường, cũng không phải là điều kiện địa lý ưu việt của thành phố Tần Đường và bối cảnh triển vọng kinh tế gần như có thể đoán được, mà là hắn nhớ rất rõ ràng rằng ngay tại nhiệm kỳ hiện tại này, thành phố Tần Đường bởi vì kinh tế phát triển như vũ bão, lại bởi vì có dự án trọng đại đều ở thành phố Tần Đường, bí thư thành ủy thành phố Tần Đường phá lệ thăng tới chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Hạ Tưởng là bởi vì nguyên nhân biết trước được, còn Tống Chiêu Độ thì hoàn toàn là kết quả của sự xem xét thời thế. Cho nên mới thận trọng, sắp xếp tỉ mỉ cho hắn đến thành phố Tần Đường đảm nhiệm chức bí thư thành ủy. Vì khi có cơ hội thích hợp thì sẽ lên chức. Bởi vì quy mô kinh tế nâng cao mà nhân vật số 1 có tiền lệ lên chức ủy viên thường vụ. Nhìn mãi quen mắt, thành phố Yến trước đó không lâu còn có Giang Thiên là ví dụ. Cả nước thì đâu đâu cũng thế. Còn hắn ở thành phố Tần Đường đảm nhiệm bí thư thành ủy nâng lên chức ủy viên thường vụ, chẳng khác nào là một bước đến cánh cửa phó tỉnh. Và là tổ cải tạo thôn nội đô sớm nhất, mượn tổ cải tạo nâng thành cấp bậc hành chính, khi nhẹ nhàng vượt qua một cấp thì đều có hiệu quả như nhau. Đương nhiên, chỉ có điều quy hoạch viễn cảnh, giai đoạn này vẫn là nên đứng vững ở Tần Đường, kiên định làm tốt công tác của mình là chuyện hàng đầu. Hạ Tưởng sau khi từ Bắc Kinh về đến Thiên Trạch thì chỉ ở lại đó một ngày thì liền nhận được lệnh điều động ngay. Hắn tức khắc thu dọn hành lý, ngay ngày hôm sau liền bước chân lên hành trình tới tỉnh ủy. Lúc rời đi, bốn bộ máy lớn của thành phố Thiên Trạch đều đến đông đủ tiễn hắn. Hiện trường vô cùng náo nhiệt, không cần phải nói, ngay cả Chiến Kính Bằng lúc đầu có ý thù địch với Hạ Tưởng thì cũng rất cảm động, ánh mắt cũng ươn ướt, cầm tay Hạ Tưởng không buông. Thị trưởng Hạ, anh đi là một tổn thất lớn của Thiên Trạch. Tôi đã học được rất nhiều điều từ anh thật là một thầy giáo tốt của tôi. Chương 1087, lần đi Tần Đường này, núi cao sông rộng. Hạ Tưởng xúc động nói. Kính Bằng, anh có năng lực, có suy nghĩ, kiên định thêm nữa thì viễn cảnh tốt đẹp không xa xôi. Là Hạ Tưởng lần đầu tiên trực tiếp đưa ra lời bình luận ngay trước mặt Chiến Kính Bằng, Chiến Kính Bằng ha hả mỉm cười, lộ ra một vẻ mặt trẻ trung.
Bành Vân Phong vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, dùng sức cầm tay Hạ Tưởng, không nói một câu nào. Không nói lời nào nhưng lại có sức hơn bất cứ lời nói nào. Dương Kiếm là người được lợi nhất khi Hạ Tưởng rời chức. Đối với việc Hạ Tưởng rời đi nửa vui nửa buồn, vui chính là không có Hạ Tưởng thoái vị, anh ta sẽ không có cơ hội phủ chính. Lo lắng chính là nếu như cây gậy chỉ huy của thành phố Thiên Trạch đã giao về tay anh ta. Nếu như anh ta lại khiến Thiên Trạch trở về số một từ dưới lên thì mất mặt quá. Anh ta tuy rằng có tâm hùng chí mạnh nhưng cũng là tự biết mình. Tự nhận rằng mình không có đủ tài năng như thị trưởng Hạ, cũng không có con mắt nhìn xa trông rộng như thị trưởng Hạ, lại càng không có thủ đoạn xuất thần như thị trưởng Hạ. Những người còn lại lưu luyến không rời, có người trong lòng vui mừng. Trần Thiên Vũ cũng là tự đáy lòng mừng thay cho thị trưởng Hạ. Chức phụ bí thư thành ủy thành phố Tần Đường đã chứng minh sự khẳng định của tỉnh ủy đối với Hạ Tưởng, báo hiệu nếu như không xảy ra sai lầm gì thì sau khi thị trưởng Hạ mãn nhiệm kỳ thì chắc chắn đủ tư cách, việc nâng lên cấp phó tỉnh là vấn đề không lớn. Ngẫm lại lúc 35 tuổi thì thị trưởng Hạ khả năng chính là phó chủ tịch tỉnh trẻ nhất toàn quốc, điều này khiến anh ta cảm xúc dạt dào. Còn cảm giác vui mừng hơn là sự thăng quan tiến chức của bản thân mình. Thị trưởng Hạ đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường là danh thực. Sự thay đổi hoàn toàn của thành phố Thiên Trạch đều được lợi từ năng lực và mối quan hệ điều tiết cân bằng về mọi mặt của thị trưởng Hạ. Thay người khác, thành phố Thiên Trạch sẽ không có cục diện tốt như hiện tại. Đám người tiễn thị trưởng Hạ cũng không hề ít, vây quanh lấy. Họ đều rất cảm động lưu luyến trước sự rời đi của thị trưởng Hạ. Đúng vậy, thị trưởng Hạ thực sự đã làm nên sự thực ở Thiên Trạch, là một sự thực rõ như ban ngày. Mỗi một người dân của thành phố Thiên Trạch đều có thể rõ ràng cảm nhận thấy sự biến đổi quanh mình từng ngày. Thành phố càng sạch sẽ, trị an càng tốt hơn, mức sống được nâng cao, hầu bao càng dày hơn, đều là những lợi ích và cái lợi rõ ràng, ai mà không cảm động cơ chứ. Điều khiến Hạ Tưởng không tưởng được chính là, Trương Vưu tiến đến tiễn đưa là trong tình lý, Tiêu Dật Lăng không ngờ lại xuất hiện cùng với Trương Vưu. Tiêu Dật Lăng vẻ mặt nóng bỏng, còn có vài phần xấu hổ, xoa xoa tay nói. Thị trưởng Hạ, anh là đại nhân không chấp với kẻ tiểu nhân. Trước kia có nhiều chỗ đắc tội, về sau tôi sẽ cố gắng hoàn thành bổn phận của mình. Hạ Tưởng ha hả cười. Tổng giám đốc Tiêu, hoan nghênh đến thành phố Tần Đường đầu tư. Tiêu Dật Lăng cho rằng Hạ Tưởng sẽ xa sầm mặt chứ không ngờ lại tốt như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt. Nhất định rồi, nhất định rồi. Rời khỏi Thiên Trạch, đi qua Bắc Kinh, đến chiều thì đến thành phố Yến. Hạ Tưởng lần này đến thành phố Tần Đường chỉ chuẩn bị cho một người đi theo, Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ sau khi đã trải qua một số phong ba bão táp thì đã trưởng thành lên. Tuy mang theo thư ký cũ đi thì có hơi phiền toái một chút. Đến cấp phó tỉnh trở lên còn được, điều động ở cấp bộ mà mang thư ký đi theo thì sẽ phí công một lần trắc trở. Hạ Tưởng quyết định không sợ phiền toái, vẫn muốn đem theo Từ Tử Kỳ ở bên. Đến thành phố Tần Đường thì đỡ phải đổi thư ký. Nếu đổi thư ký mới mà không phù hợp thì càng phiền toái. Bởi vì hắn hiểu rõ rằng lần này hắn đến thành phố Tần Đường, người khác nhìn nhận hắn như thế nào còn chưa biết được. Ít nhất Trương Quốc Vĩ và Chu Minh Hoành là đã không hoan nghênh hắn đến lắm. Trương Quốc Vĩ thì không cần phải nói. Lần trước con đường thăng chức đã bị Ngả Thành Văn ngăn trở. Bây giờ lại thêm một cơ hội của anh ta bị cướp đi, không nổi giận lôi đình mới lạ. Ngay cả Chu Minh Hoành cũng sẽ không ưa hắn. Bởi vì nếu Trương Quốc Vĩ tiếp nhận chức vụ bí thư thì nói không chừng Chu Minh Hoành sẽ thuận thế tiếp nhận chức vụ thị trưởng, thuận lợi được lên làm chức vụ đó rồi. Bây giờ thì hay rồi, giấc mộng thị trưởng tan biến, ngay cả thị trưởng thành phố Thiên Trạch cũng không được lên làm. Nhớ khi xưa anh ta ở Thiên Trạch còn hết sức chỉ bảo hắn về tình hình kinh tế của Thiên Trạch. Bây giờ chớp mắt cái lại là con tốt dưới tay hắn. Chu Minh Hoành không biết phải có cảm tưởng gì đây. Thành phố Tần Đường còn chưa đi nhậm chức mà đã có hai đối thủ rồi. Lại là nhân vật số 1, số 2 của bộ máy chính phủ nữa chứ. Lần này đến thành phố Tần Đường chắc chắn là sẽ không thoải mái. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng mơ hồ nghe nói Trương Quốc Vĩ này cứng rắn mạnh mẽ phi thường. Phương Tiến Giang, Ngả Thành Văn, hai vị bí thư này đều không thể áp chế được anh ta. Hơn nữa Trương Quốc Vĩ là người sinh ra lớn lên ở thành phố Tần Đường này, coi như là một trường hợp đặc biệt hiếm thấy trên quan trường. Thông thường, người bản địa sẽ không giữ chức vụ chính đảng ở địa phương. Nhưng Trương Quốc Vĩ đã phá vỡ điều này. Không phải là độc nhất vô song, đời sau một tỉnh nào đó ở phía Nam,
có một nữ thị trưởng thành phố cấp 3 chính là cán bộ sinh trưởng ở địa phương đó, từng bước đi lên chức thị trưởng từ cơ sở, vẫn chưa vượt quá địa phương. Như vậy cũng được gọi là kỳ tích rồi. Trương Quốc Vĩ cũng hay, ít nhất còn có kinh nghiệm làm phó thị trưởng ở bên ngoài. Nhưng đại đa số thời gian của anh ta là ở bên trong thành phố Tần Đường, đã từng đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, phó bí thư thành ủy, hiệu trưởng trường đảng, trưởng ban thư ký thành ủy v.v. Sau đó lại từ công tác đảng chuyển sang hành chính, rồi sau đó đảm nhiệm chức phó thị trưởng, thị trường. Trương Quốc Vĩ ở thành phố Tần Đường cũng đã hơn 10 năm, coi như là khai sáng quan trường. Rốt cuộc anh ta có ai nâng đỡ thế nào để anh ta có thể thuận buồm xuôi gió ở thành phố Tần Đường như vậy, trước sau đảm nhiệm lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền Tần Đường, là một điều bí ẩn. Chẳng ai điều tra rõ ràng được, Hạ Tưởng cũng thế. Hơn nữa hắn cũng biết có rất nhiều chuyện mãi mãi không thể điều tra rõ ràng được. Mà chuyện trong quá khứ, đã xảy ra rồi thì Gia Cát Lượng cũng chẳng làm gì được. Điều hắn muốn là nhìn vào hiện tại bây giờ. Nghe nói mối quan hệ giữa Trương Quốc Vĩ và Phạm Duệ Hằng không tồi. Có hai lần Phạm Duệ Hằng đều muốn đề cử anh ta lên, tuy nhiên hai lần đều bởi vì Tống Chiêu Độ ngăn trở mà từ bỏ. Suy nghĩ suốt dọc đường, xe của Hạ Tưởng liền đi vào trụ sở thành ủy. Lần này trở về không có đem theo Tào Thù Lê và Hạ Đông. Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm và Lý Thấm đều ở lại Thiên Trạch. Ba người quen với môi trường của Hoa Hải Nguyên, không muốn rời đi. Phải tiếp tục làm nốt sự nghiệp chưa hoàn thành. Hạ Tưởng cũng mặc kệ các cô, cứ để các cô ấy gây sức ép đi. Cũng biết rằng đội quân tóc dài này cũng rất giỏi, không kém cỏi gì so với hắn. Hạ Đông và Liên Hạ đều đã bắt đầu đi học, học ở trường tiểu học ở Bắc Kinh. Những chuyện nhỏ nhặt thế này không cần đến Hạ Tưởng phải quan tâm. Liên Nhược Hạm chỉ cần một cuộc điện thoại thôi là có thể sắp xếp thỏa đáng. Vốn Liên Nhược Hạm muốn cho Hạ Đông và Liên Hạ học cùng trường nhưng Hạ Tưởng không đồng ý. Liên Nhược Hạm cũng quá ồn ào, Hạ Đông và Liên Hạ luôn ở bên nhau, thằng bé cái miệng nói thì không cản được, chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện. Tốt nhất là học riêng ra. Còn rất nhiều chuyện hắn phải lo, ít nhất lúc này trở lại tỉnh ủy, còn có rất nhiều những chuyện đau đầu. Bởi vì trên đường đã nhận được cuộc điện thoại của Lưu Trình nói là chủ tịch tỉnh muốn gặp hắn. Lưu Trình là thư ký của Tôn Tập Dân, trực tiếp đi cùng Tập Dân từ Bắc Kinh xuống, là người mà Tôn Tập Dân tin cậy nhất tỉnh Yến hiện tại. Chủ tịch tỉnh Tôn lại muốn ân cần dạy bảo hắn, Hạ Tưởng hơi bất đắc dĩ, nhưng chủ tịch tỉnh có lệnh thì không dám không theo. Hắn cũng không muốn quan hệ quá gần với Tôn Tập Dân. Bởi vì không hiểu sao hắn luôn cảm thất Tôn Tập Dân luôn có ý mượn hắn làm bàn đạp. Thế cục tỉnh Yến không dễ đánh vỡ, Tôn Tập Dân chứ không phải là Tống Chiêu Độ. Vừa không có được thủ đoạn như Tống Chiêu Độ lại vừa không có mạng lưới quan hệ nhiều năm tại tỉnh Yến như Tống Chiêu Độ. Muốn mượn thế để nhanh chóng đứng vững thì e là rất khó. Có suy nghĩ như thế là có thể hiểu được nhưng không thể luôn muốn hắn trở thành điểm tựa được. Hạ Tưởng cảm thấy đau đầu. Cũng hay, vừa vào đến sân của tỉnh ủy thì gặp Mai Thái Bình. Mai Thái Bình liền nhân thể kéo Hạ Tưởng dẫn hắn đến văn phòng. Vừa vào trong phòng là đóng chặt cửa, ha hả cười. Làm sao mà mặt mày nhăn nhó thế? Chẳng lẽ không hài lòng với sự sắp đặt của tỉnh? Luôn luôn phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Hạ Tưởng đánh một câu giọng quan trường rồi cũng cười. Gần đây mối quan hệ với Mai Thái Bình rất thân thiết. Hắn cũng dự tính đến việc Mai Thái Bình sẽ rời khỏi thành phố Yến không xa. Không có mâu thuẫn xung đột, lại thêm cơ sở vốn có trước đây, nên lại một lần nữa nhanh chóng gần nhau hơn. Không giấu gì Phó Bí Thư Mai. Vừa rồi khi ở trên đường, tôi nhận được cuộc điện thoại của Chủ tịch tỉnh Tôn nói là muốn gặp tôi nói chuyện. Chương 1088, lâu đài trên cát, xem xét thời thế. Mai Thái Bình hiểu ý mỉm cười. Anh vẫn ở tỉnh Yến, Chủ tịch tỉnh Tôn chính là lãnh đạo trực tiếp của anh. Nhất định phải có mối quan hệ tốt với Chủ tịch tỉnh Tôn. Sau đó câu chuyện lại chuyển hướng. Ông ta nói một câu khiến Hạ Tưởng kinh ngạc. Ở tỉnh có người đề nghị. Kiến nghị tỉnh ủy nên đề nghị lên trung ương, bí thư thành ủy thành phố Tần Đường rất xứng với chức ủy viên thường vụ. Như thế cũng quá nhanh, Hạ Tưởng có chút khiếp sợ. Nhưng nghĩ ra thì cũng là chuyện ảo tưởng, là lâu đài trên cát mà thôi. Nhưng hắn còn chưa chính thức nhậm chức mà đã có người muốn tặng hắn một món quà lớn như vậy. Rốt cuộc là ai mà lại tốt thế? Hạ Tưởng liền nói, Phó Bí Thư Mai đừng làm tôi sợ thế chứ, tôi nhát gan lắm.
Tôi bây giờ còn chưa chắc chắn, thành phố Tần Đường là trung tâm kinh tế của tỉnh Yến. Tỉnh lại đem nhiệm vụ quan trọng như thế đặt lên vai tôi. Tôi cảm ơn sự tín nhiệm của tỉnh ủy đối với tôi nhưng cũng cảm thấy mình chưa đủ. Mai Thái Bình ngắt lời Hạ Tưởng. Ở trước mặt tôi, đừng nói mấy câu như thế chứ. Thử đoán xem là ai đề nghị. Hạ Tưởng mắt sáng ngời. Chủ tịch tỉnh Tôn. Mai Thái Bình vỗ đùi. Biết là anh có thể đoán được mà. Ha ha, của nhiên đoán cái là chúng luôn. Nói xong thì anh ta đứng dậy, chắp tay, đi loanh quanh mấy vòng. Tôn Tập Dân, rất thú vị, rất thú vị. Hạ Tưởng, anh cứ thử xem. Hạ Tưởng vẻ mặt vô tội. Không liên quan đến tôi. Phó Bí Thư Mai, tôi chỉ phụ trách lên làm Bí Thư Thành ủy thành phố Tần Đường. Chỉ làm tốt phận sự của tôi thôi. Chỉ mong làm việc chăm chỉ, chứ không để ý đến thu hoạch. Đúng rồi, coi như anh thông minh. Mai Thái Bình vui vẻ ra mặt. Chủ tịch tỉnh Tống vừa đi, một khoảng thời gian nữa là tôi đi. Anh phải dựa nhiều vào chính bản thân mình. Tuy nhiên trong nháy mắt thì anh cũng khỏe hơn trước kia nhiều rồi. Bí thư thành ủy đâu phải dễ động vào, coi như là không xứng với ủy viên thường vụ thì thành phố Tần Đường cũng là một trong những thành phố khá lớn do Quốc vụ viện phê chuẩn. Bởi vậy tên của anh đã được đăng ký ở ban tổ chức trung ương rồi. Nói xong, Mai Thái Bình lại nghĩ tới điều gì đó liền cười ha hả, khoát tay áo. Không thể tính Ngô Tài Dương đăng ký được, chỉ là đăng ký theo dõi cán bộ trọng điểm của ban tổ chức trung ương mà thôi. Thành phố khá lớn, là một khái niệm pháp luật. Chỉ trừ thành phố trực thuộc trung ương ra thì là thành phố có quyền lập pháp, bao gồm thành thị cấp tỉnh, đặc khu thành thị và các thành phố mà Quốc vụ viện đặc biệt phê chuẩn. Thành phố Tần Đường là hai thành phố trung tâm lớn trong khu vực tỉnh Yến, vị thế tại tỉnh Yến là vô cùng quan trọng, hơn xa so với thành phố Thiên Trạch. Hắn có thể đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường quả thật là một bước đi vô cùng quan trọng. Mai Thái Bình và hắn nói chuyện từ trước đến nay đều thẳng thắn trực tiếp chứ không phải văn hoa uyển chuyển gì. Đương nhiên là trong trường hợp anh ta tâm trạng tốt và giữa hai người không có mâu thuẫn gì với nhau. Lại hàn huyên trong chốc lát, Mai Thái Bình vỗ vỗ bả vai Hạ Tưởng. Được rồi, đến giờ rồi. Anh gặp Bí Thư Phạm trước hay là gặp Chủ tịch tỉnh Tôn trước là tùy ý anh. Hạ Tưởng quen kiểu của Mai Thái Bình liền cười nói. Tôi vừa gặp Bí Thư Phạm rồi. Mai Thái Bình lắc đầu, cười hàm xúc. Gặp Phạm Duệ Hằng trước. Hạ Tưởng lại theo thường lệ nói mấy lời khách sáo. Phạm Duệ Hằng cũng nói giọng quan, nói xong vài câu thì nói chuyện cá nhân. Phạm Duệ Hằng không nói lời gì có ích cả, chỉ đơn giản là nói vài câu, gần hơn một chút so với quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường nhưng cũng lại xa hơn so với mối quan hệ cá nhân sâu sắc. Hạ Tưởng cũng biết nắm chừng mực. Sau đó lại đi gặp Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân dù sao cũng là chủ tịch tỉnh, hơn nữa hắn là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường. Về sau sẽ quan hệ với nhau không ít, dù là Tôn Tập Dân có mưu tính gì với hắn thì hắn vẫn phải đối mặt. Tôn Tập Dân cũng là theo thường lệ cổ vũ động viên vài câu, đều là giọng quan trường cả. Không có ý ám chỉ và khuynh hướng gì, Hạ Tưởng nghe xong thầm buồn bực trong lòng. Hắn còn cho rằng Lưu Trình đích thân gọi điện thoại cho hắn là bởi vì Chủ tịch tỉnh Tôn có thêm nhiều lời muốn nói với hắn, không ngờ là lại chẳng có gì. Lẽ nào Lưu Trình không gọi điện thoại thì hắn sẽ không đến gặp Chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng không đoán được ý tứ của Tôn Tập Dân, dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa. Về nhà nghỉ ngơi một chút, trong nhà lạnh lẽo vô cùng, khiến hắn không cảm thấy sinh khí. Cũng may chỉ ở có nửa ngày, buổi tối thì tụ tập với bạn bè trong giới kinh doanh Tôn Hiện Vĩ, Thẩm Lập Xuân, Phùng Húc Quang và bạn bè trong giới chính trị Giang Thiên, Trung Nghĩa Bình, Phó Hiểu Bân, Hoàng Kiến Quân, đều có mối quan hệ thân thiết với Hạ Tưởng. Họ tụ tập lại với nhau rất vui vẻ náo nhiệt. Thành phố Yến là đại bản doanh của Hạ Tưởng. Ở thành phố Yến thì hắn không phải lo ăn cơm khách. Ngày hôm sau, lại đến thành ủy gặp mặt với mấy vị lãnh đạo thành phố Yến và Hồ Tăng Chu Vu Phồn Nhiên, nói chuyện một hồi. Trong lúc nói chuyện thì nhận được cuộc điện thoại của Trần Phong. Trần Phong rất mừng vì bước tiến lớn của Hạ Tưởng, đồng thời cũng bộc lộ một cách hàm xúc khả năng ông ta sẽ bị điều động một chút. Điều động Trần Phong nữa thì có thể điều động đi đâu? Hay nói cách khác, chẳng lẽ là vào Bộ Chính trị? Danh sách ủy viên Bộ Chính trị đã định, tuy có tiền lệ chọn thêm nhưng hiện tại không có ghế trống. Còn nữa với kinh nghiệm của Trần Phong thì hẳn là không thể có việc vào Bộ Chính trị được nhanh như thế.
phỏng đoán lạc quan nhất là sẽ đảm nhiệm bí thư ở một tỉnh nào đó, sẽ không tiếp tục làm bí thư ở Sơn Thành nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bí thư Sơn Thành là ủy viên Bộ Chính trị. Khi gặp mặt với Hồ Tăng Chu thì không khí rất vui vẻ. Hạ Tưởng Hàm xúc hỏi về hướng đi sau này của Hồ Tăng Chu. Hồ Tăng Chu không nói kỹ, chỉ nói có khả năng sẽ vẫn ở trong tỉnh Yến. Hồ Tăng Chu thời gian đảm nhiệm chức vụ bí thư chưa lâu, hoặc là chuyển địa phương, hoặc là thăng cấp lên. Không thể cứ ở mãi vị trí bí thư thành ủy đó được. Trên quan trường chính là đi ngược dòng nước, không tiến thì tức là lùi. Đặc biệt là tuổi già không trừ một ai. Mỗi năm già thêm một tuổi, khi già rồi thì đã phải thoái vị về hưu. Ai cũng muốn trước cái thời điểm đó hoàn thành được nhiều chuyện trong sự nghiệp, cống hiến nhiệt huyết cho đảng. Nói cách khác là muốn ở cương vị càng cao hơn thêm 2 năm nữa. Hồ Tăng Chu rất nhiệt tình với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đặc biệt tặng cho ông ta một bức tranh chữ, là một bức tranh do Tiếu Giai có được từ một nhà thư pháp nổi danh trong nước. Hồ Tăng Chu vừa thấy thì quý như ngọc, cứ luôn miệng cảm ơn, nét vui mừng lộ rõ trên mặt. Tặng quà thì có 3 cảnh giới. Thứ nhất là giúp người khi gặp nạn, thứ hai là làm cho sự vật đẹp hơn, thứ ba thì hoàn toàn ngược lạ. Hạ Tưởng tặng quà cho Hồ Tăng Chu không thể so được với cảnh giới cao nhất là giúp người khi gặp nạn, nhưng ít nhất thì cũng đạt được mức độ tốt đẹp nào đó. Từ sự vui vẻ ra mặt không kiềm chế kia của Hồ Tăng Chu thì có thể thấy ông ta thực sự thích. Gặp Phu Phồn Nhiên thì đơn giản hơn rất nhiều. Phu Phồn Nhiên nói không nhiều lắm, chỉ nhấn mạnh 3 điều quan trọng với Hạ Tưởng. Thứ nhất là thành phố Yến cùng với thành phố Tần Đường đang cạnh tranh là thành phố kinh tế lớn nhất tỉnh Yến. Thứ hai, ưu thế của thành phố Yến nhiều hơn so với thành phố Tần Đường. Nhưng thành phố Tần Đường non trẻ, có sức sống, gánh nặng ít, có thể nhẹ nhàng dễ dàng đi lên. Thứ ba là thành phố Yến và thành phố Tần Đường có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau hợp tác kinh tế ở nhiều phương diện. Đối với những điều không vui xảy ra trước kia, Phu Phồn Nhiên không nhắc tới. Mọi người đều là người thông minh cả, biết rằng có lúc lập trường đối ngoại không nhất định phải là lập trường của mình. Con người ta ở chốn quan trường chỉ cần đại diện cho lợi ích của tập thể, những lúc không tự chủ được cũng là đa số. Tóm lại, gặp mặt Phu Phồn Nhiên coi như trò chuyện vui vẻ. Trên thực tế trong ấn tượng của Hạ Tưởng, Phu Phồn Nhiên cũng là một người cơ trí và bình tĩnh, xem xét thời thế, công tư rõ ràng và là một người rất biết cách làm người. Hoạt động ở thành phố Yến thực sự ra là vì để chuẩn bị cho sự nhậm chức sắp tới tại thành phố Tần Đường. Tần Đường có xa, thì cái gốc vẫn là ở trong tỉnh ủy thành phố Yến. Do đó, khôi phục mối quan hệ với các lãnh đạo thành ủy là bước đầu tiên để làm tốt chức vụ bí thư thành ủy thành phố Tần Đường. Người khác muốn hoạt động trước khi nhậm chức ở thành phố Yến thì đều không có điều kiện thuận tiện nào. Hạ Tưởng thì có, bởi vì nhà của Hạ Tưởng là ở thành phố Yến. Đã xác định xong ngày nhậm chức sẽ là 3 ngày sau. Hạ Tưởng mất hơn 2 tiếng đồng hồ thì đã đảo một vòng các mối quan hệ thành ủy và tỉnh ủy, đã uống trà với Vương Bằng Phi, nói chuyện với Cao Tấn Chu và ăn cơm với Lý Ngôn Hoằng. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng hiểu rõ ràng rằng, mấy quan hệ thân thiết nhất của hắn ở tỉnh Yến, thời gian ở tỉnh Yến đều không ngắn. Vương Bằng Phi còn đỡ, Cao Tấn Chu và Lý Ngôn Hoằng chỉ sợ cũng sẽ có sự điều động. Nói một cách tổng thể, lại thêm chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân muốn đứng vững, cố ý chống lại Phạm Duệ Hằng, thế cục năm nay của tỉnh Yến, trong khoảng từ nửa năm đến 1 năm thì chỉ sợ sẽ có một sự rung động không nhỏ. Đến lúc đó thì cũng là lúc là Mai Thái Bình rời đi. Ảnh hưởng đối với việc hắn đến thành phố Tần Đường nhậm chức là tốt là xấu bây giờ còn chưa dễ kết luận. Nháy mắt đã đến ngày nhậm chức, tỉnh ủy quyết định, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Tiêu đích thân cùng đi với Hạ Tưởng đến thành phố Tần Đường nhậm chức. Thành phố Tần Đường là thành phố lớn, bình thường do phó trưởng ban thường trực đi cùng, nhưng lại do Mã Tiêu tự mình ra mặt thì thứ nhất đây là sự coi trọng của tỉnh ủy đối với thành phố Tần Đường, thứ hai cũng là sự coi trọng của bản thân Mã Tiêu đối với Hạ Tưởng. Thành phố Tần Đường cách thành phố Yên hơi xa, khoảng 7-8 tiếng đồng hồ ngồi ô tô. Mã Tiêu, Hạ Tưởng sáng sớm đã xuất phát từ tỉnh ủy, thẳng hướng Bắc Kinh mà đi. Hạ Tưởng và Mã Tiêu ngồi cùng một xe, hai người như bằng hữu bao nhiêu năm, ngồi trong xe không ngớt nói chuyện. Ngoài những chuyện khí hậu tốt, mùa màng bội thu ra còn ngẫu nhiên nói đến đông y phó thị của Phó Tiên Tiên. Đối với Phó Tiên Phong và Phó Tiên Tiên, Mã Tiêu rất kiêng kỵ, rất ít khi nhắc đến. Cho dù có nhắc đến thì cũng là qua loa chứ không nhiều lời.
Hạ Tưởng chỉ biết Mã Tiêu trên con đường trưởng thành thì có bóng dáng của nhà họ Phó. Nói là anh ta là con rối của nhà họ Phó thì hơi khó nghe, nhưng nói là anh ta chuyện gì cũng nghe theo chỉ thị của Phó Tiên Phong thì quả thật là sự thật. Sau khi nói mấy câu, giữa Hạ Tưởng và Mã Tiêu thực sự là không có tiếng nói chung, cũng không có nhiều lời để nói mà nhìn ra cửa sổ. Lúc này là tháng 7, trăng tháng 7, một mảnh trời thu. Thu đã vào rất sâu, mùa du lịch của Thiên Trạch cũng kết thúc, nhưng rất nhanh chóng sẽ có sự tăng vọt du lịch trượt tuyết trên thảo nguyên. Nghiêm Tiểu thì rất thích triển vọng du lịch thảo nguyên trước mắt. Quyết định tiếp tục đầu tư lớn hơn ở Thiên Trạch, nhưng đồng thời cũng biểu thị cô nhất định sẽ tìm thấy cơ hội kinh doanh ở thành phố Tần Đường. Khi cô nói chuyện thì ánh mắt luôn ánh lên nụ cười, môi mím chặt. Hạ Tưởng liền hiểu ngay, cơ hội kinh doanh mà cô nói tới đa phần là chỉ một cơ hội nào đó. Còn có Tống Nhất Phàm cũng khiến Hạ Tưởng nhớ đến. Tống Chiêu Độ đi tỉnh Đông Tam, Tống Nhất Phàm còn ở lại Bắc Kinh tiếp tục học. Tuy nói là mẹ của Tống Nhất Phàm cũng ở Bắc Kinh nhưng Tống Chiêu Độ vẫn phó thác cho Hạ Tưởng, bảo hắn quan tâm nhiều hơn đến Tống Nhất Phàm một chút. Tống Nhất Phàm từ nhỏ đều tín nhiệm Hạ Tưởng nhất, hơn nữa cô cũng coi Hạ Tưởng là người thân đáng tin cậy nhất của cô. Chăm sóc Tống Nhất Phàm tự nhiên là trách nhiệm không thể chối từ của Hạ Tưởng. Cũng may thành phố Tần Đường cách Bắc Kinh không xa, chỉ xa hơn thành phố Thiên Trạch một chút. Tần Đường là thành phố ven biển, tuy rằng mùa đông không lạnh khủng khiếp như thành phố Thiên Trạch nhưng mùa đông thì nhiệt độ không khí của thành phố Tần Đường cũng xếp thứ ba toàn tỉnh. Hơn nữa lại là ven biển nên rét lạnh mà ẩm ướt. Vừa qua Bắc Kinh, hướng về hướng đông bắc không xa liền cảm thấy nhiệt độ không khí giảm xuống không ít. Xe sau khi lại đi được 2 tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng nhìn thấy một tòa thành hoàn toàn mới đứng sừng sững ở trước mắt. Thành phố bao nhiêu năm lịch sử đem lại cho người ta một cảm giác quả nhiên khác biệt, đường phố thẳng tắp, những tòa nhà lớn mới tinh, thật là một thành thị hoàn toàn mới. Thành phố Tần Đường. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Tần Đường Lưu Kiệt Huy, thị trưởng Trương Quốc Vĩ, cùng với các vị lãnh đạo đảng và chính quyền khác đứng ở bên đường cao tốc nghênh đón. Đáng lẽ Trương Quốc Vĩ một hàng nên đứng ở chỗ giao giới giữa Bắc Kinh và thành phố Tần Đường nghênh đón Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng là bí thư thành ủy, là nhân vật số 1. Hơn nữa lại đi cùng với ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Trương Quốc Vĩ đã gọi điện thoại xin chỉ thị, Mã Tiêu nói không cần kinh động mọi người, cũng chính là khách khí một câu, trên thực tế Mã Tiêu vốn có ý làm cho long trọng một chút. Không ngờ Trương Quốc Vĩ không biết là thực sự không nghe hiểu hay là đồ ngốc. Dù sao thì cũng tưởng là thật rồi, thế nên chỉ có một hàng đứng ở chỗ đường cao tốc nghênh đón mà thôi. Mã Tiêu còn có chút thấy không hay lắm, vừa mới xuống xe thì sắc mặt cũng không tốt lắm. Hạ Tưởng thì không sao, hắn đi theo phía sau Mã Tiêu lần lượt đến bắt tay các lãnh đạo chủ yếu của 4 bộ máy lớn. Hạ Tưởng trước kia đã từng gặp Trương Quốc Vĩ, là ở một lần hội nghị thị trưởng toàn tỉnh. Tuy nhiên chỉ là qua quýt thôi, lúc đó chỉ nắm tay, chứ chẳng nói chuyện câu nào. Trương Quốc Vĩ rất to cao, thực sự là rất không tầm thường. Nếu thực sự phải so sánh thì hình tượng của ông ta tuyệt đối có thể diễn nhân vật chính diện trong các loại kịch. Ông ta có vóc dáng cao hơn Hạ Tưởng nửa cái đầu, thành thục, điềm đạm, chắc chắn, phong độ, cùng Hạ Tưởng đứng chung một chỗ, dáng người bậc trung lại không mập của Hạ Tưởng, liền có vẻ rất không có ưu thế hình thể, mơ hồ có xu thế bị Trương Quốc Vĩ áp chế. Cũng quả thật, đứng đối diện với Trương Quốc Vĩ Hạ Tưởng cũng cảm giác được có một áp lực. Cái thân thể to cao đem đến một áp lực, cả con người Trương Quốc Vĩ tản mát một kiểu tài trí hơn người khiến cho người ta như bị đè nén. Trương Quốc Vĩ vẻ mặt ôn hòa tươi cười, giọng điệu rất thân thiện, nụ cười rất hiền lành. Lúc nói chuyện thì có một dự vị như người từ trên cao nhìn xuống, có lẽ ông ta bản thân cũng không phát hiện ra. Nhưng Hạ Tưởng lại rõ ràng cảm giác được cái dư vị trong lòng mà không nói ra được. Trương Quốc Vĩ có lẽ là tự nhận về tuổi tác thì trên Hạ Tưởng nhiều. Có lẽ có cái ưu thế về chiều cao, hoặc có lẽ tự nhận mình có cái mà người khác không có. Dù sao thì ông ta cũng khách khí với vai trò là chủ. Hoan nghênh Bí Thư Hạ đến thành phố Tần Đường công tác. Tôi đại diện cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường nhiệt liệt hoan nghênh Bí Thư Hạ đã đến đây. Hạ Tưởng vẻ mặt thản nhiên, rất bình tĩnh nói. Sau này trong quá trình công tác còn cần sự phối hợp rất nhiều của thị trưởng Trương. Tôi còn chưa quen thuộc, chưa hiểu rõ lắm tới các hạng mục công việc ở Tần Đường. Thị trưởng Trương như là con mắt của tôi, giúp tôi nhìn rõ con đường dưới chân. Trương Quốc Vĩ ha hả cười. Bí thư Hạ mắt sáng như đuốc, tôi nhiều nhất chỉ là một cây đèn pin thôi.
bí thư Hạ nói chiếu vào đâu thì chiếu vào đó thôi. Hạ Tưởng chỉ cười một tiếng, không nói nữa, lại bắt tay với Lưu Kiệt Huy. Dựa theo danh sách xếp hạng đối ngoại, Lưu Kiệt Huy là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, chắc chắn là xếp phía trước Trương Quốc Vĩ, nhưng Trương Quốc Vĩ dường như là cố ý đứng phía trước Lưu Kiệt Huy. Không phải ông ta không hiểu cách xếp hàng mà là ông ta quá để ý việc xếp hàng trước sau. Sợ rằng ở bất cứ chi tiết nào thì cũng sẽ bị người ta xem nhẹ. Hạ Tưởng nhìn rõ chi tiết này và nghĩ thầm đừng có nhìn vẻ bề ngoài cao to của Trương Quốc Vĩ, thực sự bên trong thì lại rất nhỏ nhen. Diện mạo của Lưu Kiệt Huy so sánh với Trương Quốc Vĩ quả thật chênh lệch không ít. Ông ta lại vừa gầy vừa đen, khi đứng với Trương Quốc Vĩ thì như người của hai thế giới. Có điều Lưu Kiệt Huy trong hai mắt chớp động đó để lộ ra vẻ khôn khéo, so sánh với cái hình tượng của Trương Quốc Vĩ thì cũng là một trời một vực. Hạ Tưởng giơ tay về phía Lưu Kiệt Huy. Chủ nhiệm Lưu, công tác về sau của tôi, rất mong anh giúp đỡ. Nói không chừng tôi còn cần anh đưa ra chủ ý, chỉ đạo một chút. Đâu có, đâu có. Lưu Kiệt Huy đã luống tuổi. Điều hiếm có là cơ thể không béo lên khiến cho ông ta không trở thành một quan viên ngồi không mà hưởng. Nụ cười của ông ta rất hiền hòa. Bên trong cái hiền hòa đó cũng có một kiểu như là cậy già lên mặt. Bí thư Hạ tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tôi già rồi, về sau là dưới sự chỉ huy của Bí thư Hạ, cố gắng phát huy thêm vài năm nữa thôi. Hạ Tưởng ha hả cười lại đi bắt tay người khác. Trương Quốc Vĩ và Lưu Kiệt Huy đều có đặc sắc, về bề ngoài thì có chút lỗ mãng, láo cá nhưng trên thực tế cũng đều là những trưởng bối không dễ chung sống. Nghi thức nghênh đón không có gì hay để nói cả. Về cơ bản thì đều là theo lối mòn, chẳng qua là bị Hạ Tưởng là nhân vật số một nên người đến càng đông đủ. Về quy mô thì long trọng hơn một chút. Sau đó chính là đại hội bổ nhiệm, tự ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Tiêu Truyền đạt bổ nhiệm tỉnh ủy. Thông qua sự phê chuẩn của tỉnh ủy, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tuyên bố, đồng chí Hạ Tưởng đảm nhiệm ủy viên thường vụ, bí thư thành phố Tần Đường. Sau đó là sự khẳng định của Mã Tiêu đối với Hạ Tưởng. Sau đó là Trương Quốc Vĩ đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường phát biểu, thể hiện quyết định kiên quyết ủng hộ, hoan nghênh bí thư Hạ đã đến v.v. Hội nghị do Trương Quốc Vĩ chủ trì. Hội nghị cũng là theo trình tự dập theo một khuôn khổ, nhưng lại phải chấp hành y nguyên. Quy cũ thì không thể phá bỏ được, sự xếp hạng và uy nghiêm trên chốn quan trường chính là thể hiện ra ở sự quy củ. Chương 1089, hai trận xung đột, hai vấn đề nan giải. Vốn tưởng rằng đại hội bổ nhiệm sẽ đi hết quá trình mà không có chút vấn đề gì. Không ngờ đến lúc gần kết thúc thì xuất hiện một khúc đệm ý vị sâu xa, Phó Bí thư Thành ủy Phạm Tiến vốn ngồi ở trên đài. Theo như chương trình hội nghị, nên có phần ông ta phát ngôn. Nhưng đến lượt ông ta phát ngôn thì micro bị hỏng. Đại sảnh hội nghị thành ủy rất lớn, ngồi chật ghế các cán bộ từ cấp trung trở lên. Không có loa thì không thể nghe được người ở trên đang nói gì. Phạm Tiến thấy khó xử, nhưng ông ta rất nhanh chóng bình tĩnh lại, khoát khoát tay, ý là sẽ không nói nữa. Phạm Tiến vẫy tay với Hạ Tưởng thấy thế, bèn lấy micro của mình đưa sang, Phạm Tiến gật đầu tỏ ý cảm ơn Hạ Tưởng. Nhưng ông ta vẫn cứ lắc đầu kiên quyết không phát biểu ý kiến, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà lại hướng về phía Trương Quốc Vĩ. Các phương tiện của đại hội trước khi mở cuộc họp thì nên kiểm tra cẩn thận một lần. Công tác này là do trưởng ban thư ký thành ủy Lương Thu Duệ và trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân Tạ Truyền Thắng phụ trách. Thế mà lại xảy ra vấn đề mic bị hỏng. Hơn nữa lại là hỏng khi đến tay Phó Bí thư Phạm Tiến thì hơi có chút vấn đề rồi. Hạ Tưởng liền ít nhiều nhìn ra một điều gì đó. Sau hội nghị, Mã Tiêu cũng không ở lại mà về luôn. Anh ta quay về Bắc Kinh có việc phải làm. Hết thảy đã được xác định, Hạ Tưởng cũng bắt đầu chính thức công tác tại thành phố Tần Đường. Từ trước khi Hạ Tưởng nhậm chức, Từ Tử Kỳ đã đến thành phố Tần Đường trước, bố trí trước các vấn đề phòng làm việc, phòng ở v.v. cho Bí thư Hạ, tiếp xúc nhiều phía với thành phố Tần Đường. Phụ trách tiếp đãi Từ Tử Kỳ chính là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ nhanh nhẹn, vốn là một giảng viên đại học nhưng sau đó được Bí thư Thành ủy phát hiện, nên được làm thư ký, từ đó liền bước lên con đường làm quan. Đến bây giờ đã lên được vị trí trưởng ban thư ký thành ủy cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Lương Thu Duệ đeo loại kính cận nặng, hào hoa phong nhã, vẫn là hình tượng tri thức như cũ. Bởi vì Từ Tử Kỳ rất hiểu sở thích và tính cách của Hạ Tưởng,
thế nên văn phòng bí thư thành ủy được bố trí đơn giản thanh lịch, rất hợp với ý của Hạ Tường. Nơi ở của Hạ Tường được sắp xếp ở tòa nhà ủy viên thường vụ thành ủy, Từ Tử Kỳ thì ở tại nhà khách của thành ủy. Có Từ Tử Kỳ đã sắp đặt tốt đẹp trước như thế, Hạ Tường vừa đến Tần Đường, liền lập tức thích nghi với hoàn cảnh. Quả nhiên là có đem theo thư ký riêng so với việc tìm thư ký khác thì có cảm giác khác nhau. Chả trách không ít lãnh đạo đến đâu cũng phải mang theo thư ký cũ của mình. Thứ nhất là luôn hiểu rõ mình, thứ hai là không cần phải tốn thời gian. Hạ Tường vốn tưởng rằng sau khi hắn đi vào thành phố Tần Đường thì ít nhất cũng phải có một tuần làm quen. Nhưng không ngờ vừa mới tới nhậm chức thì hai ngày sau đã có phiền toái gõ cửa rồi. Hơn nữa lại không phải là một vụ mà là hai vụ. Thứ nhất là vấn đề thay đổi nhân sự. Chuyện này có liên quan đến sự bổ nhiệm Phó Cục trưởng Bộ Công Thương. Trước khi ngả Thành Văn đi, vẫn chưa thông qua thảo luận. Hiện tại thì lại trở thành vấn đề tồn đọng đến lượt hắn phải giải quyết. Phó Bí Thư Phạm Tiến cùng tên với một nhân vật thời cổ đại Phạm Tiến, nhưng ông ta may mắn hơn Phạm Tiến thời đó, đã làm đến vị trí Phó Giám đốc cấp sở. Dựa vào sự so sánh thời xưa, Hạ Tưởng là chi phủ, ông ta chính là đồng chi. Phạm Tiến có một biệt hiệu là Phạm chấm câu, cũng không phải là chỉ lúc ông ta mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, giữa hai mắt hình thành một dấu giống như dấu chấm câu. Mà là nói bóng gió khi ông ta nói chuyện thì cuối cùng luôn trịnh trọng cho thêm hai chữ. Chấm câu. Biệt hiệu của Phạm chấm câu là nghĩa xấu chứ không phải nghĩa đẹp. Hạ Tưởng cũng có nghe nói, là ai đó cố ý bôi nhọ Phạm Tiến nhưng không biết là ai. Từ Tử Kỳ đã đến Tần Đường trước nhưng không chỉ là về sắp xếp vấn đề nơi ăn trốn ở. Anh ta đã thông minh hơn trước rất nhiều, đã âm thầm tìm hiểu tính cách và sở thích của rất nhiều lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền thành phố Tần Đường. Tuy không nghe ngóng được sự thực chân tướng, nhưng những thứ ở bề ngoài vẫn biết được 7-8 phần. Hạ Tưởng vừa đến thì trong lòng đã rõ rồi, tuy nói rằng không phải rất rõ ràng thì ít nhất cũng không phải là mắt nhắm mắt mở không biết gì. Phạm Tiến đã sắp đến tuổi, không gian để thăng lên không còn lớn nữa. Ông ta là phó bí thư chuyên trách nhân sự và đảng quần chúng. Ông ta nêu ra vấn đề nhân sự mới phù hợp với quy phạm. Bí thư Hạ, lúc đó bí thư Ngả khi đảm nhận chức vụ, sự thảo luận của phó cục trưởng không đạt được nhận thức chung, liền bỏ lại đến bây giờ. Ngày hôm qua thị trưởng Trương lại hỏi vấn đề này. Tôi nói là nên đợi bí thư Hạ quen với tình hình đã rồi sẽ báo cáo sau. Nhưng thị trưởng Trương thì lại rất thúc giục. Khi Phạm Tiến nói, trên mặt luôn là nụ cười nhàn nhạt như nước trắng, cảm giác như ông ta đang cười nhưng trên thực tế lại chẳng có ý muốn cười. Kỳ thật với suy nghĩ của Hạ Tưởng, thời kỳ hắn đến Tần Đường thì phải nắm được quyền lớn nhân sự. Còn về những sự vụ chính phủ và kiến thiết kinh tế thì cố đừng nhúng tay vào nhiều. Cái đó gọi là bắt cái lớn bỏ cái nhỏ, nắm lấy những cái chính của vấn đề. Chỉ cần nắm trong tay quyền lớn nhân sự rồi thì sẽ không lo không có sức ảnh hưởng đối với các sự vụ kinh tế. Thứ cần chính là sức ảnh hưởng và sự kiềm chế vô hình, chứ không phải là chỉ tay năm ngón. Hạ Tưởng nghe xong, chỉ có điều vẻ mặt mỉm cười nhìn Phạm Tiến nói một câu. Thị trưởng Trương rất quan tâm đến công tác nhân sự mà. Phạm Tiến lập tức hùa theo liền nói. Đúng, thị trưởng Trương thường xuyên nói một câu cửa miệng. Chính là vấn đề nhân sự là vấn đề đặc biệt quan trọng, bắt được người, rồi thì sẽ làm tốt chuyện. Hạ Tưởng vẫn là vẻ mặt cười yếu ớt, một hồi sau mới nói. Lão Phạm, còn có một chuyện nữa là. Phạm Tiến không hiểu rõ dụng ý bí thư Hạ là bỏ qua không đề cập tới hay là muốn giải quyết cùng lúc hai chuyện. Nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Hạ Tưởng, trong lòng ông có chút hoang mang không hiểu nổi lại cố tỏ ra trấn tĩnh nói. Tối hôm qua thị trưởng Trương và trưởng ban thư ký Tạ đi ra ngoài ăn cơm. Trên đường khi đi qua nhà hàng Đắc Thắng thì thấy bên ngoài nhà hàng có mấy chiếc xe của chính phủ, thì thị trưởng Trương liền nổi giận luôn xông vào trong, lật đổ bàn ghế. Hạ Tưởng ngây ngẩn cả người, thật là một Trương quốc vĩ khó nắm bắt được. Vừa lên đảm nhiệm liền có hai trận xung đột, hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Phạm Tiến tuy nói chuyện rất hàm xúc nhưng dường như cũng rất khách quan. Nhưng Hạ Tưởng ngay lập tức nghe ra Phạm Tiến rõ ràng có ý nhằm vào Trương Quốc Vĩ. Hạ Tưởng là người nào cơ chứ? Làm sao mà lại không hiểu được sự bất mãn của Phạm Tiến với Trương Quốc Vĩ cơ chứ? Phó Bí Thư Chủ quản nhân sự, thị trưởng Trương thường xuyên nói đến vấn đề nhân sự cũng chưa chắc là chuyện bình thường. Theo Phạm Tiến thấy thì, thị trưởng Trương đã vượt giới hạn quá nhiều rồi. Đối với sự phát ngôn về nhân sự thì ông ta lại lên tiếng chói tai.
rồi lại liên tưởng đến màn bị hỏng mic trên nghi thức nhậm chức, rất nhiều vấn đề đã lộ ra một góc núi băng. Còn không chỉ như vậy, Ngả Thành Văn khi đảm nhận chức vụ đã đè nén sự bổ nhiệm Phó Bộ trưởng Bộ Công Thương, là bất mãn với ai? Trương Quốc Vĩ, bây giờ Trương Quốc Vĩ lại thúc giục việc này. Hiển nhiên, là Trương Quốc Vĩ muốn thúc đẩy việc thực hiện bổ nhiệm. Không hề nghi ngờ, danh sách đề cử Phó Cục trưởng là do ông ta đề ra. Thành phố Tần Đường không thể nước lặng yên ả như thành phố Thiên Trạch. Rất nhiều vấn đề khi hắn mới nhậm chức đã lộ ra. Mà Trương Quốc Vĩ vừa có thế mạnh lại vừa tạo thế, thích thể hiện khiến người ta khó mà suy đoán được. Chuyện Trương Quốc Vĩ quậy phá nhà hàng, Hạ Tưởng mới nghe không biết nên khóc hay nên cười. Nghi kỹ một chút không khỏi thầm nhíu mày. Phạm Tiến tiếp tục nói. Thị trưởng Trương rất căm tức, nói là đã ghi nhớ hết những biển số xe công dùng tiền công đi ăn uống hưởng thụ rồi. Phải họp hội nghị chuyên đề về vấn đề dùng xe công cho việc cá nhân, dùng tiền công để ăn uống. Và lần này phải tiến hành phê bình, quy trách nhiệm và xử phạt. Hiện tại phóng viên Nhật báo Tần Đường đang phỏng vấn thị trưởng Trương. Ngày mai sẽ lên trang đầu Nhật báo. Dùng xe công cho việc tư và dùng tiền công để ăn uống quả là tật xấu ngoan cố. Không phải chỉ vài lần làm giấy phép, kéo vài cái bàn, trừng phạt mấy người ở đó là có thể giải quyết được căn nguyên của vấn đề. Căn nguyên của vấn đề còn nằm ở chế độ trói buộc. Không có sự gò bó của chế độ trói buộc thì tất cả những tác phong không đúng đắn đều không ngăn chặn được. Nhưng cái thông minh của Trương Quốc Vĩ là ở chỗ dường như lỗ mãng kéo mấy cái bàn nhưng trên thực tế lại có được cái tiếng tốt trong việc làm sạch hóa bộ máy chính trị. Bây giờ lại nhận lời phỏng vấn của phóng viên để tạo thế. Khi Hạ Tưởng mới nhậm chức thì cũng phải thừa nhận đây là một nước cờ hay. Điều mà thị trường Trương muốn chính là đè lên đầu bí thư Hạ, điều ông ta muốn chính. Là khi Hạ Tưởng mới đến nhậm chức còn chưa ổn định thì tạo uy danh của mình, lập nên hình tượng công chính liêm khiết, ghét cái ác như kẻ thù. Thị trưởng chính trực nổi danh sẽ đặt quyền uy của bí thư ở đâu đây? Chương 1090, vấn đề khó chính diện, đột nhiên ập tới. Ném đi không phải là cái bàn mà là mặt mũi của Hạ Tưởng, đây là một đòn phủ đầu. Hạ Tưởng còn phải ủng hộ Trương Quốc Vĩ, không ủng hộ ông. Chính là không ủng hộ trừng trị làn gió chính trị bất chính. Trương Quốc Vĩ quả nhiên không phải là hạng người dễ chung sống. Mới thế đã muốn khiến cho Hạ Tưởng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Xe công dùng vào việc tư và dùng tiền công để ăn uống đều là hiện tượng mà dân chúng căm thù đến tận xương tủy. Nhưng nếu như muốn trị tận gốc thì nói thật không hề dễ. Người trong nước thích được mời ăn, hầu như chuyện gì cũng muốn ngồi trên bàn ăn nói chuyện. Dường như không ăn cơm không uống rượu thì không phải là bạn vậy. Lại với cái tính thích được lợi trời sinh, cứ nói đến tiền công tiền chung thì không tiêu thật phí. Như thế đã tạo thành sự tiêu xài lãng phí. Nhưng vấn đề là hiện tại vừa mới đến Tần Đường, còn chưa quen biết lắm, còn chưa thăm dò được các mối quan hệ lợi hại, Trương Quốc Vĩ liền đã bày ra trận rồi thì chính là muốn hắn phải bày tỏ thái độ, khiến hắn nhất định phải làm ra thái độ. Hắn là nhân vật số một. Không thể hiện thái độ không được. Trương Quốc Vĩ không dễ chung sống, Hạ Tưởng cũng không phải là người để mặc cho người ta làm gì thì làm. Hắn ngả người ra phía sau nhẹ nhàng nói. Tôi vừa mới đến Tần Đường, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu biết hết. Anh và Quốc Vĩ cứ thương lượng với nhau là được rồi. Muốn quen với công việc thì phải cần cả một quá trình. Phạm Tiến thấy Hạ Tưởng có ý đưa đẩy thì đành nói. Vậy cũng được. Tôi và thị trưởng Trương đã bước đầu đưa ra một phương án. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ là bí thư Hạ quyết định, việc ứng cử phó cục trưởng Cục Công Thương đã để quá lâu rồi. Bây giờ chỉ có hai người, một là Lưu Đại Ngưu và một là Trương Nhị Mã. Đồng chí Lưu Đại Ngưu là chủ nhiệm văn phòng Cục Công Thương thành phố, công tác công thương anh ta rất quen thuộc. Đồng chí Trương Nhị Mã là cục trưởng phân cục công thương khu Bắc Lộ, nghiệp vụ rất thành thạo, kiến thức chuyên ngành rất phong phú. Hạ Tưởng nghe ra tuy Phạm Tiến đánh mai phục, cố ý nêu Trương Nhị Mã sau nhưng sự đánh giá của ông ta đối với Trương Nhị Mã cao hơn một chút. Chẳng cần phải nói, ở sự phân kỳ phó cục trưởng, chủ yếu vẫn là sự đọ sức giữa Lưu Đại Ngưu mà Trương Quốc Vĩ đề cử và Trương Nhị Mã do Phạm Tiến đề cử. Cũng được thôi, cái tên của hai ứng cử viên phó cục trưởng cũng rất hay. Một trâu một ngựa, nếu như người thực giống như tên, làm trâu làm ngựa cho nhân dân. Hạ Tưởng vừa vung tay thì đều có thể sắp xếp một vị trí tốt cũng không thành vấn đề. Chỉ sợ lại khiến nhân dân làm trâu làm ngựa, sau đó bị họ cưỡi lên đầu lên cổ tác oai tác quái mà thôi. Hạ Tưởng liền nói,
đưa cho tôi sơ yêu lý lịch của hai người đó. Tôi sẽ dành thời gian xem xét. Lời nói của bí thư cũng đã nói đến đây, Phạm Tiến có nói thêm nữa thì là không hiểu chuyện rồi. Thế nên đành đứng dậy cáo từ, bước ra văn phòng của Hạ Tưởng, một dáng vẻ không hiểu gì hết, không chắc chắn chợt lướt qua khuôn mặt của anh ta. Phạm Tiến đi rồi, Hạ Tưởng một mình ở trong văn phòng đi lại vài vòng duỗi người thư giãn, tưới hoa. Cũng không biết Từ Tử Kỳ từ đâu đem đến một cây thu hải đường, dáng cũng đẹp đặt vào phòng làm việc khiến cho người ta nhìn rất vui mắt. Từ Tử Kỳ đến đây sớm vài ngày, tuy không hiểu rõ lắm về các mối quan hệ của các lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền thành phố Tần Đường nhưng cũng ít nhiều nghe được một số tin đồn. Ví dụ như biệt hiệu của Phạm Tiến là Phạm Chấm Câu, trưởng ban tổ chức cán bộ Nhiệm Hải Phong thì có biệt hiệu là Nhiệm Chấm Chấm. Lai lịch của Nhiệm Chấm Chấm cũng rất thú vị, bởi vì ban tổ chức cán bộ không như các bộ khác, cái coi trọng chính là thần bí và quyền uy, bởi vậy Nhiệm Hải Phong lâu dần liền hình thành thói quen nói một nửa. Câu nói cửa miệng của ông ta đã có người tổng kết lại, ví dụ như thường xuyên dùng, vấn đề này bộ đang tiến hành nghiên cứu, chỉ có thể nói được như vậy thôi, không nói rõ được, đúng đúng, tốt tốt. Dù sao thì đằng sau cũng luôn có những câu tỉnh lược không đếm xuể, dấu tỉnh lược chính là chấm chấm chấm, thế nên biệt hiệu của Nhiệm Hải Phong được người ta hình tượng là Nhiệm chấm chấm. Sau khi đọc qua một lượt mười mấy vị ủy viên thường vụ, chỉ có thể nói là qua loa sơ sài mà thôi. Ai với ai có mối quan hệ nội tại với nhau, ai có lập trường và khuynh hướng thế nào, Hạ Tưởng không thể nói là hoàn toàn không biết nhưng biết rất ít. Trước mắt ít nhất đã biết hai người, Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến. Trương Quốc Vĩ và Phạm Tiến bất hòa, chắc là căn nguyên nằm ở sự mạnh mẽ cứng rắn của Trương Quốc Vĩ. Phó Bí Thư Kỳ thật quyền lực không nhỏ, quyền hạn lớn nhất là thể hiện ở quyền lớn về nhân sự. Trương Quốc Vĩ thân là thị trưởng cũng muốn giơ tay vượt giới. Tự nhiên liền sẽ dẫn đến tâm trạng mâu thuẫn của Phạm Tiến. Trong phạm vi quyền hạn của chính mình thì chẳng ai muốn người khác thò tay vào. Trừ Hạ Tưởng. Hạ Tưởng giơ tay thì không vô nghĩa. Hắn là nhân vật số một. Muốn hướng tay về phía ai thì hướng tay. Nhân vật số một chính là một quầng sáng, có cái quyền luôn có thể tùy ý nhúng tay vào các sự vụ quyền lực. Đảng lãnh đạo hết thảy cũng không phải là nói suông mạnh miệng. Lại nghĩ tới Chu Minh Hoành, Hạ Tưởng không khỏi âm thầm buồn cười. Trong quan trường không ít người thường phạm sai lầm chính là ở chỗ sự việc chưa xác định mà liền đã thẳng lưng, kết quả là cuối cùng thất bại. Muốn ưỡn thẳng lưng thì lưng đau, không tiếp tục ưỡn thì mất mặt, làm thế nào đây, đành chỉ có được một kết cục làm khổ cơ lưng sẽ. Chu Minh Hoành đã từng gặp hắn ở hội nghị bổ nhiệm và bữa tiệc. Khi gặp mặt Chu Minh Hoành cố gắng trấn tĩnh, trên mặt có nụ cười như sắp khóc vậy, chỉ chào một câu rồi không nói gì tiếp nữa. Hoàn toàn có thể lý giải tâm trạng của Chu Minh Hoành. Có hai thứ không ngờ tới được. Thứ nhất là không ngờ tới trong chớp mắt thị trưởng Hạ thành bí thư Hạ, hơn nữa còn là bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, là lãnh đạo trực tiếp của ông ta. Thứ hai là không ngờ tới cái mũ thị trưởng thành phố Thiên Trạch chưa kịp tới tay mình đã bay đi, còn ông ta thì vẫn chưa động tĩnh gì, vẫn phải ở thành phố Tần Đường làm con tốt dưới tay Hạ Tưởng. Điều này thật khiến người ta khó chịu. Nếu y có thể đảm nhiệm được chức thị trưởng ở Thiên Trạch, dù là Hạ Tưởng đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Tần Đường thì ông ta còn có thể không dính đến Hạ Tưởng. Nhưng bây giờ thì lại ngược lại, có lẽ lúc nào cũng phải chuẩn bị để Hạ Tưởng lên mặt. Chu Minh Hoành vừa thẹn vừa giận, chỉ có điều chỉ đành miễn cưỡng cười vui. Cũng may anh ta hiểu rõ Hạ Tưởng đến Tần Đường, chẳng những chặn con đường của anh ta mà còn chặn cả con đường của thị trưởng Trương. Thị trưởng Trương cả hai cơ hội đều bỏ lỡ. Ngọn lửa trong lòng chắc chắn còn lớn hơn anh ta. Nghĩ đến thị trưởng Trương ở Tần Đường mười mấy năm, dường như tất cả các khu huyện và đại cục ở phía dưới không đâu là không có thân tín của ông ta. Hạ Tưởng muốn mở ra cục diện ở thành phố Tần Đường, một chữ, khó. Hai chữ, rất khó. Bốn chữ, khó như lên trời. Thị trưởng Trương áp chế Phương Tiến Giang, kiềm chế Ngả Thành Văn, Hạ Tưởng lẽ nào lại giảo hoạt hơn cả hai vị bí thư tiền nhiệm. Huống hồ chỗ dựa lớn nhất của Hạ Tưởng ở trong tỉnh là Tống Triệu Độ thì đã không ở tỉnh Yến nữa rồi. Hắn muốn mở ra cục diện ở thành phố Tần Đường sao, muốn đè nén thị trưởng Trương. Không có chuyện đó đâu. Chu Minh Hoành vốn có mối quan hệ không tồi với Trương Quốc Vĩ. Vì Hạ Tưởng đến nên mối quan hệ lại càng sâu sắc. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý trả thù, anh ta quyết định sẽ là cánh tay đắc lực của thị trưởng Trương. Triệt để đánh bại suy nghĩ muốn xưng vương xưng bá của Hạ Tưởng ở thành phố Tần Đường. Tâm trạng của Chu Minh Hoành,
hạ tưởng chắc chắn sẽ không đoán được. Nhưng ít nhiều có thể đoán được chút ít, hắn chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của Chu Minh Hoành. Hiện tại khiến hắn khó nuốt nhất chính là lập trường của trưởng ban thư ký thành ủy Lương Thu Duệ. Làm bí thư, nếu bên người không có một trưởng ban thư ký đáng tin cậy thì không thể nói là bi ai. Ít nhất thì về công việc rất gò bó chân tay, Trần Khiết Văn chính là vết xe đổ. Ý đồ của bí thư có thể nhất quán thực hiện được hay không, suy nghĩ của bí thư có thể được thực hiện một cách cụ thể hay không, thì ở một mức độ rất lớn là ở chỗ công việc của trưởng ban thư ký thành ủy làm có tốt hay không. Nếu bí thư thành ủy có một trưởng ban thư ký vừa có thể hiểu rõ suy nghĩ của hắn, vừa có thể lĩnh hội được đầy đủ ý đồ của hắn thì triển khai bất cứ công việc gì cũng thuận lợi vô cùng. Từ lời nói của Phạm Tiến, hạ tưởng nghe ra điều gì? Trương Quốc Vĩ bên cạnh có một người rất được ông ta tin cậy. Đó chính là trưởng ban thư ký Tạ Truyền Thắng. Bởi vì khi Phạm Tiến báo cáo thì ít nhất đã 3 lần nhắc đến Tạ Truyền Thắng. Phạm Tiến cũng không phải là vì Tạ Truyền Thắng mới nổi danh. Ông ta làm sâu sắc thêm ấn tượng của thị trưởng Hạ về Tạ Truyền Thắng, chứ không phải là xuất phát từ sự hiếu kỳ. Hạ tưởng hiểu rất rõ, hỏng mic trên hội nghị nhậm chức, hội trường là do Lương Thu Duệ và Tạ Truyền Thắng phụ trách, đáp án đã trở nên sinh động rồi. Hạ tưởng cũng tỉnh táo nhận thức được rằng sự tranh quyền trên vấn đề nhân sự là điều kiện tiên quyết cho sự tranh chấp trên kinh tế. So sánh với Thiên Trạch, thành phố Tần Đường là thành phố kinh tế mạnh thứ hai. Bởi vì lợi ích kinh tế ích lợi gây tranh cãi nhiều hơn Thiên Trạch rất nhiều. Bây giờ chỉ là vẫn chưa bày ra trước mắt hắn mà thôi. Khi đang phân tích thế cục của Tần Đường, chợt nghe thấy tiếng của Từ Tử Kỳ. Xin chào thị trưởng Trương. Hạ tưởng cười, vấn đề khó khăn chính diện của Trương Quốc Vĩ đến thật nhanh. Chương 1091, một núi hai hổ, sao có thể sống chung? Quốc Vĩ đẩy cửa tiến vào, hạ tưởng đứng dậy đón chào, cũng coi như là đúng phép lịch sự cho Trương Quốc Vĩ rồi. Trương Quốc Vĩ lại rất có hào khí chắp tay. Bí thư Hạ đứng lên nghênh đón, không dám nhận, không dám nhận. Tuy là có tính chất đùa giỡn chút nhưng Hạ tưởng vẫn là có chút bất mãn với cử chỉ khiếm nhã của Trương Quốc Vĩ. Cơ quan chính đảng là cơ quan chính đảng, không thể đem những biểu hiện bên ngoài xã hội vào được. Hắn cũng hiểu rõ đặc biệt là cơ sở, xã hội có một số xu hướng không lành mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ quan chính đảng, khiến cho quy định xưng hô cũng loạn hết cả, phá hoại tính nghiêm túc của cơ quan chính đảng. Vì ngại là lần đầu giao tiếp nên Hạ tưởng không nói gì thêm, cười nói. Thị trưởng Trương, mời ngồi. Trương Quốc Vĩ hiên ngang ngồi xuống, mở miệng ra liền nói. Bí thư Hạ, tôi biết thời gian của anh quý giá. Đang làm quen công việc nên tôi nói ngắn gọn hơn. Có hai chuyện tôi muốn anh quyết định. Thứ nhất là vấn đề Phó Cục trưởng Cục Công Thương, phía dưới đều có ý kiến. Thứ hai là nền kinh tế thành phố Tần Đường đã lên rồi, làn gió bất chính cũng nổi lên. Mỗi đêm ăn chơi xa hoa trụy lạc, dùng xe công, ăn uống bằng tiền công rất nghiêm trọng. Ý kiến của tôi là thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có cần phải mạnh mẽ ngăn chặn làn gió không đúng đắn này. Tôi cũng đi qua một số nhà hàng nhìn thấy việc ăn uống xa hoa, cao sơn mỹ vị, thấy mà ghê người. Đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân. Lúc đó tôi đã lật mấy cái bàn mà họ đang ăn, tôi còn nhớ kỹ tên của bọn họ, chuẩn bị xử lý nghiêm túc. Tình huống mà Trương Quốc Vĩ nói, cùng báo cáo của Phạm Tiến vừa nãy cũng không khác biệt nhau mấy. Chứng tỏ hai người đều nói sự thật, chuyện về bề ngoài thì không cần phải che giấu, mấu chốt là chuyện xử lý như thế nào, ai chiếm thế chủ động. Hiển nhiên, Trương Quốc Vĩ hiện tại là đang nắm chặt quyền chủ động. Đề nghị của Trương Quốc Vĩ là mời dự họp thảo luận vấn đề phó cục trưởng, vấn đề ăn uống xa xỉ. Trong cuộc tổng điều tra xe công lần đầu trong phạm vi toàn thành phố, quản lý quy phạm xe công. Đồng thời nhằm vào vấn đề quỹ đen của cơ quan chính đảng. Yêu cầu thay đổi chỉnh lý trong kỳ hạn. Tóm lại, kết quả mà Trương Quốc Vĩ mong muốn chính là mượn hai vấn đề, nắm vững quyền chủ động trước. Vấn đề chọn phó cục trưởng, hạ tưởng có thể nói cứ để đó đã, nhưng vấn đề điều tra xe công mà không biểu lộ thái độ nữa, thì chính là thể hiện hắn không có trách nhiệm chút nào rồi. Hắn liền trầm ngâm nói. Vừa nãy bí thư Phạm cũng có đến báo cáo một chút tình hình. Tôi cũng đã hiểu rõ sự việc, bổ nhiệm phó cục trưởng. Về sau cũng sẽ họp hội nghị thảo luận, điều tra xe công. Mong rằng anh và bí thư Phạm cùng nhau đề xuất ra một phương án cụ thể, rồi sẽ nghiên cứu trong cuộc họp. Trương Quốc Vĩ trong mắt rõ ràng hiện lên một tia không vui, tuy nhiên rất nhanh liền biến mất.
Ông ta không ngờ rằng Phạm Tiến đã sớm một bước tìm đến Hạ Tưởng rồi. Chắc chắn là sẽ không nói điều gì hay ho về ông ta. Ông ta muốn từ vẻ mặt của Hạ Tưởng nhìn ra khuynh hướng gì đó, nhưng điều đáng tiếc là vẻ mặt Hạ Tưởng bình tĩnh như mây trời, thật cao xa mà bí hiểm khó đoán. Trương Quốc Vĩ có chút không chịu phục, Hạ Tưởng trẻ tuổi như vậy mà lại có được cái hình tượng như thế. Hắn lại là bí thư, mới có 32 tuổi thôi. Một con người chưa từng trải, làm sao có thể dự tính trước mọi việc được, trừ phi giả vờ. Ông ta liền nhận định Hạ Tưởng chính là cố ý gây khó dễ. Cũng không có cách nào khác, cố ý gây khó dễ cũng phải chịu thôi. Ai bảo hắn là bí thư cơ chứ? Nhưng thời gian còn nhiều, không tin Hạ Tưởng có thể ở thành phố Tần Đường này được lâu dài. Cái ghế bí thư quý báu kia sớm muộn cũng là của ông ta mà thôi. Trương Quốc Vĩ khôi phục tự tin, gật đầu cười, đứng lên. Vậy thì tôi sẽ theo tinh thần chỉ thị của ông chủ mà xử lý. Hạ Tưởng vốn vẻ mặt sắc thái thâm trầm, vừa nghe thấy lời nói của Trương Quốc Vĩ thì liền biến sắc, đứng dậy nói. Anh nói cái gì? Thái độ rất nghiêm túc, giọng điệu mạnh mẽ cứng rắn, một sự uy nghiêm hiện ra trên mặt khiến cho Hạ Tưởng với sự nhẹ nhàng ban đầu trở nên nghiêm túc lạnh lùng. Trương Quốc Vĩ sợ tới mức mặt biến sắc, ấp úng vài câu nhưng rồi cũng không nói ra được gì, xấu hổ một lát rồi mới nói một câu. Thì sẽ xử lý theo tinh thần chỉ thị của bí thư Hạ. Cho đến khi đi ra khỏi văn phòng của bí thư Hạ, Trương Quốc Vĩ mới cảm giác được áp lực trên người biến mất, thay vào đó là một cảm giác bi phẫn và uất ức trào dâng trong lòng. Trong lòng giận dữ, cái tên Hạ Tưởng này, lấy chuyện bé xé ra to, chẳng qua chỉ là gọi một tiếng, ông chủ, mà thôi, chứ cũng chẳng phải gọi hắn ta là, lão đại, làm gì mà phải đến nỗi trở mặt. Nghĩ đến ông ta đường đường là một thị trưởng, lại lớn hơn Hạ Tưởng chừng 10 tuổi mà bị Hạ Tưởng quát ngay trước mặt, ông ta liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ông ta đã tác oai tác quái ở Tần Đường này mười mấy năm, thành phố Tần Đường dường như ở những bộ phận quan trọng nào cũng có người của ông ta. Hạ Tưởng mới đến có thể làm gì được ông ta cơ chứ? Lại còn dám trở mặt như thế với ông ta, thật là một thằng tiểu nhân đắc chí. Trương Quốc Vĩ trở lại văn phòng, vẫn là sự bực tức chưa tiêu tan. Lại nghĩ đến sự thất thố vừa rồi trước Hạ Tưởng, ông ta càng căm giận mình vô năng, làm sao mà lại bị một người 30 tuổi dọa như thế. Chẳng qua là nhân vật số 1, cũng chẳng phải là lãnh đạo, làm sao lại có thể dọa ông ta như vậy chứ. Thật là đồ chết tiệt không làm nên tích sự gì. Trương Quốc Vĩ tự trách một phen, lại cho gọi thư ký Dịch Diễn, dặn dò anh ta đi mời Nhiệm Hải Phong và Chu Minh Hoành đến bàn chuyện. Dịch Diễn không hiểu rõ tình hình. Trước đây đều là ông ta gọi điện thoại là xong nhưng hôm nay sao lại phải đích thân đi mời nên mới hỏi thêm một câu. Gọi điện hay là? Trương Quốc Vĩ trừng mắt liếc Dịch Diễn một cái. Chạy đi một cái thì có mệt chết được không? Dịch Diễn sợ tới mức không dám nói thêm nữa. Bình thường thị trưởng Trương tuy là tính khí nóng giận, nhưng với anh ta thì luôn nhẹ nhàng. Hôm nay làm sao lại nổi giận rồi? Đúng rồi, thị trưởng Trương vừa đến văn phòng của bí thư Hạ. Lẽ nào là bí thư Hạ khiến thị trưởng Trương nổi giận? Dịch Diễn không dám chậm trễ vội đến mời trưởng ban tổ chức cán bộ và phó thị trưởng thường trực ngay. Trương Quốc Vĩ đi rồi, Hạ Tưởng cũng bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn mượn cơ hội phát hỏa, thứ nhất là hắn quả thật vô cùng phản cảm với việc đem cách xưng hô trong xã hội dùng trong cơ quan chính đảng. Cái gì mà ông chủ với trả ông chủ, khiến cho cơ quan chẳng ra cơ quan mà chướng khí mù mịt. Thứ hai là cũng muốn có ý ngăn chặn cái thái độ tự cao tự đại của Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ cái thái độ tự cao tự đại đó không rõ ràng lắm, nhưng nhất cử nhất động đều thể hiện ra bên ngoài. Hơn nữa cái cách ông ta nói chuyện giống như nhân vật số 1 ở Tần Đường vậy. Khiến người ta rất không thoải mái. Tuy nói là Trương Quốc Vĩ cũng không biểu hiện ra ngoài sự mâu thuẫn đối với việc đến Tần Đường của hắn. Nhưng Trương Quốc Vĩ người này bên ngoài thì rộng rãi, hình tượng to lớn. Nhưng trên thực tế thì tâm tư tinh tế, chỗ nào cũng nghĩ rất chu đáo, lại giỏi làm ra vẻ cao ngạo bề ngoài, luôn dơ cao khẩu hiệu vang dội vì mình tạo thế, rất có thành thạo. Phó Cục trưởng Cục Công Thương và Tổng Điều tra Xe Công. Hai chuyện tưởng như không lớn nhưng là một sự đọ sức giữa gió Tây và gió Đông, tức giữa hắn và Trương Quốc Vĩ. Chuyện rắc rối cũng là do Trương Quốc Vĩ khơi mào trước. Đương nhiên, lý do cũng danh chính ngôn thuận. Nói chung, sau khi bí thư nhậm chức, ít nhất nửa năm sau thì mới có thể hiểu rõ hết tình hình. Khoảng gần một năm sau thì mới có thể tiến hành điều chỉnh nhân sự, mới có thể nắm quyền lớn trong tay.
Có một số trường hợp là trường hợp đặc thù, Trương Quốc Vĩ ở thành phố Tần Đường mười mấy năm, thế lực ở Tần Đường là thâm căn cố đế rồi. Đừng quên, ông ta đã từng đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Tần Đường. Hơn nữa cho đến hiện tại, Hạ Tưởng còn không biết rõ hậu trường của Trương Quốc Vĩ rốt cuộc là ai. Khi bạn còn chưa biết người phía sau đối phương là ai thì khi đọ sức với đối phương, bạn chắc chắn phải kiêng kỵ vài ba phần. Bí thư và thị trưởng không phải là nhất định phải có mâu thuẫn và xung đột. Nhưng bí thư thị trưởng chính là một cặp oan gia trời sinh. Không phải là gió đông đè nén gió tây thì sẽ là gió tây đè nén gió đông. Nhất định phải phân ra chính phụ, một núi không thể có hai hổ được. Đặc biệt là một bí thư đến từ vùng khác và một thị trưởng cứng rắn, tất nhiên sẽ có vấn đề kẻ mạnh kẻ yếu. Trên chốn quan trường, nhân vật số một và người ra lệnh luôn luôn chỉ có một người. Hạ Tưởng một tay đập nhẹ xuống bàn, chất gỗ của chiếc bàn rất không tồi, cũng là hàng hiệu, lại phối với ghế sofa da thực cao cấp thì thực sự là một môi trường làm việc hạng nhất. Thành phố Tần Đường không những đường phố sạch sẽ rộng lớn mà tòa nhà thành ủy cũng xa hoa khí thế hơn so với thành ủy Thiên Trạch. Trụ sở làm việc cũng là mới khánh thành cách đây vài năm, hùng vĩ hơn cả tòa nhà thành ủy thành phố Yến. Lại càng không cần nhắc đến các đồ dụng và dụng cụ văn phòng ở bên trong thì đều là hàng hiệu hàng sang cả, giá trị rất xa xỉ. Hạ Tưởng kiến thức rộng rãi, cũng biết rằng văn phòng làm việc của hắn cũng trị giá đến mấy nghìn nhân dân tệ. Tuy rằng cảm giác rất lãng phí, rất xa xỉ, nhưng hắn lại không thể nói được gì. Hắn là bí thư thành ủy, là nhân vật số một, có một số chuyện nhỏ không thể mở miệng ra nói được. Nếu không thì sẽ bị nói là... Đường đường là một bí thư mà không làm chuyện chính sự, lại cứ xăm soi mấy chuyện vặt vãnh. Những chuyện đó không phải là việc của bí thư mà là việc của trưởng ban thư ký nên làm. Trưởng ban thư ký, trong lòng Hạ Tưởng thấp thỏm, nếu như Lương Thu Duệ bây giờ còn không chủ động đến báo cáo công tác nữa thì anh ta quả là không biết làm việc tí nào rồi, chứng tỏ là anh ta có suy nghĩ gì khác. Nhưng dù là anh ta có suy nghĩ gì khác thì cũng không nên phân cao thấp với bí thư. Nếu thực sự như vậy thì Lương Thu Duệ thật không có tư cách làm trưởng ban thư ký chút nào. Hạ Tưởng thân là bí thư, không có quyền điều chỉnh công tác của Lương Thu Duệ, nhưng có thể bỏ qua Lương Thu Duệ, đem một số việc trong chức trách của trưởng ban thư ký cho phó trưởng ban thư ký và thư ký làm. Điều kiện tiền đề là nếu như Lương Thu Duệ không vừa mắt hắn. Gần đến lúc về, cuối cùng Lương Thu Duệ cũng chủ động xuất hiện. Lương Thu Duệ đeo một cặp kính đen. Ở trong chốn quan trường bao nhiêu năm vẫn là mang hơi thở của một tri thức. Anh ta mặt trắng nõn, rất sạch sẽ, chẳng có chỗ nào là khó nhìn. Anh ta đem đến một ấn tượng về sự nho nhã. Trời không nóng nhưng anh ta mặt đầy mồ hôi, vừa mới bước vào liền xin lỗi. Thật xin lỗi anh, bí thư Hạ, thật là ngại quá, vốn là nên sớm đến báo cáo công tác nhưng nhà tôi lại xảy ra chuyện nên chậm trễ mất hai ngày. Chả trách hai ngày nay không thấy Lương Thu Duệ lộ mặt. Hóa ra là có chuyện, Hạ Tưởng liền thân thiết hỏi một câu. Có gì khó khăn không? Khó thì không khó, chỉ là... Lương Thu Duệ dừng câu nói, quan sát cẩn thận sắc mặt của Hạ Tưởng một chút rồi mới nói. Ở nhà tôi xảy ra chuyện, một người thân của tôi đột ngột qua đời, để lại đứa con bơ vơ, rất đáng thương. Tôi liền dẫn cháu về thành phố, sắp xếp cho cháu nó. Hạ Tưởng cũng không vội vàng, đợi từ Tử Kỳ đưa trà lên. Mời Lương Thu Duệ ngồi xuống rồi nói đến vấn đề. Hôm nay bí thư Phạm và thị trưởng Trương đều tìm đến tôi nói về hai tình hình. Lương Thu Duệ lập tức sẽ biết đề tài thảo luận là gì liền gật đầu nói. Về hai vấn đề ứng cử viên phó cục trưởng cục công thương và điều tra xe công. Tôi có ý kiến như thế này, mời bí thư Hạ chỉ giáo nêu ra chỗ thiếu sót. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, Lương Thu Duệ thật là hay, đã sớm hiểu rõ rồi. Được. Xem anh ta lập trường thế nào. Chương 1092, lập trường lần đầu xuất hiện, quyền điều hành nhân sự. Đồng chí Lưu Đại Ngưu là tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng. Dựa trên nguyên tắc học là để ứng dụng, cá nhân tôi cho rằng, đồng chí ấy tới cục xây dựng đô thị tương đối thích hợp. Với tư cách là trưởng ban thư ký thành ủy, phát biểu ý kiến về vấn đề nhân sự, cũng không coi là vượt khỏi quyền hạn. Trưởng ban thư ký thành ủy vốn là nhân vật có trách nhiệm san sẻ cho bí thư thành ủy, rõ ràng là đại quản gia của thành ủy, trên thực tế trước hết phải là đại quản gia của bí thư thành ủy. Nếu như không được tín nhiệm thì còn quản lý ai? Trong lòng Hạ Tưởng liền có suy tính, khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản. Thị trưởng Trương đề nghị tiến hành một đợt tổng điều tra xe công,
cũng là một việc tốt. Thu Duệ, anh thấy thế nào? Có những lúc lãnh đạo hỏi anh thấy thế nào, chưa chắc đã là thật sự muốn nghe ý kiến của anh, mà là để anh lĩnh hội đầy đủ ý định của lãnh đạo, là xem anh có thể nói đúng ý lãnh đạo hay không. Lương Thu Duệ đứng dậy, lấy ra một tập tài liệu rồi chuyển qua. Tôi có một ý kiến chưa hoàn thiện, viết tạm một bản sơ lược, mời bí thư Hạ xem qua. Hạ Tưởng cầm lấy liếc qua, đề mục là thông báo về việc triển khai hoạt động quản lý hạng mục sử dụng xe công trên toàn thành phố, nội dung cụ thể là. Thời gian gần đây, một bộ phận cán bộ lãnh đạo đảng viên coi thường quy định nghiêm cấm sử dụng xe công vào việc riêng. Tình hình sử dụng xe công vào việc riêng vô cùng nghiêm trọng, gây ra ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến trật tự giao thông bình thường, cũng dẫn đến nhiều nhân tố không an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của đảng và chính quyền trong quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân và các tầng lớp xã hội phản ứng rất gay gắt với hiện tượng này. Vì thế, sau khi nghiên cứu quyết định triển khai hoạt động quản lý hạng mục sử dụng xe công vào việc riêng trên toàn thành phố, bây giờ tôi sẽ thông báo những việc liên quan như sau. Nội dung sơ lược chính là một bài viết quy phạm dập khuôn, không hề có chút sáng tạo. Nếu như thông báo chỉ là văn bản do Văn phòng Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố cùng ban bố, không thể hiện được lập trường và trình độ của Lương Thu Duệ. Hạ Tưởng liền liếc mắt xuống phần cuối cùng, nhìn thấy chữ ký, thản nhiên cười. Ấn tượng đầu tiên do trưởng ban thư ký Thành ủy Lương Thu Duệ này tạo cho hắn là đạt tiêu chuẩn. Lương Thu Duệ cũng chú ý tới sự thay đổi trên gương mặt Hạ Tưởng, biết rằng bước thăm dò đầu tiên đã bắt kịp với dấu chân của bí thư Hạ, liền vội vàng nói. Trước khi tới đây, tôi đã gặp mặt chủ nhiệm Thường. Chủ nhiệm Thường là Thường Công Trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Tần Đường. Phải công nhận, tuy rằng khi Hạ Tưởng mới đến thì Lương Thu Duệ thứ nhất là không tích cực, thứ hai là không lộ diện, dường như thể hiện không được tốt. Nhưng hôm nay chỉ vừa lộ diện, không chỉ thể hiện rõ lập trường với Hạ Tưởng, mà còn xử lý sự việc vô cùng mượt mà, cơ bản là rất hợp ý Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền có ấn tượng tốt đẹp về Lương Thu Duệ. Có một trưởng ban thư ký Thành ủy toàn tâm toàn ý với mình, cho dù không thể hoàn toàn lĩnh hội hết tất cả những ý đồ của hắn, ít nhất có thể đứng cùng một phía với hắn trong phần lớn các vấn đề, thì công việc của hắn đã dễ dàng triển khai hơn rất nhiều. Hạ Tưởng lại xem lướt tập tài liệu một lần nữa, không động một chữ nào mà đưa lại cho Lương Thu Duệ. Ngày mai tổ chức hội nghị công việc bí thư. Lương Thu Duệ biết y đã qua được cửa ải, đẩy cặp kính, hỏi thăm dò một câu. Thị trưởng Hạ, nếu như thư ký tự ở nhà khách Thành ủy thấy bất tiện, năm ngoái tôi được phân một ngôi nhà vẫn để không, tạm thời mời thư ký tự tới đó ở. Hạ Tưởng khoát tay. Trước mắt không cần đâu, tôi thay mặt Tử Kỳ cảm ơn ý tốt của anh. Lương Thu Duệ vâng dạ một tiếng rồi cáo từ. Ra bên ngoài, y lại hàn huyên vài câu thân thiết với Từ Tử Kỳ, cuối cùng lại bắt tay với Từ Tử Kỳ rồi mới đi. Lương Thu Duệ, Hạ Tưởng nhắm mắt nghĩ một hồi. Lại nhớ ra những đường đi nước bước kỹ càng chu đáo của Lương Thu Duệ, trong đầu có một bản phác họa cho việc triển khai công việc và bố cục của thành phố Tần Đường sau này. Hạ Tưởng hiện tại đã là bí thư rồi, quan tâm nhiều hơn chính là công tác toàn diện, chứ không phải dồn sức vào xây dựng kinh tế nữa. Bí thư, mục tiêu hàng đầu chính là phải nắm giữ quyền điều hành nhân sự, nếu như để nó tuột khỏi tay thì chính là thất bại lớn nhất, tương đương với việc không đứng vững được ở Tần Đường. Bởi vậy bước đầu tiên, trước hết chính là phải nắm giữ lập trường và khuynh hướng của từng ủy viên thường vụ, phải hiểu rõ tường tận mối quan hệ giữa các lãnh đạo đảng và chính quyền chủ chốt của thành phố Tần Đường, mới có thể xem như thực sự bước đi được bước đầu tiên. Sau khi hết giờ làm, Hạ Tưởng và Từ Tử Kỳ chậm rãi bước ra khỏi trụ sở thành ủy. Thành phố Tần Đường sắp đón ngày lễ quốc khánh, khắp nơi đều cờ hoa rực rỡ, chuẩn bị chúc mừng Trung Quốc tròn 59 tuổi. Hơi thở của mùa thu đã tràn ngập trong bầu không khí. Làn gió nhẹ nhẹ mát mẻ mơn man, khiến tinh thần con người sảng khoái. Hạ Tưởng và Từ Tử Kỳ người trước người sau không ai lên tiếng mà bước trên con phố lớn Hồng Kỳ phồn hoa hầu như mỗi thành phố cấp 3 của tỉnh Yến đều có một con phố lớn mang tên Hồng Kỳ, lại còn có cả con đường mang tên đường Trung Sơn bên cạnh ngựa xe như nước, dòng người vội vã, Hạ Tưởng chỉ cúi đầu bước đi, không nói lời nào. Lãnh đạo không nói lời nào, Từ Tử Kỳ cũng liền lặng im không nói. Là một thư ký. Chỉ cẩn thận thôi chưa đủ, còn cần giữ được tính kiên trì đúng mức, đồng thời phải hạn chế tính hiếu kỳ đến mức thấp nhất. Đối với việc lần này có thể đi theo thị trưởng Hạ, không, bí thư Hạ đến thành phố Tần Đường, Từ Tử Kỳ vẫn cảm thấy rất may mắn và vô cùng vui mừng.
là một bí thư thành ủy trẻ tuổi nhất tỉnh Yến, lại là bí thư thành ủy thành phố với thế mạnh kinh tế đứng thứ hai tỉnh Yến, khoảng cách tới chức phó chủ tịch tỉnh chỉ trong tầm tay, y theo sát bước chân bí thư Hạ, còn cần phải lo nghĩ về tiền đồ sao. Bí thư Hạ đồng ý đưa y đi cùng đến Tần Đường, cũng đã chứng minh bí thư Hạ hoàn toàn thu nhận y. Đời người, cơ hội quan trọng có lẽ chỉ có vài lần, thậm chí chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ thì ôm hận cả đời. Cũng may, y đã đi một bước đi rất quan trọng. Thư ký thị trưởng và thư ký bí thư thành ủy, không thể xếp ngang hàng với nhau. Y hiện nay xứng đáng với cái tên là thư ký thứ nhất Tần Đường. Từ thời gian trước tới thành phố Tần Đường, khi bí thư Hạ còn chưa lên nhậm chức, y đã nhận được sự tiếp đãi long trọng từ các phía, thì có thể rút ra kết luận, ánh hào quang của thư ký thứ nhất đúng là chói lòa. Ngay trong 3 ngày y sắp xếp chỗ ở và văn phòng cho bí thư Hạ, chẳng những Đường Đường là một ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký Lương Thu Duệ đích thân đứng ra phụ trách sắp xếp, còn cười nói muốn làm trợ thủ cho y, tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của y, khiến y được yêu quý quá đâm ra lo sợ. Lại càng không cần nhắc đến việc một số người dưới quyền nghe tin lập tức hành động, sử dụng mọi cách để tấn công y, tặng quà, mời cơm, thậm chí biếu tiền mặt, v.v., thật khiến y đáp ứng không xuể. Nếu là trước kia, Từ Tử Kỳ nói không chừng thực sự sẽ có thể đắc ý vênh váo, vừa lấy tiền lại vừa nhận quà. Bây giờ thì y không dám, bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trong lòng, bởi vì ở Thiên Trạch từng xảy ra chuyện sắp đặt trực tiếp nhằm vào y. Y không chắc chắn người khác tặng quà là thật tâm kết giao, hay là viên đạn bọc đường. Bởi vậy, y ghi nhớ một câu là, gia cát nhất sinh duy cẩn thận, vì tiền đồ của chính mình, vì không để cho bí thư Hạ mất mặt, càng không thể gây thêm phiền phức và bôi cho chát chấu lên mặt Hạ Tưởng, y phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, nếu không sẽ phụ lòng tín nhiệm và sự dìu dắt của bí thư Hạ dành cho y. Cẩn thận mới có thể đi được đường dài. Đánh mất sự tín nhiệm của bí thư Hạ dành cho y thì có nghĩa là cánh cổng quan trường vĩnh viễn đóng chặt với y. Từ Từ Kỳ bây giờ đã biết phân rõ chừng mực. Những thứ quà khó từ chối như rượu, thuốc lá, nên nhận thì cứ nhận. Trên quan trường, ân tình mãi mãi tồn tại, cự tuyệt người khác cũng không phải cách đối nhân xử thế. Huống hồ Từ Từ Kỳ còn gánh vác trọng trách là cầu nối đối ngoại của bí thư Hạ. Phải ứng xử thế nào để thấu tình đạt lý, lại vừa đảm bảo giữ đúng nguyên tắc, thật không dễ dàng. Từ Tử Kỳ cũng xem như đã rèn luyện nhiều năm trong quan trường, về cơ bản cũng đã hiểu rõ một vài thủ thuật ứng xử. Đối với người đến biếu quà, cũng có thể rất có chừng mực mà ứng phó, cho dù không nhận quà của đối phương, cũng không để đối phương có cảm giác đã bị coi thường và lạnh nhạt, còn phải khoác một dáng vẻ nhiệt tình, lấy ra hàng loạt các lý do để bịt miệng đối phương. Làm thư ký không hề dễ dàng, nhận quà mà không làm được việc, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của lãnh đạo. Thư ký chính là gương mặt thứ hai của lãnh đạo, Từ Từ Kỳ hiểu rõ trách nhiệm trên vai, không dám có chút sơ suất nào. Người đến biếu xén quà cáp, có người là lãnh đạo của một số cơ quan thành phố, thậm chí còn có một số là lãnh đạo đảng và chính quyền chủ chốt của những xã huyện cấp dưới. Lý do biếu quà thì có vô số, có người là dựa vào quan hệ đồng hương, có người là bạn học cùng trường, còn có người trực tiếp nói là đến làm quen, vân vân, dù thế nào cũng đều tươi cười. Huống hồ trong tay người ta còn mang theo túi lớn túi nhỏ, Từ Từ Kỳ lại càng không thể trực tiếp từ chối. Vừa tới Tần Đường, đã ra vẻ ngạo nghễ, cho dù bí thư Hạ là nhân vật số một, những người phía dưới một chút cũng không phối hợp công tác, anh có thể đuổi việc tất cả bọn họ được không? Vì thế nên lôi kéo thì vẫn nên lôi kéo, nên thân thiện thì chắc chắn phải thân thiện. Cũng chính là từ miệng những người đến biếu, Từ Từ Kỳ nghe được tin tức liên quan đến mối quan hệ gần xa giữa các lãnh đạo đảng và chính quyền chủ chốt ở thành phố Tần Đường, cùng với lai lịch của Phạm Tiến Phạm, Phạm Cú Hào và Nhậm Hải Phong, Nhậm Điểm Điểm, vân vân, nói là tin đồn trong dân chúng cũng được, nói là tin vỉa hè cũng được, tóm lại, ít nhiều cũng liên quan đến nội tình thành phố Tần Đường. Điều khiến Từ Từ Kỳ rất vui mừng là, Bí Thư Hạ rất hài lòng với công việc đi tiền trạm của y lần này. Cùng Bí Thư Hạ dùng xong bữa tối, Từ Từ Kỳ vốn còn có một việc muốn nói. Chính là ở nhà khách thành ủy nơi y đang ở, các nhân viên phục vụ ai cũng trẻ trung xinh đẹp, hơn nữa vóc dáng cũng rất được. Có một cô gái tên Thôi Lợi chuyên phụ trách phòng của y, có mấy lần vô tình hay cố ý ở lại trong phòng y một lúc, nói là dọn dẹp phòng, trên thực tế là khom mình ưỡn ngực, rõ ràng có ý quyến rũ y. Từ Từ Kỳ vốn định nói cho Bí Thư Hạ, để Bí Thư Hạ kín đáo nhắc nhở Lương Thu Duệ, để những nhân viên phục vụ nhà khách thành ủy ăn mặc nghiêm túc một chút, đừng nên quá hở hang, cũng đừng nên có ý đồ gì,
nhưng vài lần muốn mở miệng, lại không biết bắt đầu thế nào, sau đó Bí Thư Hạ vừa lúc nhận một cuộc điện thoại, lại lỡ mất cơ hội. Cuộc điện thoại mà Hạ Tưởng nhận được chính là của Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong hình như đã uống rượu, nói chuyện có vẻ líu díu. Hạ Tưởng, chúc mừng cậu nhận chức Bí Thư Thành ủy thành phố Tần Đường. Sao lại không nói trước với tôi một tiếng, tôi chúc mừng cậu một chút. Hạ Tưởng không tiện nói gì, trong lòng thầm nghĩ giữa hắn và Phó Tiên Phong còn chưa thân thiết đến mức khi thăng tiến cần cùng nhau ăn mừng, liền đoán có thể Phó chủ nhiệm Phó đã uống nhiều, liền cười trả lời vài câu, rồi nói. Phó chủ nhiệm Phó có tinh thần chỉ đạo gì? Tôi nào dám chỉ đạo cậu hả Bí Thư Hạ, cậu đúng là ngôi sao giữa ban ngày. Phó Tiên Phong quả nhiên đã quá chén, nói chuyện còn nghe còn có vẻ hơi líu lưỡi, tuy nhiên câu sau đó Hạ Tưởng lại nghe rất rõ. Một thời gian trước người phụ trách khu công nghiệp kỹ thuật cao thành phố Tần Đường, đã nhiều lần trực tiếp báo cáo với lãnh đạo các bộ ngành chủ quản như Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, Bộ Khoa học Kỹ thuật, muốn nâng cấp khu công nghiệp kỹ thuật cao lên khu công nghiệp kỹ thuật cao cấp quốc gia, hiện giờ báo cáo phê duyệt đang ở trong tay tôi. Nếu như khu công nghiệp kỹ thuật cao được nâng cấp thuận lợi, thứ nhất là có thể hưởng chính sách đãi ngộ ưu đãi khu công nghiệp kỹ thuật cao cấp quốc gia, đặc biệt là công tác báo cáo dự án sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thứ hai là Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với việc nâng cấp khu công nghiệp kỹ thuật cao cấp quốc gia thăng cấp lên đơn vị cấp phó sở, sẽ thêm hai cán bộ cấp phó giám đốc sở. Hai cán bộ cấp phó giám đốc sở, thành phố Tần Đường có tổng cộng bao nhiêu phó giám đốc sở? Hạ Tưởng biết rằng thách thức đã gần kề. Chương 1093, vấn đề chính diện, tấn công trắc diện. Việc nâng cấp khu công nghiệp kỹ thuật cao, Hạ Tưởng cũng chỉ nghe nói, còn chưa xem xét cụ thể thế nào, dẫu sao thời gian ở Tần Đường cũng quá ngắn. Không ngờ, hắn còn chưa được nghe báo cáo công việc liên quan từ Trương Quốc Vĩ. Cũng chưa được nghe tổng kết công tác của thành ủy của Lương Thu Duệ, lại biết được tin tức cụ thể từ Phó Tiên Phong trước, trong lòng có một ý nghĩ khác. Phó Tiên Phong tuy rằng tính tình có phần trơ tráo, nhưng y cũng thật sự là một kẻ ti tiện, có lúc trực tiếp ra điều kiện, nhưng cũng có một mặt có thể tin và lợi dụng. Hạ Tưởng liền nói, ý của Phó chủ nhiệm Phó là gì? Khu công nghiệp kỹ thuật cao Tần Đường, tạm thời về phương diện kỹ thuật và tài chính còn thiếu một chút, bây giờ nâng cấp, cũng có khó khăn. Nói năng nửa chừng là thói quen của những kẻ làm quan, hoặc là nói đó là tật xấu cũng được. Dù sao nó đều mang nghĩa, có khó khăn chính là phải đàm phán điều kiện. Hạ Tưởng, cậu mới đến Tần Đường, đang trong giai đoạn triển khai công việc. Hàm ý là, nếu như Hạ Tưởng vừa nhậm chức bí thư, mà việc nâng cấp khu công nghiệp lại được thông qua ngay, thì đó chính là một thành tích lớn vô cùng nổi bật, cũng có thể mang lại uy tín cao cho Hạ Tưởng. Việc xin nâng cấp khu công nghiệp đã tiến hành hơn một năm, trước khi Hạ Tưởng đến, lãnh đạo đảng và chính quyền thành phố Tần Đường đã nhiều lần lên tỉnh, đến Bắc Kinh nhưng vẫn chưa giải quyết được. Hạ Tưởng lại rất thờ ơ, không có công không hưởng lộc, những miếng ăn dâng đến tận miệng, hơn phân nửa chẳng phải là thứ gì tốt đẹp, liền bật cười ha ha. Tôi vừa tới Tần Đường, vẫn chưa quen với công việc, cảm ơn sự quan tâm của Phó chủ nhiệm Phó. Để lát nữa tôi cho bọn họ mang tài liệu chi tiết đến. Nghiên cứu một chút, sau đó sẽ báo cáo xin ý kiến Phó chủ nhiệm Phó. Phó Tiên Phong là uống đã ngà ngà say, song đầu óc vẫn tỉnh táo, thấy Hạ Tưởng không mắc câu, cười ha hả. Được, được, vậy trước tiên cứ như thế đã. Gác máy xong, trong lòng Hạ Tưởng rầu rĩ. Bóng đen của Phó Tiên Phong không tiêu tan, hắn đi đến đâu, chú ý của Phó Tiên Phong liền đánh tới đó, cũng là một chuyện phiền toái. Phó Tiên Phong chủ động dâng miếng ăn lên tận miệng. Có đi có lại mới toại lòng nhau, đằng sau chắc chắn có việc yêu cầu. Hạ Tưởng trước tiên là tạm hòa hoãn, cũng là đại khái biết mục tiêu Phó Tiên Phong muốn ngắm tới lại là lĩnh vực công nghiệp của Tần Đường. Thành phố Tần Đường là khu vực nền tảng công nghiệp phía Bắc, ngành công nghiệp vô cùng phát triển. Nhưng hiện nay hắn vừa mới đến Tần Đường, đến những người trong bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố còn không thuộc hết mặt, nay lại mạo muội tham gia vào công việc kinh tế, không phải là tạo cơ hội cho người ta đàm tiếu sao. Phó Tiên Phong rõ ràng là dâng miếng ăn lên tận miệng, trên thực tế thứ y muốn có giá trị cao hơn vô số lần so với món lợi hắn được hưởng. Phó Tiên Phong cũng không phải loại người dễ chung sống, quan hệ với y nhất định phải ghi nhớ một điều là, y không bao giờ chịu thiệt trong bất cứ cuộc làm ăn nào. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Phó Tiên Phong quả thật là một mối phiền toái, nhưng nếu như có đủ tầm nhìn và trí tuệ, phiền toái cũng có thể chuyển biến thành mặt tốt có lợi. Hạ Tưởng chưa bao giờ sợ phiền toái.
thủ đoạn hắn nắm rõ nhất chính là kiếm lợi từ trong loạn lạc. Bởi vậy từ chối Phó Tiên Phong không phải là không muốn hợp tác với y, mà là đầu tiên phải làm khó dễ một chút. Từ xưa tới nay trong làm ăn bên nào vội vã đều là bên chịu thiệt. Tòa nhà ủy viên thường vụ thành ủy và nhà khách thành ủy không ở cùng một nơi. Sau khi Hạ Tưởng chia tay từ Tử Kỳ, thong thả đi bộ về nơi ở của mình. Ở thành phố Yến Hạ Tưởng có một căn hộ gia đình do Ủy ban Nhân dân thành phố phân cho, ở thành phố Lang và Thiên Trạch hắn đều từng ở khu nhà của Ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng phải công nhận, e rằng tất cả những thành phố cấp 3 của tỉnh Yến đều không đâu có tòa nhà Ủy viên thường vụ thành ủy sang trọng và nhã nhặn như của thành phố Tần Đường, dù là kiến trúc cũ hay đã được tu sửa lại, hoàn toàn có thể so sánh với khách sạn 5 sao. Những thiết bị bên trong cũng đều là hạng nhất, sàn nhà lát đá cẩm thạch, gạch ốp tường xa hoa. Thậm chí đến hành lang cũng trải thảm, bên trong còn bố trí cả nhân viên phục vụ. Hạ Tưởng chỉ liếc mắt một cái đã chú ý đến dàn nhân viên phục vụ đều là những cô gái trẻ trung hấp dẫn, tuổi tầm 20, dáng người cao ráo đầy đặn, vóc dáng chuẩn mực, trong đó không thiếu những người trẻ đẹp, thậm chí có thể so sánh với một số người mẫu đang được hâm mộ. Những thành phố cấp 3 kinh tế càng phát triển thì cách thức càng nhiều, đối với nhiều cô gái gia cảnh không khá giả. Tìm một công việc phục vụ ở nhà khách thành ủy và tòa nhà ủy viên thường vụ thành ủy cũng coi như cá vượt long môn. Tuy rằng nói thu nhập không chắc là rất cao, nhưng cơ hội rất nhiều, nói không chừng được lãnh đạo nào đó ngưỡng mộ thì một bước lên trời rồi. Hàm ý của từ ngưỡng mộ thì vô cùng phong phú, Hạ Tưởng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn là bí thư chính hiệu, cũng không nhìn quen một số hiện tượng, nhưng hắn không muốn thay đổi. Không phải không muốn mà là không cần thiết, đối với một số cô gái. Bọn họ chỉ mong sao có thể dựa vào ưu thế của bản thân để được đổi đời một lần. Đối với một số lãnh đạo mà nói, bọn họ cũng muốn một lần nữa được trẻ lại. Một nguyện đánh hắn can thiệp vào sẽ trở thành kẻ thích xen vào việc của người khác. Dù sao vẫn còn vô số việc lớn cần hắn lao tâm khổ trí hơn. Hạ Tưởng vừa vào tòa nhà ủy viên thường vụ, lập tức có hai cô gái chạy tới, ngọt ngào chào. Chào bí thư Hạ. Hạ Tưởng liền mỉm cười gật đầu với bọn họ, hắn nhớ tên của hai cô, một người là Tiểu Vân còn người kia là Tiểu Đoá. Họ đều là những người muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn trẻ có trẻ, lại thêm vào giọng nói ngọt ngào, tính tình chăm chỉ, chắc chắn có thể làm vui lòng không ít lãnh đạo. Tuy nhiên đáng tiếc là, những ủy viên thường vụ ở tại tòa nhà ủy viên, đa phần đều đưa người thân đi cùng, có rất ít ủy viên thường vụ còn độc thân, đều đã ngoài 40 tuổi. Nào có ai giống Hạ Tưởng mới còn đầu ba, lại còn vô cùng hấp dẫn, còn là người khôi ngô tuấn tú hiếm hoi trong quan trường. Hắn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu quan tâm của tất cả các nhân viên phục vụ. Càng quan trọng hơn là, hắn là nhân vật số một của cả thành phố Tần Đường, là bí thư thành ủy với địa vị cao sang, trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, độc thân, thêm vào đó là vầng hào quang sáng chói của quyền lực. Trong mắt bọn họ, Hạ Tưởng chính là biểu tượng của sự hoàn mỹ. Chính là chỉ một câu có thể cho bọn họ một bước lên tiên. Nhân vật quyền lực nhất thành phố Tần Đường. Sao Hạ Tưởng lại có thể không biết đến những suy tính nhỏ nhoi đó của các cô? Hắn vừa thông cảm với nỗ lực muốn thay đổi số phận của các cô, lại vừa thấy bất mãn với cách làm có phần chỉ biết cái lợi trước mắt của bọn họ, có điều hắn vẫn mỉm cười đáp lại, sau đó lên lầu. Hạ Tưởng ở tầng 3, thường thì hắn không đi thang máy mà chỉ đi cầu thang bộ. Vừa mới lên cầu thang được vài bước, vừa rẽ sang đã phát hiện Lương Thu Duệ đang đứng ở hành lang, đằng sau y còn có một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đi theo. Cô gái mặc một chiếc váy liền màu vàng tươi, duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt sáng như trăng rằm, đôi mắt to tròn, vừa ẩn chứa sự hiếu kỳ, vừa là sự thích thú với môi trường mới, dáng người thanh thoát uyển chuyển, đặc biệt là bộ ngực tròn đầy, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng khỏe khoắn. Bắp chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, lại mang màu lúa mạch phơi qua nắng. Khỏe khoắn, đẹp, cân xứng. Ấn tượng đầu tiên mà cô ấy mang đến cho Hạ Tưởng chính là nhành hoa hướng dương rắn giỏi mà căng tràn sức sống, tràn chứa ánh mặt trời và hương thơm dịu ngọt của cánh đồng thôn dã. Hạ Tưởng hơi sững sờ, trong lòng nghĩ trước kia lại thật đã đánh giá thấp Lương Thu Duệ, mới chỉ trong vài ngày, đến thói quen leo cầu thang bộ của hắn mà cũng đã dò ra. Xem ra Lương Thu Duệ cũng là một người chu đáo. Cũng đúng, không chu đáo làm sao có thể làm trưởng ban thư ký. Lương Thu Duệ vừa thấy Hạ Tưởng liền vội vàng gật đầu cười nói. Bí thư Hạ, có một việc tôi muốn phiền ngài một chút, ngài xem bây giờ có tiện không? Chào bí thư Hạ, tôi tên là Tiểu Quỳ.
Cô gái hướng về phía Hạ Tưởng cười, để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Răng cô rất đẹp, mà chỉ nhìn là biết ngay đó là răng tự nhiên, không phải kiểu răng đã qua chỉnh sửa hay răng sứ như sau này. Thật sự tên là Tiểu Quỳ. Trong lòng Hạ Tưởng bật cười, nhưng gương mặt hắn lại vẫn giữ vẻ bình thản thâm nghiêm, ít nhiều đã đoán ra dụng ý của Lương Thu Duệ, thầm không vui. Anh nói đi. Hạ Tưởng cũng không mời y vào phòng mà đứng ngay ở cầu thang nói chuyện, gương mặt cũng không thể hiện quá thiết tha, chính là muốn cho Lương Thu Duệ thấy sự uy nghiêm. Có người thích tất cả mọi chuyện đều có người lo chu toàn, Hạ Tưởng cũng thích như vậy, nhưng hắn có một giới hạn. Dù sao vẫn còn rất trẻ, có nhiều việc có thể tự mình làm, nhưng là bí thư, lại một mình tới Tần Đường, khó tránh khỏi có người có ý muốn đặc biệt săn sóc hắn. Bí thư Hạ, lần trước tôi đã nói với ngài chuyện ở quê. Con bé Tiểu Quỳ này rất đáng thương, bố mẹ gặp một trận bệnh nặng đều đã qua đời, còn có một em trai đang học đại học, tất cả những học phí sinh hoạt phí đều đổ lên vai nó. Khi tôi về, nó thiếu chút nữa bị người của một vũ trường lôi đi, nếu không phải là tôi đuổi kịp thì con bé này cũng đã bất chấp tất cả để kiếm tiền rồi. Lương Thu Duệ nói nghe thì rất thật thà, trong đó có chỗ thật chỗ giả, Hạ Tưởng vẫn lọc ra nên nghe nên bỏ phần nào. Có điều việc cả bố và mẹ đều qua đời có lẽ là thật. Chẳng ai lại lấy những chuyện đó ra làm trò đùa. Đúng lúc bí thư Hạ có một mình, cũng cần một người chăm lo cuộc sống hàng ngày, giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, những việc này Tiểu Quỳ đều thành thạo. Lương Thu Duệ vừa nói vừa ngầm ra hiệu cho Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ liền chắp hai tay ra sau lưng, hơi khom lưng về phía Hạ Tưởng. Bí thư Hạ, nếu như ngài không chê, tôi việc khó việc khổ gì đều có thể làm được, một tháng chỉ cần vài trăm tệ là đủ. Chỉ cần có thể đủ tiền cho em trai đi học, tôi dù có làm trâu làm ngựa cũng cam lòng. Thái độ rụt rè của cô, nước mắt đã lưng tròng, dáng vẻ khổ sở đáng thương, trông hệt như đóa hướng dương đã mất đi ánh mặt trời sưởi ấm. Hạ Tưởng tuy rằng không vừa ý với cách làm của Lương Thu Duệ, cũng biết rằng hiện nay quả thật có rất nhiều người không từ một thủ đoạn nào, lấy danh nghĩa người giúp việc gài người vào bên cạnh lãnh đạo, nhằm khiến mối quan hệ thêm sâu sắc. Giao lưu nhiều hơn, nói trắng ra thực sự vẫn là một dạng biếu xén trá hình. Tiền lương người giúp việc ai chi? Đương nhiên là không phải tiền từ túi lãnh đạo. Tiền lương chỉ là việc nhỏ, mục đích chính là gây dựng mối quan hệ tình cảm giữa cái gọi là người giúp việc và lãnh đạo. Đồng thời, là người có sáng kiến đưa người giúp việc đến đương nhiên sẽ được lãnh đạo xem trọng, thậm chí còn có khả năng được lãnh đạo coi như người một nhà. Hiểu thì hiểu, Hạ Tưởng cũng không tiện từ chối thẳng thừng. Lại không muốn nhận, liền nói. Tôi ở một mình quen rồi, không quen với việc trong nhà có thêm người khác. Thêm nữa tòa nhà ủy viên thường vụ cũng có nhân viên phục vụ, thường thì bọn họ cũng có thể làm những công việc lặt vặt như dọn dẹp vệ sinh. Nếu như Tiểu Quỳ chỉ là muốn tìm một công việc, thì sắp xếp cho cô ấy tới nhà khách thành ủy hoặc tòa nhà ủy viên thường vụ làm việc đều được. Sắp xếp một người đối với người đường đường là trưởng ban thư ký thành ủy mà nói, chẳng qua chỉ cần một câu nói là xong. Chỉ một câu nói của Hạ Tưởng đã chặn họng Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ không có cách gì, chỉ có thể nói. Nếu bí thư Hạ đã nói như vậy thì sẽ làm theo chỉ thị của ngài. Hạ Tưởng gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, quay lưng bước lên lầu, vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Quỳ. Chắc chắn là bí thư Hạ chê cháu quá quê mùa, xin lỗi chú Lương, cháu đã khiến chú mất mặt. Tiếng khóc rất thành khẩn, rất thương tâm. Hạ Tưởng lại không đành lòng, cần gì phải làm khó dễ một cô gái. Cô ấy có lẽ thật sự là đang cần một chỗ làm. Tuy rằng biết rõ rằng phần nhiều là do Lương Thu Duệ cố ý sắp xếp nhưng giữ Tiểu Quỳ lại cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Hắn liền dừng bước, quay lưng lại nói một câu. Giữ Tiểu Quỳ lại cũng được, nhớ làm theo đúng trình tự. Chương 1094, lòng người hướng về, sự tồn tại của quyền lực. Cái gọi là đi một chút trình tự chính là muốn thông qua văn phòng thành ủy lập hồ sơ. Cũng thể hiện Hạ Tưởng cây ngay không sợ chết đứng. Lương Thu Duệ nửa buồn nửa lo. Anh ta vốn là muốn làm riêng chuyện đó nhưng khi làm ở chỗ sáng có thể lưu lại Tiểu Quỳ thì cũng coi như là bước được một bước quan trọng. Tối hôm đó, Tiểu Quỳ liền đi vào trong nhà. Nhà của Hạ Tưởng là ba phòng, phòng trống rất nhiều. Tiểu Quỳ liền chọn một căn phòng hướng về phía mặt trời, cách phòng của Hạ Tưởng một phòng. Hạ Tưởng trở lại phòng sách đọc một ít sách, duyệt văn kiện khoảng nửa tiếng thì nghe thấy âm thanh vội vàng của Tiểu Quỳ ở bên ngoài liền đẩy cửa ra xem thì giật mình kinh hãi. Căn phòng hầu như hoàn toàn thay đổi,
không những sofa bị sắp đặt lại vị trí mà mấy chậu hoa cũng bị di chuyển, hơn nữa tất cả các góc nhà đều được lau đến sáng loáng. Tiểu Quỳ cũng thật là tinh mắt, với sự điều chỉnh của cô, căn phòng chẳng những sáng sủa hơn rất nhiều mà cũng khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Trong nhà có một người phụ nữ thật là khác biệt hẳn. Hạ Tưởng hơi cảm thán, lại nhìn thấy ghế sofa rất nặng. Tiểu Quỳ không ngờ lại có thể xê dịch được như vậy. Một cô gái mà có sức khỏe tốt như vậy, hắn liền khen một câu. Tiểu Quỳ rất giỏi, rất giỏi. Tiểu Quỳ thay một bộ quần áo, vừa nhìn thì thấy khá giống với nhân viên phục vụ nhà hàng, nhìn kỹ một chút thì nơi cần bó thì bó, nơi cần lộ ra thì cũng lộ ra, càng thể hiện được sự đẫy đà và thành thục như một đóa hướng dương. Hơn nữa lại là một đóa hướng dương trong mùa hoa. Hạ Tưởng trong lòng thầm trách cái người thiết kế ra kiểu áo này, đúng thật là không có lòng tốt gì. Cũng may hắn tuy rằng tuổi trẻ, đúng là cái tuổi tình cảm đàn ông mãnh liệt. Nhưng là người đã rèn luyện bao lâu bên trong khóm hoa, nên trong con mắt của hắn, Tiểu Quỳ đẹp thì đẹp nhưng lại giống như một cô em gái, khiến người ta yêu thương chứ không phải là trong lòng sinh tại ý. Tiểu Quỳ cười ngượng ngùng. Em chưa xin ý kiến bí thư mà đã tự mình dọn dẹp lại phòng, anh không mắng là tốt lắm rồi ạ. Hạ Tưởng nói. Không sao, ngoài phòng sách của tôi ra thì các phòng khác đều có thể thu dọn được. Trực giác nói cho Hạ Tưởng biết Tiểu Quỳ cũng là một cô gái có tâm cơ. Ngày hôm sau vừa đi làm, Lương Thu Duệ sớm đã đến văn phòng của Hạ Tưởng xin chỉ thị việc sắp xếp công tác cả ngày. Thái độ của anh ta đã thân thiết hơn hôm qua rất nhiều. Có thêm một mối ràng buộc với Hạ Tưởng, tự nhiên cảm giác tốt hơn rất nhiều. Lương Thu Duệ rất hiểu chức trách của trưởng ban thư ký thành ủy. Nếu như trưởng ban thư ký thành ủy không được bí thư trọng dụng thì không những quyền lực sẽ mất đi rất nhiều, mà còn có khả năng hoàn toàn bị rơi vào những sự vụ cơ quan rườm rà, không được thành ủy coi trọng. Công việc của trưởng ban thư ký thành ủy chính là nhận trên chuyển dưới. Nếu như bí thư không hài lòng thì chỉ có thể chuyển dưới thôi, chứ không thể nhận trên được. Không thể nhận trên đối với người trong quan trường mà nói, có ý nghĩa là đoạn tuyệt con đường làm quan. Báo cáo xong công tác, xin chỉ thị sắp đặt công việc của bí thư trong một ngày, Lương Thu Duệ rất thông minh không nhắc đến chuyện của Tiểu Quỳ. Lúc quay người bước đi thì Hạ Tưởng gọi anh ta lại. Thu Duệ, chuẩn bị một chút tài liệu hội nghị bí thư chiều nay. Ánh mắt của Hạ Tưởng đầy thâm ý nhìn Lương Thu Duệ, lại nhẹ nhàng nói một câu. Việc của trưởng ban thư ký cũng không dễ làm. Nhiều chuyện quá thì dễ phân tâm, đơn độc quá thì sẽ được cái này mất cái kia. Lương Thu Duệ hiểu được rằng bí thư Hạ tạm thời thu nhận và giúp đỡ Tiểu Quỳ. Nhưng đối với hành động ngày hôm qua của y thì rất là bất mãn. Lương Thu Duệ không dám nói nhiều, chỉ gật đầu liên tục. Thân là nhân vật số một, phải nắm trong tay đại cục thì phải ban ân huệ và khiến người ta ghi nhớ, chính là phải biết dùng người. Lòng ai cùng hướng về, chính là sự tồn tại của quyền lực. Hạ Tưởng quyết định lợi dụng Tiểu Quỳ làm cơ hội, để hoàn toàn thu phục Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ cẩn thận, kiên nhẫn, ngòi bút cũng rất tốt. Tuy suy nghĩ hơi nhiều nhưng với vai trò là một trưởng ban thư ký thì cũng có thể hiểu được. Nếu y đã có ý quy phục, Hạ Tưởng sẽ có lòng thu nạp. Thu nạp thì cũng cần chú ý đến sách lược, phải để Lương Thu Duệ biết bản tính của hắn, thì về sau trong công việc mới có thể làm suôn sẻ ăn ý được. Lương Thu Duệ đi được chưa lâu, Thường Công Trị xuất hiện. Thường Công Trị khá to béo, vẻ mặt phúc hậu, hàng năm ủy ban kỷ luật không để cho ông ta thể hiện sự nghiêm túc. Vẻ mặt ông ta ngăm đen nhưng mặt lại đầy hào quang, lúc nào cũng tươi cười khiến cho hắn hoài nghi ông ta rốt cuộc có phải là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật không nữa. Đại bộ phận chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đều thích xa sầm mặt mày. Như thế có thể thể hiện sự thần bí và uy nghiêm khác người. Nhưng nụ cười của Thường Công Trị thì người bình thường không dám nhìn thẳng. Rất nhiều người đều nói sau lưng rằng ông ta cười nham hiểm. Con hổ mỉm cười thì còn đáng sợ hơn cả con sói lạnh lùng. Bởi vì bạn không bao giờ biết sau nụ cười tươi kia sẽ lộ ra một con dao sáng đến kinh người. Thường Công Trị vừa vào phòng liền cười một tràng. Nói vài câu quan tâm đến cuộc sống của Hạ Tưởng đã quen hết chưa? Nếu như chưa quen thì nói với anh Lương, ý chung chúng là quan hệ giữa ông ta với Lương Thu Duệ cũng không tồi. Sau đó liền chuyển sang chủ đề chính, nói đến chuyện hội nghị bí thư chiều nay. Thường Công Trị cầm lấy một tập tài liệu mời Hạ Tưởng xem qua. Sau khi đọc kỹ một lượt liền đưa lại cho Thường Công Trị, nói một câu. Như thế nhé, trong cuộc họp chiều nay sẽ bàn luận cụ thể với thị trưởng Trương.
Thường Công Trị đồng ý, xoay người bước đi. Mắt nhìn theo Thường Công Trị rời đi, Hạ Tưởng trong lòng nghĩ thành bại cục diện ban đầu tuy không quan trọng nhưng lại là khúc dạo đầu. Chuyện có liên quan đến Trương Quốc Vĩ không biết mưu kế có thực hiện được không? Trên thực tế cho dù hắn nhượng bộ một ván cũng không sao, thời gian còn lâu dài, được mất nhất thời cũng không quan trọng. Quan trọng là, Hạ Tưởng lấy cục diện đầu tiên này để đánh giá năng lực làm việc của Lương Thu Duệ, mức độ dựa vào hắn và lập trường, khuynh hướng của anh ta đối với các lãnh đạo chủ yếu của thành phố Tần Đường. Buổi chiều vừa vào làm, thì hội nghị công việc bí thư diễn ra đúng thời gian. Do Từ Tử Kỳ lần lượt thông báo với Trương Quốc Vĩ, Phạm Tiến, Thường Công Trị, Nhiệm Hải Phong và Lương Thu Duệ. Lương Thu Duệ đến đầu tiên, sau khi đến thì liền giúp Từ Tử Kỳ sắp xếp chỗ ngồi. Bởi vì là hội nghị văn phòng bí thư thì sẽ xếp theo chức vụ trong đảng. Sau khi đã sắp xếp xong chỗ ngồi, anh ta liền vội vàng bày nước trà lên bàn cùng Từ Tử Kỳ. Phạm Tiến là người đến thứ hai. Sau khi Phạm Tiến đi vào thì liền ngồi yên vị và lật dở tài liệu. Thường Công Trị là người thứ ba. Thường Công Trị vừa đến, vốn phòng họp yên tĩnh liền náo nhiệt hẳn lên. Tất cả đều là âm thanh giọng nói lớn, bất kể là tiếng chào nhau, hay là hỏi chuyện, âm thanh của ông không thể hạ thấp xuống được. Đến khi Hạ Tưởng ngồi vào ghế chính, Trương Quốc Vĩ và Nhiệm Hải Phong vẫn chưa vào. Hạ Tưởng nét mặt trấn tĩnh, nói mấy câu với Phạm Tiến, Thường Công Trị, Lương Thu Duệ, nói đến thời tiết Tần Đường, so sánh với thời tiết Thiên Trạch. Rồi lại nói đến du lịch Tần Đường, dường như là không chuyện nào không nói. Thực ra là vây quanh vấn đề phát triển thành phố Tần Đường. Lại đợi một chút nữa, Lương Thu Duệ ngồi không yên, giơ tay lên nhìn đồng hồ một cái rồi đứng lên nói. Tôi đi xem thị trường Trương.